Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1221, một tôi là ngựa ngàn dặm trong nhà. Quan trường gần đây không thiếu những tình huống lục đục với nhau, đấu đá tranh chấp, có người muốn mượn Vương Tử Hoa làm bàn đạp để tiến lên cũng không phải là việc gì quá bất ngờ. Vương Giải Phóng và thậm chí là bố của Vương Tử Quân là Vương Quang Vinh cũng sẽ là đối tượng công kích của người ta. Mặc kệ anh có năng lực tiến lên hay không, cho dù tạm thời bị đình chỉ công tác cũng sẽ có thể hoạt động một chút, đến thời cơ chín muồi sẽ hoàn thành lên chức. Nói thật thì trước khi gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn thì dù Vương Tử Quân là người có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ cũng khó tránh khỏi tình huống cảm thấy tâm tình rối loạn. Lâm Trạch Viễn nói lời phê bình nhẹ nhàng Vương Tử Quân quá coi trọng vấn đề, thế nhưng bên trong lời nói lại có vài phần an ủi, Vương Tử Quân nghe và hiểu được điều này. Lúc này chút cảm giác kinh hoàng trong lòng cũng bị một lời nói ung dung bình tĩnh của Lâm Trạch Viễn làm cho biến mất không còn dấu vết. Lâm Trạch Viễn cũng không nói đến chuyện của Vương Tử Hoa, lão hỏi về chuyện hậu sự của Vương Lão Gia Tử. Vương Tử Quân báo cáo một lúc lâu, sau đó Lâm Trạch Viễn mới nói, Tử Quân, bố cậu đã lớn tuổi, cậu nên quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân căn bản vâng lời sắp xếp của Lâm Trạch Viễn, hơn nữa là sự việc liên quan đến bố mình. Khi Vương Tử Quân định hỏi xem thái độ của Lâm Trạch Viễn với sự kiện của Vương Tử Hoa, hắn chợt nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con truyền đến từ đầu dây bên kia. Ủa, mình có nghe lầm không? Vương Tử Quân vô thức lắc đầu, thầm nghĩ có phải mình uống quá nhiều với Tôn Khải hay sao mà lại xuất hiện ảo giác này. Hắn bình tĩnh xem xét lại, cảm thấy đầu dây bên kia ngoài giọng nói của Lâm Trạch Viễn thì không còn gì khác. Lâm Trạch Viễn căn bản cho ra thái độ rõ ràng với sự kiện của Vương Tử Hoa. Đó chính là phải cố gắng vãn hồi tổn thất, không buông tha cho người xấu, cũng không làm oan uổng người tốt. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, trong đầu cũng không nghĩ đến lời nói của Lâm Trạch Viễn, chỉ nghĩ đến tiếng khóc của trẻ con vang lên trong điện thoại. Trong nhà của Lâm Trạch Viễn có trẻ con, đây là chuyện gì, chẳng lẽ mình nghe lầm? Vương Tử Quân lắc lắc đầu, hắn hút một điếu thuốc, sau đó ném điều này ra sau đầu. Hắn quay sang nói với Vương Quang Vinh, bố... Mặc kệ kết quả chuyện này như thế nào, con cảm thấy bây giờ nên gặp mặt Tử Hoa rồi nói sau. Vương Quang Vinh căn bản không phản đối ý kiến của Vương Tử Quân, lão trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Vương Giải Phóng, để cho Vương Giải Phóng đưa Vương Tử Hoa về nhà một chuyến. Trước kia Vương Quang Vinh nói chuyện thì luôn cười tươi ha hả, nhưng lúc này giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy xương lạnh của bố, hắn cảm thấy có chút không đành lòng, bố, ngài cũng đừng nên quá lo lắng. Những điều này chỉ là dự đoán, tình huống trước mắt còn chưa rõ ràng, biết đâu sự việc còn không đáng sợ như những suy đoán của chúng ta. Con trai, con cầu tiến không nhỏ, rõ ràng lại có thể nhắc nhở bố như vậy. Vương Quang Vinh nhìn Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng nụ cười này xuất hiện trong mắt Vương Tử Quân lại có vài phần khổ sở. Vương Tử Quân nhìn nụ cười khổ sở của bố, hắn chợt sinh ra một xúc động. Hắn chợt cầm lấy tay Vương Quang Vinh rồi nói, bố, ngài không cần lo lắng, đừng nói là không có chuyện gì, cho dù có tình huống gì xảy ra thì con cũng giải quyết được. Vương Quang Vinh dùng ánh mắt sáng ngời nhìn con trai, trong lòng chợt sinh ra cảm giác tự hào. Lúc này con trai của lão có chút lạ lẫm nhưng phần nhiều là quen thuộc, lão cảm thấy quen thuộc vì đó là con trai của mình, nhưng lại cảm thấy khí tức của con trai có chút xa lạ. Nhưng Vương Quang Vinh cũng từng cảm nhận được khí tức này. Đó lại không nằm trên người con trai mình. Năm xưa khi Vương Lão Gia Tử đứng ở vị trí cao vời, lão từng cảm nhận được nó qua bố của mình. Mà những năm qua lão công tác bên cạnh Lâm Trạch Viễn, cũng từng cảm nhận được khí tức tương tự từ Lâm Trạch Viễn. Loại khí tức này làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy dù có nguy nan thế nào thì cũng không có trở ngại gì lớn, làm cho lão cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Bố tin tưởng con, chút cảm giác lo lắng trong lòng chợt tan biến. Vương Quang Vinh đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Khi hai bố con Vương Quang Vinh khôi phục lại như thường thì tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Quân đi ra mở cửa, thấy Vương Giải Phóng mang theo một túi nhựa màu đen đứng bên ngoài. Vương Tử Quân vừa mở cửa thì Vương Giải Phóng nhấc túi nhựa lên nói, Tử Quân, đây là đặc sản quê mình, hai ngày trước có người thân đưa đến, vừa vặn cho bố cậu nếm thử. Vương Tử Quân nhìn thấy gương mặt của Vương Giải Phóng. Cảm thấy chú mình đã thoát khỏi trạng thái đau khổ khi ông cụ qua đời. Dù sao thì cũng là người trải qua nhiều ấm lạnh cuộc đời, tất nhiên người thường khó thể nào so sánh được với Vương Giải Phóng. Nhìn từ phương diện lý chỉ thì Vương Tử Quân đáng lý nên vui vì nhị thúc thoát khỏi trạng thái đau thương,
thế nhưng thực tế hắn lại không chút thoải mái, chỉ là cảm giác này không được biểu hiện ra bên ngoài. Nhị thúc, Tử Hoa đâu? Vương Tử Quân tiếp nhận túi nhựa đen trong tay của Vương Giải Phóng, hắn trầm giọng hỏi Vương Giải Phóng. Vương Giải Phóng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, lão ngồi xuống ghế salon rồi dùng giọng tùy ý nói, chú vừa gọi điện thoại cho nó nói đơn vị có việc gấp, bây giờ không thể đến ngay được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt bình tĩnh của nhị thúc, hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ xách túi đổ đi vào nhà. Tuy vị trí của hắn căn bản là mạnh hơn Vương Giải Phóng, thế nhưng có một vài việc nên để cho bố mình mở lời thì hay hơn. Nói cậu ấy nhanh chóng đi đến. Vương Quang Vinh không quan tâm đến Vương Giải Phóng, lão tức giận nói, cậu quản con cái thế nào vậy? Sao đến thời điểm mấu chốt lại chậm chạp như vậy? Gương mặt Vương Giải Phóng chợt biến đổi, tuy lão là con thứ hai trong nhà, thế nhưng gần đây Vương Quang Vinh cực kỳ khiêm tốn, nói ra thì một người em như lão mới là cường thế. Nhưng khi vị trí của Vương Quang Vinh tăng tiến, đặc biệt là lực lượng mới của Vương Tử Quân, lúc này Vương Giải Phóng mới áp chế chính mình không nên làm loạn. Lúc này thấy Vương Quang Vinh nói như vậy, tính tình của Vương Giải Phóng chợt bùng phát. Lão nhìn Vương Quang Vinh rồi lớn tiếng chất vấn, đại ca, Tử Hoa làm sao? Nó có thể gây ra cho ngài phiền toái gì lớn sao? Cho dù có gây ra phiền toái thì cũng là chuyện của nó, đáng cho anh nổi nóng sao? Những lời nói nhẹ nhàng thường có tính đả thương lớn hơn, lúc này Vương Tử Quân chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận, thế nhưng đây không phải là lúc phẫn nộ, thế nên cố gắng ổn định tâm tình rồi nói. Việc gì sao? Đến bây giờ cậu còn chưa biết nữa à? Chương 1221 2 tôi là ngựa ngàn dặm trong nhà. Em nào biết được, Vương Giải Phóng càng thêm lớn tiếng. Lão cảm thấy con trai mình không làm gì khác thường, thế cho nên cũng không quan tâm. Khi hai người đang nổi nóng thì Vương Tử Quân bưng nước đi ra, hắn đặt nước bên cạnh Vương Giải Phóng rồi thản nhiên nói, nhị thúc, chú uống nước đi. Khi thấy Vương Tử Quân ở bên cạnh thì Vương Giải Phóng vốn đang rất tức giận cũng phải bình tĩnh trở lại. Cả đời này lão luôn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn người, sự việc gì cũng muốn đi trước người khác, dù là anh mình cũng không ngoại lệ. Vương Quang Vinh là giáo sư đại học, mà Vương Giải Phóng lại là người làm quan, khi địa vị biến đổi thì lão cảm thấy sự ưu việt trước mặt anh mình. Nhưng cảm giác kia không được bao lâu, Vương Quang Vinh được Lâm Trạch Viễn đề bạt trực tiếp lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Vương Giải Phóng căn bản không phục, hắn cảm thấy anh mình tiến lên chỉ là may mắn, gặp được Lâm Trạch Viễn mà thôi, nói về tư chất thì căn bản không bằng mình. Hơn nữa hắn tuổi nhỏ hơn anh, thế nên sẽ có thành tựu lớn hơn anh về sau này. Nhưng khi mà Vương Tử Quân nhanh chóng quật khởi thì Vương Giải Phóng không thể không chút giận. Quỹ tích phát triển của cháu trai là như thế nào thì lão hiểu rõ ràng, cũng không dựa vào gia đình. Sở dĩ cháu trai có thể phát triển đến mức này đều dựa vào thực lực của mình. Đặc biệt là công tác ở tỉnh Sơn Nam, tất cả đều bất lợi cho Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại dựa vào năng lực của mình để đánh giết sáng tạo ra thành tích để cho người khác phải lau mắt nhìn. Vương Tử Quân từ thành phố Đông Bộ nhảy sang thành phố La Nam, thành tích căn bản quá mạnh mẽ, có thể nói cho ra một quỹ tích phát triển quá đẹp. Lúc này cháu trai càng có vị trí quan trọng hơn mình trong tỉnh Nam Giang là trưởng phòng tổ chức, nếu như không có gì bất ngờ, vài chục năm sau sẽ là một người đi về vị trí còn cao vời hơn. Vương Giải Phóng cảm thấy con trai Vương Tử Hoa của mình làm việc rất tốt, biết tròn biết méo nhưng lại căn bản không thể so sánh với Vương Tử Quân. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là Vương Tử Hoa có được vị trí hiện tại vì phát triển trong tỉnh Chiết Giang, nếu như ném sang Sơn Nam, chỉ sợ sẽ chết ngay từ trong trứng nước. Không biết từ lúc nào thì Vương Giải Phóng cảm thấy đối mặt với Vương Tử Quân và sinh ra cảm giác sợ hãi. Bây giờ lão nhìn thấy nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng càng cảm thấy nao nao. Vương Giải Phóng nâng ly trà lên nói khẽ, Tử Quân, cháu cũng ngồi đi, chú và bố cháu đều là người nóng tính, có chút chuyện thì phát sinh mâu thuẫn, nhiều năm như vậy thành ra thói quen. Vương Giải Phóng nói ra những lời như vậy mà cảm thấy nóng mặt, tuy là người một nhà nhưng ai cũng phát triển trong quan trường, ai chẳng biết lời nói như vậy chứng tỏ mình đã yếu thế. Vương Quang Vinh cũng cảm thấy mình nói quá nặng, lúc này nghe thấy em trai nói như vậy thì cũng tranh thủ thời gian giải vây. Tử Quân, con đi rửa trái cây đi. Vương Tử Quân nhìn phản ứng của hai người Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng, hắn biết rõ lúc này không cần chính mình, thế nên hắn chỉ cười cười rồi đi vào nhà bếp. Tử Quân là ngựa ngàn dặm của nhà chúng ta, đến tỉnh Nam Giang còn chưa được nửa năm thì đã từ bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy.
Hai ngày trước Bí thư Diệp tự mình đến tham gia lễ tang của ông cụ, xem ra Vương Tử Quân công tác ở Nam Giang không bao lâu nữa thì sẽ là phó bí thư tỉnh ủy rồi. Vương Giải Phóng nói những lời này cũng không phải vô duyên vô cớ, là cán bộ của một tỉnh phát triển kinh tế mạnh mẽ, tất nhiên đãi ngộ không thể so sánh với cán bộ bình thường. Nếu Vương Tử Quân là phó bí thư tỉnh ủy, như vậy không lâu sau, chỉ vài năm nữa sẽ là lãnh đạo một phương. Tuy lúc này nhị đại của Vương gia cũng có những người ở vị trí quan trọng trọng tỉnh, thế nhưng nếu nói về phương diện làm chủ một phương, chỉ có Vương Tử Quân là hy vọng lớn nhất. Đại cả của mình đi theo Bí thư Lâm chỉ là đại khái qua loa mà thôi, còn Vương Giải Phóng thì sao? Khả năng là không thể tiến lên được, dù sao thì tuổi tác đã lớn, bây giờ mới tiến vào thường ủy tỉnh ủy, lý lịch căn bản chưa quá nhiều, đến đúng tuổi chỉ sợ sẽ được điều sang mặt trận tổ quốc tỉnh mà thôi. Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau, hai bên chợt sinh ra một cảm giác, giống như hai anh em ngoài việc đơn giản trò chuyện phiếm, hai bên căn bản không thể nào bàn gì thêm, mối gắn bó giữa hai người chỉ là tình thân. Hai bên cảm thấy cực kỳ gần nhau, thế nhưng tư tưởng lại căn bản là cực kỳ xa nhau. Thật ra tôi hy vọng Tử Quân có thể rèn luyện trên vị trí phó bộ vài năm, vì giao sắc không nên đưa đi đốn củi mục. Vương Quang Vinh dùng giọng trầm trầm nói, quá nhanh cũng không tốt, không bằng làm gì chắc đó thì hay hơn. Vương Giải Phóng khẽ gật đầu, nhưng lão căn bản không biết nên bình luận thế nào. Tuy Vương Tử Quân là cháu của mình, thế nhưng vị trí lại cao hơn mình, nếu như lão cố gắng nói vài lời ra vẻ, như vậy cũng cảm thấy xấu hổ. Dựa theo tài trí của Vương Tử Quân, đi đến đây một thời gian ngắn cũng sẽ cho ra thành tích tốt nhất, nào cần chính mình phải vung tay múa chân. Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát, sau đó tâm tư đặt lên sự việc của Vương Tử Hoa, lão nhìn thoáng qua Vương Giải Phóng rồi nói, tôi nóng vội cũng là vì sự kiện của Tử Hoa là không nhỏ, chỉ sợ rằng sẽ tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng. Vương Giải Phóng nhìn gương mặt nghiêm túc của anh trai, gương mặt lão cũng trở nên cực kỳ nghiêm cẩn. Nếu như vừa rồi lão vì tức giận mà choáng váng đầu óc, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Anh trai là người thế nào thì Vương Giải Phóng căn bản là hiểu rõ ràng, Vương Quang Vinh đã nói nghiêm túc như vậy, xem ra sự việc của Vương Tử Hoa liên lụy không nhỏ. Lão nhìn Vương Quang Vinh rồi nói, anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đứa bé kia lại gây họa gì rồi? Vương Quang Vinh cũng không giấu giếm, dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói rõ ra với Vương Giải Phóng. Lúc đầu Vương Giải Phóng còn không quan tâm, nhưng khi Vương Quang Vinh nói được một nửa, lão mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vương Giải Phóng là người tham chính nhiều năm, lão biết rõ tổn thất lần này có ý nghĩa thế nào. Nếu không giải quyết tốt vấn đề, không những Vương Tử Hoa bị truy cứu, lão cũng không thoát được. Dù sao thì lão cũng cho ra không ít giúp đỡ với Vương Tử Hoa ở sự kiện này. Nếu sự việc bại lộ, sẽ khó tránh khỏi số kiếp. Biết đâu kết quả của hai cha con bọn họ chính là tai ương lao ngục, thân bại danh liệt. Chương 1222, đâm nát mụn ngủ. Nên làm gì bây giờ? Vương Giải Phóng cảm thấy sợ hãi, lão bắt đầu cân nhắc nên giải quyết ra sao, nhưng khi nghĩ đến phương diện vị lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã thu lưới lại, lão cảm thấy cực kỳ uể oải, không còn đường nào để đi. Có lẽ lần này kết quả của Vương Tử Hoa thật sự là lao ngục rồi. Đại ca, lúc này nên làm gì bây giờ? Vương Giải Phóng có chút run rẩy, lão run giọng nói với Vương Quang Vinh. Lúc này Vương Quang Vinh cũng không có biện pháp gì hay, nhưng bây giờ không phải là thời điểm bối rối, vì vậy hắn cố gắng an ủi, bây giờ làm như thế nào thì thật sự khó nói, nhưng chúng ta không nên sợ hãi. Đợi Tử Hoa đến đây thì chúng ta xem sự việc phát triển đến mức nào rồi mới ra tay quyết định. Vương Giải Phóng không nói thêm điều gì, lão dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Quang Vinh, lão cũng muốn biết sự việc phát triển đến mức độ nào rồi, kết quả xấu nhất sẽ phát sinh bao nhiêu ảnh hưởng với mình đây. Vương Giải Phóng nghĩ như vậy mà càng ngồi không yên, lão không phải là người ngu, tất nhiên biết đối phương bố cục lớn như vậy chắc chắn không phải chỉ ép hai cha con mình xuống ngựa. Tuy lão bình thường không đủ khí độ, thế nhưng trí tuệ nên có luôn phải có, căn bản không thể thiếu. Lão nghĩ đến mình. Lại nghĩ đến anh mình, một cảm giác sợ hãi theo bản năng chợt bùng phát trong lòng. Anh, chuyện này có khả năng sẽ... Vương Giải Phóng cũng không nói hết lời mà chỉ về phía đông. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu, lúc này sự việc đã phát triển đến mức như vậy, lão cũng không còn gì để giấu giếm. Vương Giải Phóng trầm mặc và cầm lấy điện thoại, chỉ sau nháy mắt thì lớn tiếng nói với đầu dây bên kia, con đang ở chỗ nào? Mau về đây, bố và bác đang chờ.
nửa giờ sau phải có mặt. Vương Giải Phóng nói xong thì hung hăng cúp điện thoại. Vương Tử Quân luôn ở trong nhà bếp không đi ra, lúc này nghe Vương Quang Vinh đã nói hết lời với Vương Giải Phóng, cuối cùng mới đi ra. Hắn đặt những quả táo đã rửa sạch lên bàn, sau đó mới nói, nhị thúc, sự việc cũng không phải đến mức không thể giải quyết, chúng ta không nên rối loạn trận tuyến. Vương Giải Phóng biết rõ tầm quan trọng của sự tỉnh táo, thế nhưng bây giờ lão căn bản khó thể nào an tĩnh được. Chỉ cần quan tâm sẽ rối loạn, lão hy vọng quá nhiều vào con trai của mình, bây giờ sự việc xảy ra giống như kiếm củi 3 năm thui rụi trong một giờ. Biết đâu vì sự kiện này mà Vương gia đã huy hoàng hơn thời của Vương lão gia tử năm xưa lại lụn bại. Nhị thúc, chú hiểu bao nhiêu về công ty đại giã quốc tế kia? Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon đối diện với Vương Giải Phóng. Sau đó khẽ nói với Vương Giải Phóng. Vương Giải Phóng trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, đại giã quốc tế đăng ký kinh doanh ở Hong Kong, nghe nói có khá nhiều tài sản. Năm đó khi Tử Hoa đến Hong Kong kêu gọi đầu tư thì mất rất nhiều công sức mới kéo công ty của bọn họ đến thành phố Lữ Xuyên. Nhìn từ tài liệu quốc tế thì thấy tài sản của công ty căn bản là vài chục tỷ, vì điều này nên thành phố Lữ Xuyên và công ty đại giã quốc tế kết hợp đầu tư. Chính quyền rút ra 7-800 triệu bỏ vào làm cổ phần, hơn nữa còn ra mặt để công ty bọn họ vay hơn 3 tỷ. 3 tỷ, Vương Quang Vinh nghe được những chữ này mà không khỏi hít vào một hơi thật sâu, nếu như chuyện này đúng như những gì Tôn Khải nói, như vậy trách nhiệm của Tử Hoa căn bản là rất lớn. Mặc dù Vương Quang Vinh chưa từng công tác dưới cơ sở thế nhưng lại hiểu rõ tất cả như lòng bàn tay, tuy đại giã quốc tế là hạng mục trọng điểm, nhưng nếu muốn có được khoản vay lớn và chính sách nghênh là căn bản không dễ. Thủ đoạn của bọn họ căn bản là không hiện ra rõ ràng, tuyệt đối không phải là vì thủ đoạn của bọn họ quá cao siêu. Hai người Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Quang Vinh có thói quen hỏi ý kiến của con trai, mà Vương Giải Phóng căn bản không có biện pháp gì tốt, thế cho nên mới ký thác hy vọng vào người cháu thường tạo ra kỳ tích của mình. Vương Tử Quân không nói lời nào mặc dù trong lòng đã có định luận rõ ràng, thế nhưng hắn căn bản không muốn nhiều lời. Hắn phải chờ đến khi gặp mặt Tử Hoa, nghe lời nói của người trong cuộc, sau đó mới ném ra ý nghĩ của mình. Lúc này điều quan trọng nhất là tìm được Vương Tử Hoa, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, giải trừ tai họa ngầm. Lúc này cũng không còn gì là quan trọng hơn, Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xử lý vấn đề. Thời gian trôi qua rất chậm, Vương Giải Phóng giống như ngồi trên bàn trông, thỉnh thoảng lão lại nhìn đồng hồ treo tường. Tâm tư của bọn họ lúc này là như thế nào thì căn bản không cần nói cũng biết. Nửa giờ cuối cùng đã trôi qua, Vương Tử Hoa còn chậm chạp chưa đến. Khi Vương Giải Phóng đang nóng lòng như lửa đốt muốn gọi điện thoại thúc giục thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Vương Tử Quân không chờ Vương Giải Phóng đứng lên mà nhanh chóng đi về phía cửa. Vương Tử Quân mở cửa ra, Vương Tử Hoa đi đến. Tuy đối phương vẫn mặc trang phục giống như ngày tham gia lễ tang của Vương lão gia tử, thế nhưng lúc này lại giống như biến thành một người khác. Hai mắt Vương Tử Hoa đầy tơ máu, bộ dáng không chỉnh chu tỉ mỉ như ngày thường, nhìn qua giống như vài ngày không ngủ, sau khi đi vào thì mệt mỏi ngồi xuống ghế salon, căn bản không nói lời nào. Vương Tử Quân dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi Vương Tử Hoa đi đến, thế nhưng khi thấy trạng thái của Vương Tử Hoa thì ý thức được sự việc đã bắt đầu. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, dù sao thì còn có nhị thúc ở chỗ này. Làm sao mà con đến chậm như vậy? Vương Giải Phóng thấy bộ dạng như chó nhà tang của Vương Tử Hoa thì căn bản có chút thương cảm, lão dùng giọng vừa vội vừa tức hỏi. Vương Tử Hoa nhìn thoáng qua Vương Giải Phóng, hắn cũng không nói lời nào, chỉ ủ rũ ngồi xuống ghế salon, hai tay nắm lấy đầu. Vẻ mặt Vương Giải Phóng chợt trở nên cực kỳ khó chịu, Hà lão đứng lên ghế salon, đang định tiến lên kéo Vương Tử Hoa. Vương Tử Quân ở bên cạnh thấy phản ứng của Vương Giải Phóng. Hắn vội vàng đứng lên giữ lấy chú mình. Giải Phóng, có chuyện gì cứ từ từ nói, cậu ngồi xuống trước đi. Vương Quang Vinh nhìn Vương Giải Phóng, sau đó trầm mặt xuống nói. Tuy đứa con căn bản là không ra gì, thế nhưng Vương Giải Phóng cũng thật lòng không muốn làm gì quá đáng. Lúc này nghe thấy Vương Quang Vinh nói như vậy thì thuận tiện ngồi xuống, sau đó dùng giọng hung hăng nói, rốt cuộc bên phía công ty đại giã quốc tế có chuyện gì xảy ra. Con thành thật nói rõ ràng cho mọi người đi. Vương Tử Hoa lúc này ngẩng đầu lên, hắn nhìn Vương Giải Phóng, sau đó lại nhìn Vương Quang Vinh và Vương Tử Hoa, trong miệng lại lẩm bẩm, xong rồi, lần này đại giã quốc tế coi như xong rồi. Thằng xúc sinh này, mày nói cái gì, còn không mau nói rõ ràng sự việc,
mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Mày như vậy còn giải quyết được vấn đề sao? Vương Giải Phóng chợt đứng lên rồi lớn tiếng khiển trách. Vẻ mặt Vương Tử Hoa chợt trở nên rất bạo ngược, hắn nhìn Vương Giải Phóng rồi hổn hển nói, chuyện của con không cần bố quan tâm, nên miễn chức thì miễn chức, nên ngồi tù thì ngồi tù, cũng không cần bố lớn tiếng như vậy. Vương Tử Hoa căn bản là nổi điên, ánh mắt đỏ hồng, cực kỳ xúc động. Tử Hoa, bây giờ không phải thời điểm gấp gáp nóng vội, trước mắt còn chưa có định luận, cậu nói rõ sự việc ra cho mọi người, chúng ta cùng nghĩ biện pháp, để xem còn dư âm cứu vãn hay không. Vương Tử Quân rót một ly nước cho Vương Tử Hoa, hắn đưa nước cho Vương Tử Hoa rồi dùng giọng an ủi nói. Vương Tử Quân tiếp nhận ly nước của Vương Tử Hoa, hắn căn bản không quan tâm nó là nóng hay lạnh, căn bản là dốc hết vào bụng. Hắn uống cạn nước, có vẻ khôi phục chút sức sống, nhưng tinh thần vẫn rất suy sụp. Anh, bây giờ nói cái gì cũng là muộn, lần này căn bản là hết thuốc chữa rồi. Có tác dụng hay không chưa thử làm sao biết được, mày cứ nói với anh, gấp gáp làm cái quái gì. Vương Giải Phóng nhìn con trai của mình rồi dùng giọng hổn hển nói. Tuy Vương Giải Phóng phê bình nhưng trong giọng nói cũng có vài phần quan tâm đến con trai, dù sao thì cũng là cha con, có việc gì thì Vương Giải Phóng vẫn phải hướng về phía con mình. Vương Giải Phóng lúc này mở miệng, Vương Quang Vinh cũng nói, Tử Hoa, ông của cháu thường nói chưa đến giai đoạn mấu chốt thì vẫn còn hy vọng, cháu nên nói rõ ràng, chúng ta cùng nhau nghĩ kế sách đối phó, cũng không rối loạn tay chân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1223, một làm quan đầy nguy hiểm, khi đứng vào hàng cũng nên cẩn thận. Lời nói của Vương Quang Vinh giống như có chút tác dụng, Vương Tử Hoa nâng ly nước lên uống cạn rồi mới dùng giọng mất hết hồn vía nói, bác, lúc này công ty đại giã quốc tế căn bản chỉ còn lại bộ khung, giám đốc công ty biến mất, lúc này thành phố đang làm ầm ĩ lên. Vương Tử Hoa nói rất bừa bãi thế nhưng ý nghĩa là gì thì mọi người hiểu rõ ràng. Thế cục bây giờ quá khó khăn. Lúc này mụn mủ của công ty đại giã quốc tế đã thối rữa nghiêm trọng. Mày, Vương Giải Phóng hổn hển đứng lên, nhìn tư thế thì giống như sinh ra xúc động muốn cho con trai một tát. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý cho chú mình ngồi xuống, sau đó hắn hỏi Vương Tử Hoa, cậu nói rõ sự kiện một lượt, trọng điểm là cậu có liên lụy thế nào trong hạng mục của công ty đại giã quốc tế lần này. Vương Tử Quân mở miệng làm cho Vương Giải Phóng định chửi ầm lên phải thu lời vào bụng. Mặc dù lão cực kỳ tức giận chỉ hận rèn sắt không thành thép, thế nhưng lão cũng hiểu rõ vấn đề, nếu mình nổi nóng bây giờ cũng không giải quyết được gì. Mau nói rõ với anh, nói tất cả sự việc, để xem anh có kế sách gì đối phó hay không. Vương Tử Hoa nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói ra tình huống về công ty đại giã quốc tế. Khi Vương Tử Hoa đến làm phó chủ tịch thành phố thì căn bản là không làm cho mọi người tin phục. Tuy đám người ở thành phố Lữ Xuyên cũng vì Vương gia mà không dám làm gì Vương Tử Hoa, thế nhưng thực tế căn bản không có ai thèm quan tâm đến hắn. Vương Tử Hoa nghĩ đến phương diện anh mình là Vương Tử Hoa đang là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, uy phong tám bề, nhưng chính mình có đội tuổi tương đồng căn bản không làm tốt vị trí của một phó chủ tịch thành phố, thế là trong lòng cực kỳ uất nghẹn, hắn một lòng muốn dựng lên uy vọng của mình ở thành phố Lữ Xuyên. Chỉ là uy vọng không phải là thứ mà Vương Tử Hoa muốn là có, hắn không phải không có bối cảnh và quan hệ, thế nhưng muốn có uy vọng thì phải có thành tích rõ ràng. Vương Tử Hoa vì muốn mình nhanh chóng đứng vững bàn chân mà bắt đầu bỏ công phu ở phương diện mình được phân công quản lý là kêu gọi đầu tư. Mặc dù năng lực kêu gọi đầu tư của hắn kém xa Vương Tử Quân, thế nhưng hắn thật lòng làm một thời gian cũng xem như có chút hiệu quả. Chẳng qua hiệu quả này rất tốt với người bình thường nhưng là chưa đủ với Vương Tử Hoa, hắn thật lòng muốn có thành tích lớn hơn. Hắn muốn địa vị của mình được xác lập ở thành phố Lữ Xuyên, muốn lợi dụng công tác kêu gọi đầu tư để làm bàn đạp tiến lên như diều gặp gió trong thành phố Lữ Xuyên. Vì mục đích này mà Vương Tử Hoa căn bản là không ngại khó khăn gian khổ. Sau khi công ty đại giã quốc tế có ý muốn đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên, Vương Tử Hoa tích cực tiếp xúc với đại giã quốc tế. Hắn căn bản cực kỳ cố gắng, muốn biểu hiện sự chân thành của mình với đối phương. Khi Vương Tử Hoa nói đến đây thì Vương Tử Quân thầm nghĩ bây giờ có nhiều công ty căn bản là không quá tinh khiết, bọn họ chỉ thông qua những biện pháp thế này để thiết lập âm mưu, đầu tiên cho ra cái giá thật cao, sau đó dùng lạt mềm buộc chặt, chờ khi đối phương sốt ruột thì xem như đã là cá mắc câu. Vương Tử Hoa căn bản là bỏ ra 3 lượt mời công ty đại giã quốc tế đến thành phố Lữ Xuyên.
phía thành phố Lữ Xuyên vốn có chút nghi ngờ với công ty đại giã quốc tế có xuất thân Hong Kong này, thế nhưng Vương Tử Hoa căn bản là bỏ qua, tự mình đến Hong Kong khảo sát một phen, sau đó mới loại trừ những nghi kỵ trong thành phố Lữ Xuyên. Lúc bắt đầu thì công ty đại giã quốc tế cũng thật sự đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên, đừng nói là những hạng mục nhỏ, sau khi giám đốc Sa đi vào trong thành phố Lữ Xuyên thì ném ra 2 triệu đầu tư cho giáo dục, điều này làm cho cả thành phố Lữ Xuyên xem bọn họ như thần tài đến nhà mình. Hùn vốn cùng nhau kinh doanh, phối hợp cho vay, ưu đãi chính sách. Tất cả liên tục ép về phía công ty đại giã quốc tế, mà công ty đại giã quốc tế cũng nhanh chóng biến thành điểm sáng của thành phố Lữ Xuyên. Khi công ty đại giã quốc tế liên tục đẩy mạnh xây dựng hạng mục thì Vương Tử Hoa cảm thấy ngày an nhàn của mình đã đến, địa vị của hắn và công ty đại giã quốc tế ở thành phố Lữ Xuyên liên tục tăng tiến. Khi Vương Tử Hoa thấy công ty đại giã quốc tế liên tục đẩy mạnh đầu tư, vị trí của hắn càng được người ta coi trọng, đúng lúc ông nội qua đời. Sau khi tổ chức lễ truy điệu cho ông nội thì thư ký vội vàng chạy đến tìm Vương Tử Hoa, nói rằng vài người phụ trách của công ty đại giã quốc tế đã biến đâu mất. Khi đó Vương Tử Hoa còn nghĩ rằng phía công ty đại giã quốc tế mở hội nghị hay đi nghỉ ngơi đâu đó, đám người kia có tiền, có nhiều phương pháp nghỉ ngơi, ví dụ như có thể đi đến Nam Hải chơi đùa vài ngày. Nhưng khi mà gọi điện thoại không được, thậm chí tài khoản của đối phương cũng biến mất, Vương Tử Hoa cuối cùng cũng sinh ra cảm giác xấu. Khi mà hơn 1.000 công nhân của công ty đại giã quốc tế kéo đến biểu tình, như vậy cảm giác xấu kia càng thêm chân thật. Lúc đầu Vương Tử Hoa căn bản là không tin. Thế nhưng cuối cùng cũng phải tin, điều này không khỏi làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn đã nhiều lần gọi điện thoại liên lạc với người phụ trách của công ty đại giã quốc tế, thế nhưng mỗi lần như vậy đều căn bản là không liên lạc được. Kết quả này căn bản làm cho Vương Tử Hoa cảm thấy sợ hãi, nhưng khi mà nhiều người ném nguyên nhân của sự việc này lên đầu hắn, tuy hắn cảm thấy cực kỳ uất ức nhưng căn bản là hết đường chối cãi. Vương Tử Hoa là người kéo công ty đại giã quốc tế đến Lữ Xuyên. Hắn cũng là người tranh thủ chính sách ưu đãi cho đối phương, căn bản là có quyền lớn nhất ở phương diện đầu tư của công ty đại giã quốc tế. Nhưng rõ ràng là Vương Tử Hoa cũng bị người ta xếp đặt, mà sở dĩ công ty đại giã quốc tế có thể lừa đảo tốt đẹp như vậy, làm cho người ta căn bản không thể nhìn ra có chút vấn đề, căn bản đều là nhờ vào sự hỗ trợ của một người nào đó, mới có thể làm cho Vương Tử Hoa đã từng tiến hành điều tra nhưng không có chút vấn đề nào. Người thật sự đứng sau lưng giúp đỡ công ty đại giã quốc tế là ai? Bây giờ nó căn bản không còn là quan trọng là những gì mà đại giã quốc tế bây giờ đã gây ra cho thành phố Lữ Xuyên, nó giống như một kho thuốc súng mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Hơn nữa bây giờ thế cục đã quá rõ ràng, chỉ cần có người cầm cây đuốc châm lửa vào thì tất cả sẽ nổ tung, sẽ cháy lan sang đồng cỏ ở bên cạnh. Mày đúng là thằng ngu, trên thế gian nào có bữa cơm trưa miễn phí? Đạo lý đơn giản thế mà mày không hiểu sao? Vương Giải Phóng là người đầu tiên ngồi không yên, lão nhìn con trai rồi lớn tiếng giận dữ nói. Chương 1223, 2, làm quan đầy nguy hiểm, khi đứng vào hàng cũng nên cẩn thận. Vương Quang Vinh lúc này cũng có chút nhục chí, lão vốn kỳ vọng cháu mình không nên thụt chân vào quá sâu, thế nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì Vương Tử Hoa không phải là người bị liên lụy, căn bản đã là hãm cả người vào trong rồi. Vương Tử Hoa nên chịu trách nhiệm gì thì tạm thời khó thể cho ra nghị luận, thế nhưng trong chuyện này sẽ nhất định có lãnh đạo truy cứu trách nhiệm của người đề bạt Vương Tử Hoa. Đề bạt cán bộ trẻ tuổi nếu không có chuyện gì xảy ra thì căn bản là quá vui vẻ, nhưng nếu có chuyện xảy ra, như vậy người đề cử cũng bị truy cứu trách nhiệm không biết rõ cán bộ của mình. Một người dùng người không hiểu rõ, như vậy đôi khi sẽ hủy hoại tương lai của cán bộ. Lúc này Vương Tử Hoa phạm sai lầm. Cái mũ của sự việc sẽ bị chụp lên đầu của Lâm Trạch Viễn. Là một vị cán bộ lãnh đạo một tỉnh, nếu như anh có chút vấn đề ở phương diện này, lãnh đạo sao còn tín nhiệm anh được? Cho dù năng lực của anh là rất mạnh, thế nhưng càng là người vĩ đại thì lãnh đạo càng phải xem xét, càng chú ý, dù không thể triệt hạ vị trí thì ít nhất cũng phải ghẻ lạnh anh vài năm. Có bao nhiêu tài chính liên quan đến công ty đại giã quốc tế? Vương Tử Quân nghe Vương Tử Hoa nói một tràng, cũng không có thời gian lên tiếng. Lúc này hắn mới mở miệng, thế nhưng âm thanh này không có mấy biểu cảm, giống như chỉ đang tỏ vẻ mình đang lắng nghe vậy. Hơn 2 tỷ, trong đó có 1 tỷ cho vay. Vương Tử Hoa hầu như là trả lời theo bản năng, vì những con số này giống như ma quỷ quẩn quanh trong đầu hắn, làm cho hắn cảm thấy đau nhức tê dại. Tổn thất 2 tỷ, như vậy thì trách nhiệm sẽ cao thế nào?
Vương Giải Phóng chợt run rẩy, lão biết rõ chờ đợi Vương Tử Hoa không phải là miễn chức, thậm chí mình còn cực kỳ khó khăn. Lão vốn còn ôm chút hy vọng, thế nhưng tình huống này căn bản làm cho tâm ý của lão đã nguội lạnh. Cậu có nhận được lợi ích gì không? Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa rồi dùng giọng lạnh như băng nói. Lợi ích gì không? Hai chữ này làm cho hai anh em Vương Quang Vinh vốn có chút khiếp sợ lại phải nhìn về phía Vương Tử Hoa, lúc này ánh mắt của bọn họ là cực kỳ lo lắng, đặc biệt là Vương Giải Phóng, càng nôn nóng hơn vài phần. Nếu như Vương Tử Hoa căn bản không sạch sẽ ở phương diện này, như vậy căn bản sẽ là một đòn chí mạng, sự việc qua đi, kiếp sống chính trị của hắn cũng rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Không, tôi không nhận tiền của bọn họ, phía công ty đại giã quốc tế có nói sẽ cho tôi vài phần. Thế nhưng tôi không nhận. Vương Tử Hoa nói đến đây thì giống như sợ Vương Tử Quân không tin mình, hắn dùng giọng cực kỳ chuẩn xác đảm bảo, anh, em không thiếu tiền, em không quan tâm đến những thứ này. Vương Tử Quân lo lắng nhất chính là Vương Tử Hoa căn bản là cầm tiền của công ty đại giã quốc tế, bây giờ nghe thấy Vương Tử Hoa nói như vậy thì thả lỏng hơn một chút. Hắn nhìn bộ dạng mất hết hồn vía của Vương Tử Hoa, hắn vỗ vỗ vai của Vương Tử Hoa rồi nói, chuyện này đã phát sinh. Bây giờ chúng ta cần phải làm không nên là sốt ruột nóng vội, cần phải làm sao để vãn hồi sự việc. Nhưng đám người kia đã bỏ chạy, lúc này cục công an thành phố đang truy đuổi, căn bản không có chút manh mối nào. Vương Tử Hoa nói đến đây thì suy sụp tinh thần ngồi xuống ghế salon nói, anh, em đã nghĩ các biện pháp rồi, căn bản không có tác dụng nào cả, thậm chí cũng không liên lạc được với Chai Nikon. Chai Nikon, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Cái tên này hình như là của nữ, ột người phụ nữ được Vương Tử Hoa coi trọng như vậy. Trong đầu hắn có nhiều ý nghĩ mới mẻ, thế nhưng hắn cũng không nói ra, hắn cười cười nói với Vương Tử Hoa, cậu có toàn bộ tư liệu về công ty đại giã quốc tế không? Đưa cho tôi một phần. Lúc này tâm tình của Vương Tử Hoa căn bản đều đặt hết lên người phụ nữ tên là Chai Nikon, căn bản không có nhiều phản ứng với lời nói của Vương Tử Quân. Vương Giải Phóng căn bản đang cực kỳ nóng ruột tức giận. Lão thấy con trai như vậy thì không khỏi càng thêm nổi nóng, lão nâng ly trà lên rồi đặt mạnh xuống, anh của con đang nói, có nghe thấy gì không? Nghe rõ, con làm ngay. Vương Tử Hoa ngoài miệng đồng ý nhưng gương mặt nói rõ chỉ là qua loa cho xong. Vương Giải Phóng càng thêm phẫn nộ, khi lão chuẩn bị lớn tiếng thì Vương Tử Quân đã khoát tay áo. Văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang cũng không ở cùng khu vực với văn phòng tỉnh ủy, hai bên cách hai con đường. Là một khu đất hình vuông với tòa nhà được xây dựng từ những năm 90. Nhìn qua thì thấy nơi này không có gì khác lạ, thế nhưng đây là địa phương làm cho không ít người trong tỉnh Chiết Giang nghe thấy phải sợ mất mật. Triệu Tuấn Sơ đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư, gương mặt có vài phần không tốt. Hắn là cán bộ tiến lên từ cơ sở trong tỉnh Chiết Giang, hắn căn bản hiểu rõ tình huống của tỉnh Chiết Giang, nhưng lúc này bí thư Lý mở miệng căn bản không cho hắn đường lui. Triệu Tuấn Sơ là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Chiết Giang cũng xem như là một thành viên quyền cao chức trọng. Với vị trí của hắn thì dù đi đến đây trong tỉnh Chiết Giang cũng được người ta ngước mắt lên nhìn. Hơn nữa hắn là người có tác phong công tác rất mạnh, có khí thế làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn công tác lâu năm trong quan trường, vô tình tạo nên quán tính công tác của mình, trong ủy ban kỷ luật ngoài bí thư Lý thì hắn mở miệng căn bản là nhất ngôn cửu đỉnh. Thói quen này của hắn được nhiều người ủng hộ. Cũng được người ta vây quanh, rất nhiều tình huống không khỏi sinh ra đắc chí, tự cho là đúng, nóng đầu xử lý vấn đề. Nhưng sự việc trước mắt làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy khó chịu. Tuy bí thư Lý tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của Triệu Tuấn Sơ, hắn cảm thấy khi bí thư Lý cho ra quyết định thì căn bản không được bình tĩnh như biểu hiện. Thành phố Lữ Xuyên, Triệu Tuấn Sơ nghĩ đến điều này thì không khỏi cảm thấy bờ môi run rẩy. Hắn đi về phòng làm việc của mình. Có không ít nhân viên công tác đi qua mở miệng chào hỏi thế nhưng hắn chỉ cười tủm tỉm đối phó, thực tế trong đầu luôn ở vào trạng thái khó chịu, trên đường đi hắn căn bản không có ấn tượng với bất kỳ ai đang chào hỏi mình. Triệu Tuấn Sơ suy xét nguyên nhân hậu quả, hắn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Không biết từ lúc nào thì tạo nên một thói quen, khi mà gặp chuyện gì khó khăn khó thể ra tay thì cổ họng hắn như có phản xạ có điều kiện, làm cho hắn không thoải mái. Nhưng lúc này Triệu Tuấn Sơ căn bản không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, vì bắn tên ra không thể quay đầu lại. Tuy hắn còn chưa lao ra, thế nhưng đã cầm cung tên vào trong tay, hắn phải lựa chọn cho rõ ràng. Mặc dù hắn không thể nhìn rõ cục diện vào lúc này, thế nhưng hắn hiểu nếu như mình làm tốt,
chưa nói đến bí thư Lý, tương lai của mình là rất sáng lạn. Trong quan trường phần lớn là sắp xếp thành hàng, người ở vị trí cao nhất trong một hàng ngã xuống thì cả hàng ngũ không nhất định sẽ ngã đổ, thế nhưng sẽ bị đối xử lạnh nhạt. Người mới tiến lên tất nhiên sẽ trọng dụng người trong hàng ngũ của mình, coi những người khác là đối lập, sẽ bài trừ những kẻ khác ra ngoài. Cho dù anh có bản lĩnh cao siêu, chỉ sau vài năm cho ra rìa thì căn bản sẽ ảo não rớt đài. Làm quan là như vậy, có nguy có hiểm cũng giống như đầu tư kinh doanh, cho dù anh không thể nhìn rõ đó là tốt hay xấu thế nhưng cũng không được chùn bước, phải đâm đầu vào. Triệu Tuấn Sơ về phòng làm việc của mình, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc, châm một điếu, sương mù nhanh chóng bao phủ gương mặt hắn. Chương 1224, nước ấm nấu ếch. Khi Triệu Tuấn Sơ còn trẻ thường hút thuốc rất nhiều, thiếu chút nữa thành ho lao. Khi đó hắn vì quá sợ hãi mà quyết tâm bỏ thuốc, nhưng hôm nay hắn thật sự nhìn không được. Quan trường chính là một trường hợp kỳ lạ, mỗi khi cho ra lựa chọn thì đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận, nhưng không thể không làm. Lãnh đạo cho ra nhiệm vụ lần này căn bản là khảo nghiệm với Triệu Tuấn Sơ, cũng là một loại nguy cơ. Nguy cơ là cái gì? Ý nghĩa của nó cũng giống như tên, chính là vừa nguy hiểm vừa có tồn tại kỳ ngộ. Nếu anh làm tốt thì tìm được niềm vui của lãnh đạo, sau này lãnh đạo sẽ có vài phần kính trọng với anh, lại không nhất định sẽ được cái gì, nhưng nếu anh làm sai, lãnh đạo sẽ cảm thấy năng lực của anh không được ổn, anh sẽ nhất định mất đi nhiều thứ. Những thời gian vừa có lo vừa có mất này căn bản sẽ xuất hiện trong cuộc sống chính trị của anh, nhưng sự việc phát triển đến mức này cũng không phải là do hắn có thể quyết định được, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước mà thôi. Triệu Tuấn Sơ bóp nát tàn thuốc rồi đứng lên, hắn mở cửa sổ đang được đóng chặt cho khí nóng tiến vào thổi tan khói thuốc. Sau khi làm xong tất cả thì hắn mới cầm điện thoại lên. Phòng văn thư phải không? Tôi là Triệu Tuấn Sơ, nói chủ nhiệm Lý của các anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Triệu Tuấn Sơ vừa đặt điện thoại xuống chưa lâu thì chủ nhiệm Lý đã tươi cười đi đến. Chủ nhiệm Lý này sở dĩ có thể là chủ nhiệm phòng văn thư cũng là vì rất nhiều người nói rằng có gương mặt phát tài tỏa sáng. Mặc kệ là đối đãi với lãnh đạo hay quần chúng kêu oan thì chủ nhiệm Lý luôn bảo trì sự an phận cao độ, vào thời điểm nào thì biết cúi đầu cúp tai, căn bản là khó có được. Đến nỗi quần chúng đến kêu oan tưởng rằng mình gặp được bao thanh thiên, kích động khó thể nào bình tĩnh. Tỉnh ủy yêu cầu phòng văn thư công tác cần phải đối đãi với mọi người bằng gương mặt với nụ cười, chủ nhiệm Lý lại là người có gương mặt cực kỳ hiền lành, thế cho nên gặp người thì luôn cười như Phật Di Lặc. Đối với Triệu Tuấn Sơ thì chủ nhiệm Lý ngược lại có chút chịu khó, trước tiên hắn rót đầy ly nước cho Triệu Tuấn Sơ, lúc này mới nói, bí thư Triệu, hôm nay ngài sao có thời gian rảnh rỗi triệu kiến tôi thế này? Có gì thì ngài cứ sắp xếp, dù lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng không dám có chút hàm hồ. Nếu như là trước kia thì Triệu Tuấn Sơ sẽ trêu chọc với thái độ của chủ nhiệm Lý vài câu, nhưng bây giờ hắn không còn tâm tình như vậy. Sau khi cho chủ nhiệm Lý ngồi xuống, hắn trầm giọng hỏi, chủ nhiệm Lý, tôi nghe nói gần đây phòng văn thư nhận được nhiều đơn tố cáo về công ty đại giã quốc tế có phải không? Hai ngày qua đơn tố cáo có thể dùng bao để đựng. Tôi đang chuẩn bị báo cáo với ngài về sự việc này. Chủ nhiệm Lý có chút sững sốt, sau đó lên tiếng đáp lại. Triệu Tuấn Sơ cũng không cười, hắn liếc mắt nhìn chủ nhiệm Lý, sau đó lạnh lùng nói, phản ánh vấn đề gì. Chủ nhiệm Lý cũng không thèm quan tâm đến chuyện xảy ra ở thành phố Lữ Xuyên, với vị trí của hắn thì mỗi ngày không biết nhận được bao nhiêu đơn thư tố cáo. Hễ có bất kỳ tình huống gió thổi cỏ lay nào, dù nặng hay nhẹ thì cũng có đơn thư tố cáo, thật sự bận rộn tối mắt. Vì vậy những đơn thư tố cáo nếu không quá quan trọng thì thường được hắn cho qua, cái gì nên đốc thúc thì cứ thực hiện theo đúng trình tự, mà bí thư Triệu cũng yên tâm thỏa mãn về công tác của hắn. Nhưng hôm nay bí thư Triệu sao lại hỏi về chuyện này? Chủ nhiệm Lý chợt giật mình, có chút kinh ngạc, ngược lại cũng không phải cảm thấy khó chịu vì mình bị lãnh đạo gõ đầu, căn bản là thái độ của lãnh đạo quá khác thường. Với kinh nghiệm công tác lâu năm của hắn, một khi bí thư Triệu vung tay giống như thế này thì nhất định có chuyện lớn xảy ra. Nhưng chuyện này có liên quan đến, trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, chủ nhiệm Lý cũng không dừng lại mà mở miệng báo cáo, chủ yếu phản ánh về quá trình đầu tư của công ty đại giã quốc tế có tồn tại cấu kết công tư, căn bản ngầm chiếm đoạt tài sản quốc gia. Chủ nhiệm Lý giới thiệu có chút hàm hồ, nhưng đây là thứ mà Triệu Tuấn Sơ cần, hắn nhanh chóng phân phó với chủ nhiệm Lý. Anh phải nhanh chóng giao những đơn thư phản ánh tình huống này cho phòng kỷ luật số 3, để cho bọn họ đi điều tra.
Chủ nhiệm Lý đồng ý một tiếng rồi dò hỏi, Bí thư Triệu, có phải nên nói một tiếng với anh Tả không? Triệu Tuấn Sơ và chủ nhiệm Lý đến ủy ban kỷ luật đã rất lâu, hơn nữa độ tuổi tương đồng, hai người lại có giao tình khá tốt, dưới tình huống bình thường Triệu Tuấn Sơ cũng thường quan tâm đến chủ nhiệm Lý, nói chuyện cũng căn bản là tùy ý. Nhưng hôm nay sau khi nghe chủ nhiệm Lý nói như vậy thì hắn nhanh chóng đổi thành gương mặt nghiêm nghị, sau đó cứng rắn nói, chủ nhiệm Lý, có một số việc anh nên biết thì hỏi, không nên biết thì đừng nói lung tung. Tuy bị dạy bảo nhưng vẻ mặt chủ nhiệm Lý vẫn tràn đầy nụ cười, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác. Thật ra đây cũng là một phần tu luyện của chủ nhiệm Lý, nếu một người công tác trong đơn vị luôn coi trọng mặt mũi, như vậy thì sẽ thường bị lãnh đạo đánh vào mặt. Chủ nhiệm Lý cười đảm bảo vài câu, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Triệu Tuấn Sơ. Lúc này Triệu Tuấn Sơ nhìn cánh cửa đóng lại, hắn không khỏi đưa tay chống lưng, thật sự là mệt mỏi. Đúng là vẫn còn phải bắt đầu, Triệu Tuấn Sơ thầm nghĩ như vậy, hắn cầm tài liệu lên xem, hai hàng chân mày đang nhíu chặt đã giãn ra. Với kinh nghiệm công tác nhiều năm của hắn, chỉ cần có phần tài liệu này thì trên cơ bản đã có thể kết luận. Chỉ là người liên quan có vị trí đặc thù, tuyến trên cũng không có ý đồ rõ ràng. Vì vậy hắn thầm tính toán xem nên bắt đầu như thế nào, đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Người vào trong phòng chính là chủ nhiệm Tả Trung Minh phòng kỷ luật số 3. Người này hơn 40 tuổi, mái tóc chỉ còn lại một nửa, gương mặt lúc nào cũng căng cứng giống như ai cũng đang thiếu nợ vài trăm đồng. Sau khi ngồi xuống ghế salon thì Tả Trung Minh trầm giọng nói, Bí thư Triệu, lúc này đơn thư tố cáo của thành phố Lữ Xuyên đã gửi đến phòng của tôi chuẩn bị cho vài đồng chí đi xuống điều tra. Xin hỏi ngài có dặn dò gì không? Điều tra thật rõ ràng, trừng phạt thật nghiêm khắc. Triệu Tuấn Sơ nhìn Tả Trung Minh nửa phút, sau đó nói ra một câu như vậy. Triệu Tuấn Sơ nói như vậy thì Tả Trung Minh căn bản không lên tiếng. Triệu Tuấn Sơ tưởng rằng đối phương hiểu lầm ý nghĩ của mình, nhưng không ngờ Tả Trung Minh lại bỏ ra một câu thế này. Bí thư Triệu, tôi muốn biết chúng ta giữ thái độ gì trong quá trình điều tra. Triệu Tuấn Sơ biết rõ ý nghĩ của Tả Trung Minh. Thế nhưng hắn chỉ nhìn Tả Trung Minh mà không tỏ thái độ. Lúc đầu Tả Trung Minh còn nhìn vào ánh mắt của Triệu Tuấn Sơ, nhưng khi thấy gương mặt của Triệu Tuấn Sơ không chút biểu cảm, ánh mắt sáng như đuốc thì lại cúi đầu. Tôi còn một hội nghị cần tham gia, không có chuyện gì thì anh đi trước đi. Triệu Tuấn Sơ đứng lên khỏi ghế salon, sau đó nói với Tả Trung Minh. Tả Trung Minh không nói thêm điều gì, hắn khẽ gật đầu với Triệu Tuấn Sơ, sau đó rời đi. Nhưng bước chân của hắn lúc này căn bản là cực kỳ nặng nề. Vương Tử Quân xem xét tư liệu mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, thế nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ có một chút tư liệu, thế nhưng chút tài liệu nha phi căn bản đã giống như dự đoán của hắn. Vương Tử Quân thật sự thầm bội phục người đã sắp xếp tất cả sự việc, thủ đoạn của đối phương căn bản là rất cao, giống như dùng nước ấm nấu ếch. Đối phương đã theo dõi Vương Tử Hoa một năm qua. Hơn nữa ra tay mà không có chút dấu vết, căn bản phát triển đúng tiến độ, thật sự là lực khống chế quá mạnh. Có câu hăng quá hóa dở, thật sự là cực kỳ có ý nghĩa. Có đôi khi anh tấn công một người cũng không cần phải đẩy mạnh độ nặng, mà anh cứ tấn công bình thường thế nhưng lại luôn trúng vào chỗ hiểm, như vậy mới độc đáo. Đối với những người có liên quan, thật sự tất cả mọi việc đều phải xem xét đại cục, vì vậy nếu sự việc quá nhỏ sẽ làm cho người ta không quan tâm. Nhưng nếu lớn quá thì sẽ làm cho thượng cấp bất mãn. Cho dù anh là người thành công đánh vào mặt đối phương, thế nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ may áo cưới cho kẻ khác mà thôi. Một sự kiện nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ lại luôn đâm vào chỗ hiểm, lại có thể đả kích người khác. Hơn nữa biện pháp lần này căn bản là thuộc loại hình chậm rãi, lặng lẽ triển khai, khả năng bị phá hoại là không lớn. Chương 1225, một trước tiên làm cho anh vui vẻ. Sau đó làm cho anh hoảng sợ. Tử Quân, thế nào rồi? Vương Quang Vinh đẩy cửa đi vào, đối với chuyện này thì lão là người quan tâm nhất. Tuy lão đã nhìn qua tài liệu một lượt, thế nhưng thật sự không có ý nghĩ gì hay, thế nên dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn mái đầu hoa râm của bố, hắn cười an ủi, bố, không có chuyện gì, ngài đừng lo lắng. Vương Tử Quân nói đến đây thì đặt tài liệu lên bàn, hắn cười nói. Chuyện hậu sự của ông đã xong, ngài cũng nên quay về Ma Đô, còn có rất nhiều công tác đang chờ ngài. Mình phải về Ma Đô, Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi nói với Vương Tử Quân, vậy còn con? Con cũng phải quay về, trên tay con còn nhiều công tác,
Bí thư Diệp tuy không gọi điện thoại nhưng mãi buông tay không công tác cũng không nên. Vương Quang Vinh cũng không bất ngờ vì Vương Tử Quân yêu cầu mình về Ma Đô, vì mình ở đây cũng không làm gì được, nhưng con trai sao có thể quay về. Trong mắt Vương Quang Vinh thì Vương Tử Quân là một người tâm phúc của gia đình, vì vậy lão suy nghĩ một lát rồi do dự hỏi, nếu không chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa. Bố, sự việc đã phát triển đến mức này, ngài ở lại thì có được gì? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Vương Quang Vinh rồi trầm giọng nói, còn không bằng tất cả chúng ta quay về cương vị của mình, tránh khỏi tình huống người ta nói này nọ. Vương Quang Vinh vì quá quan tâm mà sinh ra rối loạn, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng thấy có vài phần đúng đắn, nhưng nếu lão cứ quay về như vậy thì căn bản là không nỡ. Con thấy sự việc này có bao nhiêu phần nắm chắc? Vương Quang Vinh nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu có vài phần trầm thấp. Ngài không cần phải xen vào điều này. Bố cứ yên tâm, chú Lâm sẽ tuyệt đối không có vấn đề. Vương Tử Quân biết rõ bố không lo lắng cho bản thân, chẳng qua lo lắng cho Lâm Trạch Viễn mà thôi. Lời an ủi của Vương Tử Quân làm cho Vương Quang Vinh thở hắt ra một hơi, lão tin tưởng vào năng lực của con trai mình, cho dù sự việc có khó giải quyết thế nào thì vẫn có thể tìm được biện pháp, làm cho người ta sinh ra cảm giác trời cao biển rộng. Chỉ mong sự kiện lần này thoải mái hóa giải, nếu Lâm Trạch Viễn mất đi danh dự, như vậy Vương gia thật sự có lỗi rất lớn. Vậy thì tốt, mai bố và mẹ sẽ đi. Vương Tử Quân cười cười nói, tốt quá, con chuẩn bị chiều nay đi. Khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, cửa phòng mở ra, Vương Giải Phóng với gương mặt bối rối phóng vào. Lão cũng không quan tâm ngồi xuống, nhanh chóng dùng giọng nóng như lửa đốt nói, đại ca, Tử Quân, tôi vừa nhận được tin tức, phòng kỷ luật số 3 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã đến điều tra tình huống ở thành phố Lữ Xuyên. Đại ca, anh nói xem, có phải tình thế đang chuyển biến xấu rồi không? Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì Vương Giải Phóng biết được tin tức này. Vì Vương gia kinh doanh nhiều năm ở tỉnh Chiết Giang, không biết có bao nhiêu mối quan hệ, nếu như không có được chút tin tức mới là bất ngờ lớn. Vương Tử Quân rót cho Vương Giải Phóng một ly nước, sau đó cười nói, nhị thúc, điều này là rất bình thường, đó là chuyện nằm trong phạm vi chức trách của bọn họ, nếu bọn họ không điều tra thì chẳng phải không hoàn thành trách nhiệm sao. Vương Giải Phóng nhìn gương mặt nhẹ nhàng của Vương Tử Quân, tâm tình đã thả lỏng hơn một chút. Vương Tử Quân giống như căn bản không có bất kỳ vấn đề gì, dù có chuyện gì xảy ra thì giống như đang nắm trong tay hàng vạn hùng binh, đối mặt với hoàn cảnh xấu có thể giữ được sự ung dung bình tĩnh. Vương Giải Phóng cuối cùng cũng quá sốt ruột vì con trai, thế cho nên không nhịn được phải nói, Tử Quân, cháu nói xem, còn có biện pháp gì không? Vương Giải Phóng nói bằng giọng điệu có chút sợ hãi, Vương Tử Quân có thể hiểu được tâm tình của chú mình, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Giải Phóng rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Nhị thúc, chú còn cảm thấy có biện pháp gì tốt sao? Vương Giải Phóng thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì chán nản ngồi xuống ghế salon, lão sao không biết sự việc đang tiến triển xấu. Sự việc phát triển đến mức này căn bản nào có khả năng thỏa hiệp. Khi bầu không khí trong phòng có chút đè nén, Vương Tử Quân định làm hòa hoãn bầu không khí, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số gọi đến, sau đó đi ra ngoài phòng. Alo! Khi nhận điện thoại thì Vương Tử Quân không khỏi toát lên cảm giác dịu dàng tình cảm, người phụ nữ luôn yên lặng đứng sau lưng giúp đỡ này rất ít khi gọi điện thoại cho hắn, hắn hiểu vì sao nàng làm như vậy, cũng cảm thấy nàng quá thua thiệt. Hắn cảm thấy đời này bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy, thật sự bỏ lỡ đi một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng lúc này hai người căn bản là cao thủ khống chế tâm tình, sau khi trầm mặc giây lát thì Tần Hồng Cẩm bắt đầu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đã làm tốt rồi. Anh chúc mừng em đi, em đã kiêm nhiệm giám đốc của một công ty. Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia dùng giọng dịu dàng nói. Tần Hồng Cẩm nói làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất suôn sẻ, hắn căn bản là có lòng tin với nàng, nhưng sau khi nghe Tần Hồng Cẩm giải quyết nhanh như vậy thì hắn thật sự cảm thấy rất vui, dù sao thì vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Chúc mừng em, giám đốc Tần. Vương Tử Quân có tâm tình vui vẻ, hắn cười hì hì nói, xét thấy lần này giám đốc Tần có cống hiến lớn. Bản thân anh quyết định cho em một phần thưởng lớn. Tần Hồng Cẩm nghe được lời châm chọc của Vương Tử Quân thì giống như quay về khoảng thời gian trước, nàng ở đầu dây bên kia cười hì hì nói, anh làm quan ngày càng lớn thì nói chuyện cũng phải nhất ngôn cửu đỉnh đấy nhé. Vương Tử Quân cười ha hả nói, em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, căn bản đều làm em thỏa mãn. Em cũng không muốn gì cả, thế nhưng thứ em muốn không biết anh có cho em không?
Tần Hồng Cẩm dùng giọng u buồn nói. Được rồi, phần thưởng của anh là một đứa con, em cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu đầy kiên định. Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia không nói thêm điều gì nữa, cảm giác nghẹn ngào đột nhiên làm cho người ta sinh ra ảo giác muốn cúp máy. Vương Tử Quân biết rõ lúc này người phụ nữ khéo hiểu lòng người kia đang rất do dự. Tử Quân, cảm ơn anh, chỉ một câu này của anh làm em thấy rất đủ rồi. Chúng ta nên từ bỏ thôi, hàng năm chỉ cần anh đến với em vài ngày là được. Tần Hồng Cẩm dùng giọng có chút nghẹn ngào nói. Vương Tử Quân mãi biết Tần Hồng Cẩm rất muốn có một đứa bé, vì là một phụ nữ, có ai không muốn có một người con của mình. Nhưng Tần Hồng Cẩm mãi luôn chịu đựng, nàng chỉ sợ gây ra phiền toái cho hắn. Vương Tử Quân nghĩ đến những gì mà Tần Hồng Cẩm đã trả giá cho mình, hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn. Chuyện này hắn đã sớm có quyết đoán, thế cho nên sau khi Tần Hồng Cẩm từ chối thì hắn dùng giọng động tình nói, anh rất quan tâm đến em. Không phải có con thì càng chứng minh tình cảm của anh với em sao? Chương 1225, 2, trước tiên làm cho anh vui vẻ, sau đó làm cho anh hoảng sợ. Em sợ như vậy sẽ sinh ra phiền toái cho anh. Tần Hồng Cẩm không cần suy nghĩ mà nói, con đường của anh còn rất xa, không thể vì em mà sinh ra uy hiếp. Hay là, thôi đi, hơn nữa chỗ em cũng có tiểu điềm đậu rồi, cũng rất vui. Tần Hồng Cẩm rất thích tiểu điềm đậu. Nhưng tiểu điềm đậu dù sao cũng là con của Y Phong, mặc dù hai bên có tình cảm thế nào thì cũng khó thể vượt qua hào rộng này. Em đúng là quá ngốc, anh đã quyết định sẽ không hối hận, cùng lắm thì mặc kệ, anh cũng không thể để cho em cô đơn cả đời được. Tần Hồng Cẩm giữ lấy điện thoại, trong lòng đầy tình cảm dịu dàng, xem ra Vương Tử Quân đang cố gắng bày tỏ tình cảm với mình. Đối với người bình thường thì tất cả chẳng qua chỉ là đổi chút công tác mà thôi. Nhưng đối với một người đang như mặt trời giữa ban trưa như Vương Tử Quân, điều này ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng trên đường làm quan. Hắn dám làm như thế cũng là vì chính mình, Tần Hồng Cẩm nghĩ như vậy mà cảm động, nước mắt cũng trào ra. Người sống cả đời cũng phải thoải mái một chút, anh có một mộng tưởng luôn cố gắng thực hiện, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là có thể được thực hiện, căn bản còn làm cho các em phải trả giá rất nhiều. Vương Tử Quân lẩm bẩm nói, mặc kệ anh còn đi đến vị trí nào. Anh cũng không muốn làm em tổn thương, nếu như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Những năm qua Vương Tử Quân luôn cảm thấy Tần Hồng Cẩm thua thiệt rất nhiều, hắn cần phải cho nàng một câu trả lời rõ ràng. Được, em đồng ý với anh, Tần Hồng Cẩm dùng giọng hạnh phúc nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà thầm cảm khái, tuy hắn đã sớm có quyết đoán nhưng lúc này nói ra tất cả thì vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Biết đâu sự việc này sẽ ảnh hưởng đến cả đời hắn, nhưng hắn không hối hận. Làm người cũng không được bao năm, thế nhưng cuối cùng chỉ cần ngẩng đầu không hổ với trời cúi đầu không thẹn với đất là được. Vương Tử Quân quay lại phòng mà tâm tư vẫn còn đặt lên người Tần Hồng Cẩm. Hai anh em Vương Quang Vinh đang trò chuyện với nhau thấy Vương Tử Quân đi vào thì dừng lời. Vương Quang Vinh nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói, vừa rồi Chủ tịch Hàn gọi điện thoại đến, nói muốn mời chúng ta dùng cơm. Hàn Điền Thịnh mời cơm, Vương Tử Quân thầm suy nghĩ và hiểu rõ mục đích mời cơm của đối phương. Hắn cười cười rồi nói, Chủ tịch Hàn đã mời chúng ta dùng cơm, nếu chúng ta từ chối cũng xem như bất kính. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu không nói thêm điều gì, lão tiếp xúc với Hàn Điền Thịnh nhiều hơn Vương Tử Quân, dù sao thì trước đó hai người cũng xem như có cùng một ban ngành, hơn nữa vì có sự tồn tại của Lâm Trạch Viễn mà quan hệ giữa hai bên là không tệ. Vậy cháu chuẩn bị một chút, trưa nay chúng ta đi dùng cơm ở khách sạn Lâm Giang. Vương Giải Phóng nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chờ mong nói. Bao Văn Cương nhanh chóng đi xuống lầu, nhịp bước rất vội vàng, cũng không thèm quan tâm đến nhân viên phục vụ xinh đẹp phía bên kia. Phải biết rằng vài ngày trước hắn đã nói do quy tắc ngầm với cô nàng này. Lúc này nữ nhân viên phục vụ đang chủ động lấy lòng Bao Văn Cương, rõ ràng những gì đã nói trước đó đang phát huy tác dụng, có lẽ nữ nhân viên này đang đầy lòng biết ơn với hắn. Nhưng hiện tại thì lòng dạ của hắn căn bản là không thanh thản, lãnh đạo yêu cầu hắn đi xuống xem người kia đã đến chưa, hắn cũng không dám gọi điện thoại hỏi lại. Trưởng phòng Bao, anh vội vàng làm gì vậy? Phó giám đốc khách sạn Thành Nguyệt Nhiêu chậm rãi đi đến, khi thấy Bao Văn Cương thì cười tủm tỉm chào hỏi. Bao Văn Cương tuy có chút động tâm với nữ phó giám đốc hơn 30 tuổi trưởng thành đầy đặn này, thế nhưng hắn cũng biết đối phương căn bản là không phải dễ dàng tiêu phí. Tuy hắn là một nhân vật ở bên cạnh Chủ tịch Hàn, thế nhưng hắn căn bản không tính là gì trong vòng quan hệ của lãnh đạo.
Tuy Bao Văn Cương rất gấp gáp nhưng vẫn cười nói với Thành Nguyệt Nhiêu, Chủ tịch tỉnh có sắp xếp vài công tác, tôi phải đi thực hiện. Tôi biết lãnh đạo ngài bận rộn, nhưng dù bận rộn thế nào thì cũng phải chỉ điểm cho khách sạn của chúng tôi một chút. Nếu hôm nay ngài không có chuyện gì quan trọng, không bằng tôi làm chủ mời trưởng phòng Bao Tiêu Khiển một chút nhé. Thành Nguyệt Nhiêu dùng giọng dịu dàng nói, giọng điệu còn có vài phần nũng nịu. Tuy Bao Văn Cương cực kỳ động tâm với lời mời của Thành Nguyệt Phiêu, thế nhưng hắn biết mình sẽ phải trả giá rất nhiều với lời mời của đối phương, vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, tôi căn bản không làm chủ được thời gian, phải xem lãnh đạo có cho thời gian rảnh hay không. À, người nào không biết anh là tâm phúc của Chủ tịch Hàn, cứ như vậy đi nhé, buổi tối tôi mời khách, chúng ta có thể dùng cơm tối. Thành Nguyệt Phiêu nói rồi ném cho Bao Văn Cương một ánh mắt rất quyến rũ. Bao Văn Cương nghe những lời của Thành Nguyệt Phiêu thì có chút ngây ngốc, không phải nàng ta nói cùng nhau dùng cơm tối sao? Có ám hiệu gì à? Hắn chợt cảm thấy trái tim đập mạnh, rất muốn đồng ý với Thành Nguyệt Phiêu. Thế nhưng nếu hắn nói ra khỏi miệng thì chỉ sợ sẽ có người nắm lấy đó làm cán, chỉ sợ sẽ dẫn đến những phiền toái không cần thiết cho hắn. Ánh mắt của đối phương rất quyến rũ, Bao Văn Cương căn bản cảm thấy trong lòng nóng hừng hực, thật sự sinh ra xúc động muốn kéo người phụ nữ kia vào lòng phát tiết một phen, thế nhưng bây giờ căn bản không phải là lúc. Quy luật quan trường xưa nay là như vậy, là sao vây quanh trăng, tất cả ánh mắt mọi người đều chú ý vào một người, chỉ cần người này cười sẽ làm cho người ta vui vẻ, nhưng người này nhăn mày thì sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Bao Văn Cương thường nghĩ đám cán bộ chúng ta công tác trong đơn vị có khác nào cung tần phi tử của Hoàng đế sao? Lãnh đạo chính là Hoàng thường, đám người vây quanh bên cạnh chính là phi tử, người nào cũng nghĩ tất cả biện pháp để tranh thủ tình cảm của lãnh đạo, sau đó cũng cực kỳ chú ý. Sợ hãi bị thất sủng, nếu thật sự thất sủng thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Để tôi xem tình huống thế nào đã, sau đó sẽ gọi điện thoại cho cô. Bao Văn Cương cảm thấy khó thể nào bỏ qua, hắn cùng với đối phương cùng cơm tối và uống vài ly cũng xem như đã mỹ mãn. Hắn có một khát vọng mãnh liệt muốn đi đến dùng cơm với Thành Nguyệt Phiêu, đồng thời trong lòng lại cực kỳ phản kháng, vì nếu ở chung với một người phụ nữ như vậy thì chỉ sợ sẽ vượt qua giới tuyến. Nếu một khi đã vượt qua biên giới thì căn bản là không dễ dàng thu hồi lại, một khi rơi vào vũng bùn thì sẽ luôn lo lắng, không khéo sẽ vong mạng. Lúc này Bao Văn Cương căn bản đã bị Thành Nguyệt Phiêu chinh phục, thế nhưng hắn làm thư ký nhiều năm và dưỡng thành thói cẩn thận, cũng không bao giờ nói ra quá rõ ràng. Hắn cũng không dám đối phó qua loa với lời căn dặn của lãnh đạo, cũng không muốn vì quản không tốt dây lưng quần của mình mà được nhỏ mất lớn. Trưởng phòng Bao, hôm nay chủ tịch mở tiệc chiêu đãi ai mà long trọng như vậy? Huy động nhân lực của cả khách sạn, chú ý từng chi tiết, căn bản không dám qua loa, nếu có sai lầm thì căn bản không tha thứ, điều này làm cho tôi cảm thấy có chút không nỡ. Thành Nguyệt Phiêu tiến lên một bước dùng giọng uất ức nói với Bao Văn Cương. Bao Văn Cương ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Thành Nguyệt Phiêu, hắn cảm thấy trong lòng nóng hừng hực, sau khi do dự một chút rồi nói nhỏ, là chủ tịch Vương của thành phố Ma Đô, à. Cũng chính là thư ký trưởng Vương của văn phòng tỉnh ủy năm xưa. Hèn gì, người phụ nữ này giống như nghĩ đến điều gì, chợt dùng giọng bừng tỉnh nói. Chương 1226, một tình cảm không phải níu kéo. Thân trong quan trường xử lý tốt quan hệ với người khác chính là một môn học vấn cao độ, người địa vị thấp thường cố gắng kết giao với người có vị trí cao, như vậy gọi là trèo lên cao. Nếu trèo cao thì căn bản có một chút lý lẽ đại nhân không so đo tiểu nhân. Dù cho người tuyến dưới làm sai thì cũng có thể hiểu được. Vì vậy mà người tuyến dưới cố gắng tìm quan hệ, cố gắng vì tương lai phát triển của mình. Nhưng Hàn Điền Thịnh thì khác hẳn, người này chú trọng tình cảm, giữa hắn và Vương Quang Vinh căn bản không có cảm giác trèo quan hệ, chỉ là tình cảm mà thôi. Phần tình cảm này phải nói thế nào? Người ta ở cách xa ngàn dặm nể mặt mình, như vậy anh cũng phải làm theo trình tự, cũng phải nể mặt đối phương. Thế cho nên thừa dịp người ta về quê, mọi người cùng nhau ngồi một bàn dùng cơm, đây là một cơ hội cực kỳ thích hợp kéo gần cảm tình. Thành Nguyệt Phiêu căn bản rất muốn trò chuyện thêm với Bao Văn Cương, thế nhưng Bao Văn Cương căn bản là người thông minh, thân phận thư ký làm cho hắn phải giữ mình và cực kỳ cẩn thận chặt chẽ, cũng không vì một người phụ nữ mà làm trễ nãi chuyện chính sự của mình. Có một câu nói thế này, nếu thường xuyên dùng cơm với lãnh đạo thì căn bản thăng quan chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Thường xuyên ăn cơm với nhàu dầu thì tài nguyên sẽ đến sớm hay muộn mà thôi, thường xuyên ăn cơm với người khác phái thì căn bản sớm hư thận.
Bao Văn Cương ngồi lên vị trí này căn bản là không dễ dàng gì, nếu có cơ hội tốt thì nhất định sẽ cố gắng tranh thủ cho mình. Hắn nghĩ đến đây và thầm cho ra quyết định, hắn phất phất tay với người phụ nữ có lực sát thương rất lớn với mình là Thành Nguyệt Phiêu, sau đó nhanh chóng theo cầu thang đi xuống bên dưới. Thư ký trưởng, chủ tịch nói tôi đi xuống xem khách quý đã đến hay chưa. Bao Văn Cương đi xuống bên dưới, hắn thấy thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là Liên Đức Tài, sau đó khẽ đi đến bên cạnh Liên Đức Tài rồi nói. Liên Đức Tài là người không quá cao nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác chắc nịch ổn định. Dựa theo lời nói của một số người thì thư ký trưởng Liên căn bản chưa từng làm ra những chuyện gì yếu kém, cũng chưa từng có chuyện gì không may. Lúc này Liên Đức Tài nhìn Bao Văn Cương rồi cười nói, sắp đến giờ rồi, thư ký trưởng Vương có lẽ cũng sắp đến rồi. Trước khi Bao Văn Cương làm thư ký cho Hàn Điền Thịnh thì công tác ở trong phòng tài chính, khi chủ tịch Hàn Điền Thịnh tìm thư ký, không biết có chuyện gì xảy ra mà vị trí thư ký kia rơi lên đầu hắn. Tất nhiên Bao Văn Cương sẽ tận tâm tận lực vì công tác của mình, cố gắng xử lý tốt mối quan hệ với Hàn Điền Thịnh, cũng không quên kéo quan hệ với thư ký trưởng Liên Đức Tài. Hắn tin tưởng thông qua sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, tương lai sẽ có một ngày hắn được đẩy ra bên ngoài, căn bản sẽ có bước phát triển mới. Bao Văn Cương biết rõ Liên Đức Tài là người nghiện thuốc, hắn nhanh chóng mời thuốc lãnh đạo rồi mới cười nói, thư ký trưởng, ngài là cán bộ lão thành của văn phòng tỉnh ủy, ngài căn bản quen thuộc với thư ký trưởng Vương chứ? À, tôi cũng xem như có quen biết với thư ký trưởng, năm xưa khi thư ký trưởng lần đầu tiên đến nhận công tác ở tỉnh ủy, tôi là người sắp xếp phòng làm việc cho lãnh đạo. Liên Đức Tài nói đến đây thì ánh mắt chợt lóe lên, thư ký trưởng căn bản không có kiểu cách nhà quan, căn bản rất bình dị gần gũi. Bao Văn Cương nghe Liên Đức Tài nói như vậy thì tất nhiên muốn mở miệng nịnh nọt vài câu, công phu nịnh hót của hắn căn bản không phải bình thường, thế cho nên liên tục làm cho Liên Đức Tài phải cười lớn. Văn Cương, thư ký trưởng có nhiều điểm lợi hại, thế nhưng có một phương diện làm cho người ta phải bội phục, thậm chí ngay cả bí thư Lâm cũng phải bội phục không thôi. Liên Đức Tài vứt tàn thuốc trong tay rồi cười hì hì nói với Bao Văn Cương. Nếu nói trong số các vị bí thư tỉnh ủy Chiết Giang làm cho người ta cảm thấy bội phục nhất rõ ràng là Lâm Trạch Viễn. Trong những năm Lâm Trạch Viễn công tác ở tỉnh Chiết Giang, trong tỉnh Chiết Giang liên tục có chuyện tốt, thành tích nổi bật, thanh danh rất mạnh, rất nhiều người khi nhắc đến Lâm Trạch Viễn thì không khỏi nhấc ngón tay cái lên khen thưởng. Hơn nữa khi mà địa vị của Lâm Trạch Viễn càng ngày càng tăng tiến, rất nhiều người cảm thấy vẻ vang vì năm xưa có tiếp xúc với bí thư Lâm. Bây giờ nghe nói Vương Quang Vinh có một phương diện làm cho Lâm Trạch Viễn phải bội phục, điều này không khỏi làm cho Bao Văn Cương cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Thư ký trưởng, ngài nói đến phương diện nào? Nếu như có thể học tập, tôi nhất định sẽ học tập theo lãnh đạo. Bao Văn Cương rất tình nguyện hạ mình làm một học sinh tiểu học trước mặt Liên Đức Tài, vẻ mặt ngây thơ, lại chăm chỉ hiếu học. Nhưng khi Bao Văn Cương vừa nói ra điều này thì thấy trên mặt Liên Đức Tài lộ ra nụ cười kỳ quái. Nụ cười này càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì căn bản hắn không nói sai điều gì. Khi Bao Văn Cương cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến, khi chiếc Audi kia dừng lại thì Liên Đức Tài nhanh chóng nói một câu đã đến rồi, sau đó tiến lên nghênh đón. Khi hai người Liên Đức Tài tiến lên nghênh đón, xe dừng lại ở cửa khách sạn, một người trẻ tuổi nhanh chóng đi xuống từ ghế lái phụ, sau đó mở cửa xe phía bên phải ra. Động tác của người thanh niên kia căn bản rất nhanh, thế nhưng Bao Văn Cương cảm thấy động tác là khá căng cứng, đặc biệt là khi mở xe thì có vài phần thiếu sót, căn bản không dùng tay che trần xe, căn bản là không tốt. Xem ra vị cán bộ kia còn chưa có đủ kinh nghiệm phục vụ lãnh đạo. Bao Văn Cương thầm cảm khái, lúc này một người đàn ông trung niên đi ra khỏi xe, Liên Đức Tài nhanh chóng tiến lên vươn hai tay nói, chào Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương có lẽ là Vương Quang Vinh. Bao Văn Cương biết mình không có tư cách chủ động bắt tay với người ta, thế cho nên lặng lẽ đứng sang một bên, chờ tiến lên cùng với Liên Đức Tài. Vương Quang Vinh căn bản rất quen thuộc với Liên Đức Tài, sau khi bắt tay Liên Đức Tài thì cười nói, anh Liên, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, anh xem ra có hơi mập, có thể thấy khí hậu Chiết Giang có tác dụng tốt như thế nào cho sức khỏe con người. Khi hai người đang nói cười vui vẻ với nhau, Vương Giải Phóng đi tới từ phía bên cạnh. Khi Liên Đức Tài chào hỏi Vương Giải Phóng, Bao Văn Cương cảm thấy đã đến lúc nên đi vào trong khách sạn. Nhưng khi Bao Văn Cương chuẩn bị bước đi, chợt thấy Liên Đức Tài duỗi hai tay với người đàn ông trẻ tuổi phía bên kia, sau khi bắt chặt tay thì dùng lực lắc vài cái nói,
trưởng phòng Vương, đã sớm nghe nói về đại danh của ngài, sau này kính mong ngài phê bình chỉ bảo nhiều hơn. Trưởng phòng Vương, đây là, Bao Văn Cương là người theo sát bên cạnh lãnh đạo, hắn căn bản là người cực kỳ linh thông tin tức. Sau khi nghe Liên Đức Tài chào hỏi thì hắn chợt biết người kia là ai. Đó là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang tên là Vương Tử Quân, không ngờ đối phương còn trẻ như vậy. Bao Văn Cương cũng biết rõ vài phần về Vương gia, hắn biết Vương gia còn có một vị lãnh đạo trẻ tuổi, chỉ là người kia căn bản không lớn tuổi hơn hắn, không phải có chút quá đáng sao. Chính mình còn cảm thấy động tác của người ta căn bản là rất gò bó, nhưng đến cấp bậc của người ta thì căn bản sẽ chủ động mở cửa xe sao. Có lẽ Vương Tử Quân chính là một nhân tố quan trọng để lãnh đạo của mình mời cơm Vương Quang Vinh lần này. Chương 1226, 2, tình cảm không phải níu kéo. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không biết Bao Văn Cương ở bên cạnh đang nghĩ gì, hắn biết rõ vị trí của Liên Đức Tài ở bên cạnh Hàn Điền Thịnh là như thế nào, vì vậy khách khí bắt tay đối phương, lúc này mới theo đám người Vương Quang Vinh đi lên lầu. Hàn Điền Thịnh đã đứng chờ sẵn bên ngoài lầu 2. Khi thấy Vương Quang Vinh thì tiến lên đón chào từ rất xa. Hắn bắt tay Vương Quang Vinh rồi cười híp mắt nói, Chủ tịch Vương, đã lâu rồi không gặp ơn, lúc này nhìn anh căn bản là vẫn phúc khí như dĩ vãng. Hàn Điền Thịnh có độ tuổi tương đồng với Vương Quang Vinh, thế nhưng trong quan trường gọi là anh cũng không có gì là sai. Vương Quang Vinh cười cười nói với Hàn Điền Thịnh, Chủ tịch Hàn nói như vậy là phê bình tôi thừa nhận sai lầm. Sau này nhất định sẽ thường xuyên đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Hai bên nói đùa vài câu, Hàn Điền Thịnh bắt tay Vương Giải Phóng, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, anh chính là niềm kiêu ngạo của tỉnh Chiết Giang, người Chiết Giang đến tỉnh Nam Giang đều cảm thấy rất có thể diện, sau này kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ nhiều hơn ở phương diện đẩy mạnh xây dựng quê hương. Chủ tịch Hàn quá khách khí rồi, ngài trước kia là lãnh đạo của bố tôi, bây giờ là lãnh đạo của chú tôi. Dù công hay tư thì cũng là lãnh đạo hai bên của tôi. Ngài có gì cần dặn dò thì cứ phân phó, cũng đừng xem tôi là người ngoài thì tốt rồi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng thân mật của Hàn Điền Thịnh, hắn mỉm cười nói. Vương Tử Quân nói lời này làm cho gương mặt của Hàn Điền Thịnh cực kỳ hớn hở, nếu như là một người đàn ông trẻ tuổi bình thường nói như vậy thì hắn sẽ không thể nào vui vẻ, thế nhưng vị trí của Vương Tử Quân là quá chân thực. Vương Tử Quân thừa nhận hắn là lãnh đạo, như vậy không khác nào bôi son thiếp vàng lên mặt hắn. Bên ngoài cũng không phải nơi nói chuyện, vì vậy Hàn Điền Thịnh nhiệt tình mời nhóm người Vương Quang Vinh vào phòng. Sau khi ngồi xuống phân chia chủ khách, Thành Nguyệt Phiêu chân thành đi đến mỉm cười xin chỉ thị xem có nên dâng thức ăn lên hay không. Tiểu Thành, lần này thư ký trưởng và trưởng phòng Vương về quê, cần phải chuẩn bị những món đặc sản, không nên quá lãng phí nhưng nhất định phải chú trọng hương vị. Nhất định phải có sự đặc sắc. Hàn Điền Thịnh căn bản rất quen thuộc với Thành Nguyệt Phiêu, hắn mỉm cười phân phó. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xinh đẹp của Thành Nguyệt Phiêu, hắn thầm lắc đầu thế nhưng lại không nói lời nào. Vì hai bên không có quan hệ xung đột về lợi ích, hơn nữa có quan hệ không tệ ở vài phương diện, thế cho nên bầu không khí dùng cơm lần này căn bản là rất tốt. Khi trò chuyện thì Hàn Điền Thịnh cũng không nói đến phương diện công tác. Hắn nói về những khoảng thời gian Vương Quang Vinh còn công tác ở tỉnh Chiết Giang, cũng cho ra những lời khẳng định với cống hiến của Vương Lão Gia Tử với Chiết Giang. Vương Tử Quân ngồi dưới tay Vương Giải Phóng, trên cơ bản cũng không lên tiếng, nhiệm vụ của hắn ở nơi này chủ yếu là dùng cơm mà thôi. Nhưng hắn luôn quan sát Hàn Điền Thịnh, thầm suy nghĩ về mục đích đối phương mời người nhà mình dùng cơm. Hai bên đang ôn lại chuyện cũ với nhau, thế nhưng đây không phải là mục đích chủ yếu. Vào thời điểm này thì Vương Tử Quân không tin Hàn Điền Thịnh căn bản không biết điều gì. Chủ tịch Vương, năm xưa chúng ta đi theo Bí Thư Lâm xây dựng và kiến thiết tỉnh Chiết Giang, có thể nói đó là thời điểm vui sướng nhất của tôi. Trước kia chưa ngồi lên vị trí này thì chưa biết vấn đề, bây giờ ngồi lên và cảm thấy căn bản là rất có áp lực. Hàn Điền Thịnh buông ly rượu trong tay xuống rồi mở miệng nói lời cảm khái, sau đó lại nhìn Vương Quang Vinh rồi hỏi, Bí Thư Lâm có khỏe không? Có khỏe không? Đây là một câu hỏi thăm ân cần rất bình thường, thế nhưng nó được nói ra từ miệng của Hàn Điền Thịnh thì căn bản không giống như bình thường. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Hàn Điền Thịnh, hắn nhìn thoáng qua Vương Quang Vinh, sau đó thản nhiên nói, hai ngày trước khi thực hiện lễ truy điệu cho ông nội, chú Lâm có đến, tinh thần rất tốt. Vương Quang Vinh không ngờ Vương Tử Quân lại đáp lời, khi lão đang cảm thấy bất ngờ thì Vương Tử Quân nói tiếp, nhưng hai ngày nay tỉnh Chiết Giang có gió thổi mạnh.
làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy khá bất ngờ. Một câu nói không đầu không đuôi của Vương Tử Quân căn bản cũng làm cho Hàn Điền Thịnh nghe và hiểu rõ ràng, tất nhiên Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng cũng căn bản thầm hiểu. Hàn Điền Thịnh cười tủm tỉm nhìn Vương Tử Quân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cười cười nói, à, mùa này gió có hơi mạnh. Đúng vậy, những ngày nay gió khá mạnh làm cho cành lá rung động, nhưng gió mạnh cũng không thổi mãi được có phải không? Vương Tử Quân dụi dụi mắt giống như tối qua căn bản không được ngủ ngon rồi nói. Nụ cười trên mặt Hàn Điền Thịnh càng thêm nồng đậm, hắn nâng ly rượu lên rồi cười nói, trưởng phòng Tử Quân nói rất đúng, gió lớn cũng không thể thổi mãi được, nếu cậu cảm thấy gió thổi mạnh và khó ngủ, căn bản có thể đổi sang chỗ khác. Điều này cũng không cần, khó có cơ hội về nhà một chuyến, chỗ nào cũng không tốt bằng nhà mình. Mặc dù mưa gió có hơi lớn và khá đáng ghét, thế nhưng quen rồi cũng chẳng sao, hơn nữa gió thổi cũng phải có lúc dừng. Vương Tử Quân nói lời cảm tạ với Hàn Điền Thịnh, giọng điệu của hắn căn bản là cực kỳ thoải mái. Đám người nói vài lời về tình hình thời tiết rồi cười tủm tỉm uống rượu. Bao Văn Cương đứng bên cạnh phục vụ, sau đó hắn đi ra ngoài giữ cửa, hắn nhìn ra bầu trời xanh lam bên ngoài, lúc này trời xanh không một gợn mây, nào có gió mạnh. Nếu như là người ngoài, biết đâu tình huống lúc này căn bản chỉ là trò chuyện cho vui, nhưng Bao Văn Cương hiểu rõ Chủ tịch Hàn đã nói những gì mình cần nói, mà Vương Tử Quân cũng đã biểu hiện quá rõ ràng. Bao Văn Cương thầm xem xét đoạn đối thoại giữa hai bên, càng nghĩ càng thấy có hương vị. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Hàn Điền Thịnh, trong lòng cảm thấy Chủ tịch Hàn có lẽ là quá tin tưởng vào người đàn ông trẻ tuổi kia, gió đã thổi lên mạnh mẽ thì nào có chuyện nói dừng là dừng lại được. Khi Bao Văn Cương đang suy nghĩ thì chợt thấy có người từ gian phòng không xa đi ra, khi thấy người này thì vẻ mặt Bao Văn Cương chợt biến đổi. Bao Văn Cương thấy người kia thì căn bản nở nụ cười sáng lạn. Chào Bí Thư Lý, khi thấy Bí Thư Lý đi về phía mình thì Bao Văn Cương có hơi chố mắt, sau đó nhanh chóng tiến lên. Hắn cũng không quá hiểu rõ về vị bí thư lý này, vì đối phương căn bản là vừa mới nhận chức không bao lâu, chỉ biết người này đi khá gần với bí thư tỉnh ủy. Mỗi lần Chủ tịch Hàn nhắc đến bí thư lý thì gương mặt căn bản là không quá tốt, nhưng đó không phải là vấn đề của Bao Văn Cương. Hắn là thư ký của Chủ tịch tỉnh, tuy hắn phải là người bảo trì sự nhất trí với lãnh đạo, thế nhưng có một số việc hắn cần phải nể mặt người ta. Lý Trình Chí gật đầu nói với Bao Văn Cương. Văn Cương có vẻ đầy tinh thần hơn trước, Chủ tịch đang ở trong này sao? Vâng, Chủ tịch đang chiêu đãi vài người. Bao Văn Cương cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Trình Chí rồi trầm giọng nói. Lý Trình Chí giống như không chú ý đến vẻ mặt của Bao Văn Cương, hắn thản nhiên nói, nếu đã đến đây thì cũng nên đi vào chào hỏi một tiếng. Tuy Lý Trình Chí nói như vậy là trưng cầu ý kiến, thế nhưng Bao Văn Cương biết rõ đây là Lý Trình Chí đang cho ra quyết định. Dù hắn là thư ký của Hàn Điền Thịnh, thế nhưng sự kiện này xảy ra, hắn căn bản không có quyền lợi cản chân Lý Trình Chí. Nhân viên phục vụ của khách sạn đứng bên cạnh nhanh chóng đưa đến một chai rượu cho Lý Trình Chí, Bao Văn Cương có chút trầm ngâm, hắn nhanh chóng tiến lên gõ cửa, khi bên trong vang lên một câu mời vào thì Bao Văn Cương mời Lý Trình Chí đi trước. Sau khi Lý Trình Chí đi vào thì Vương Tử Quân và Hàn Điền Thịnh vừa đặt ly rượu xuống, khi thấy Lý Trình Chí thì Hàn Điền Thịnh có vài phần sững sốt. Chương 1227, làm quan chu đáo. Hàn Điền Thịnh nở nụ cười ôn hòa nói với Lý Trình Chí, Bí Thư Lý, tôi giới thiệu với ngài, vị này là Chủ tịch thành phố Ma Đô, là Chủ tịch Vương, hai vị một người đi một người đến tỉnh Chiết Giang, vì vậy chưa từng gặp mặt nhau. Vương Quang Vinh căn bản cũng không xa lạ gì bộ dạng của Lý Trình Chí, tuy lão biết giữa mình và Lý Trình Chí sẽ căn bản không có chút mối quan hệ gì thân mật. Nhưng người ta đã đi đến, lão cũng phải đứng lên cười cười với đối phương. Lý Trình Chí lúc này cũng nhanh chóng tiến lên, hắn duỗi hai tay ra nói, đại danh của Chủ tịch Vương như sấm bên tai tôi, lúc nào cũng hy vọng được ngồi một chút với ngài, hôm nay không ngờ gặp mặt ở chỗ này. Ha ha ha, Bí Thư Lý thật sự quá khách khí, nếu nói đại danh như sấm bên tai phải là Bí Thư Lý. Vương Quang Vinh cũng duỗi hai tay ra bắt tay Lý Trình Chí. Lúc này hai người giống như bạn bè lâu năm gặp mặt nhau. Hai người tỏ ra thân mật như vậy với ý gì thì ai ngồi đây cũng hiểu. Khi bắt tay Vương Quang Vinh thì Lý Trình Chí nhìn về phía Vương Tử Quân nói, nếu như tôi không lầm thì vị này chính là trưởng phòng Vương của tỉnh Nam Giang có phải không? Vương Tử Quân nhìn Lý Trình Chí rồi cười ha hả nói, chào Bí Thư Lý, tôi tuy chưa từng gặp mặt ngài, thế nhưng đã từng có liên hệ với Kiến Minh.
Sau khi nghe Vương Tử Quân nhắc đến con trai của mình thì Lý Trình Chí có chút sững sờ. Nhưng Lý Trình Chí chỉ sững sờ sau giây lát, hắn căn bản cười ha hả nói, tiểu tử kia của tôi không ra gì, căn bản kém trưởng phòng Vương quá xa. Chủ tịch Vương, tôi thật sự hâm mộ anh có một người con như vậy. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, Lý Trình Chí bắt chuyện với Vương Quang Vinh. Tuy Vương Giải Phóng nở nụ cười thế nhưng nhìn từ góc độ của Vương Tử Quân thì căn bản là có chút miễn cưỡng. Tuy trong quan trường chú trọng tranh đấu không biểu hiện ra vẻ mặt, thế nhưng người thật sự làm được điều này căn bản cũng không có quá nhiều. Vương Giải Phóng dù là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, thế nhưng còn chưa mài giũa hết góc cạnh của mình, thế cho nên căn bản không có vẻ mặt tốt đẹp khi đối diện với Lý Trình Chí. Lý Trình Chí uống một vòng rượu thì cười nói, Vương Lão Gia Tử là người có cống hiến lớn lao cho tỉnh Chiết Giang, ông cụ ra đi làm cho tỉnh Chiết Giang chúng ta phải chịu tổn thất quá lớn. Vương Quang Vinh tỏ vẻ cảm tạ lời đánh giá của Lý Trình Chí về Vương Lão Gia Tử, điều này làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt. Vương Tử Quân lặng lẽ quan sát Lý Trình Chí, tuy Lý Trình Chí luôn nở nụ cười, thế nhưng hai mắt của đối phương lại làm cho Vương Tử Quân thấy có chút đắc ý. Cảm giác đắc ý của đối phương được che giấu rất sâu, thế nhưng trong đó cũng không thiếu chút mỉa mai. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ánh mắt trào phúng của Lý Trình Chí có ý nghĩa là gì, lúc này Lý Trình Chí căn bản đang lấy tư thái của người chiến thắng để áp chế người của Vương gia. Vương Tử Quân nhìn vẻ đắc ý của Lý Trình Chí thì trong lòng có vài phần lạnh lùng, nhưng trường hợp này căn bản không nên tranh cường háo thắng, đến vị trí của bọn họ thì nên chú trọng hòa hợp êm thấm thì hơn. Chủ tịch, tôi còn có vài người khách, xin lỗi vì không tiếp chuyện được lâu. Lý Trình Chí giống như cũng biết mình không được hoan nghênh ở nơi này, sau khi uống thêm vài ly thì nở nụ cười rời đi. Hàn Điền Thịnh tiễn chân Lý Trình Chí, sau đó nụ cười trên mặt chợt biến mất sạch sẽ, hắn nhìn Vương Quang Vinh rồi thản nhiên nói, rõ ràng là đến để thị uy. Vẻ mặt Vương Quang Vinh rất bình tĩnh thế nhưng Bao Văn Cương ở bên cạnh lại cực kỳ sợ hãi, mồ hôi đầy trán. Hắn biết Hàn Điền Thịnh đang nổi giận, chính mình không có mắt đưa Lý Trình Chí vào trong phòng. Không biết lúc này chủ tịch Hàn nổi giận có chuyển hết lên người hắn không? Lãnh đạo cũng là người, chỉ là che giấu vui buồn giận hờn quá sâu sắc mà thôi, mối quan hệ với lãnh đạo căn bản là phải cực kỳ chú ý, không nên phạm sai lầm. Bao Văn Cương nghĩ vậy mà có chút bực bội, hắn cố gắng che giấu cảm giác sợ hãi, thầm hối hận vì đã đưa Lý Trình Chí vào trong phòng. Nhưng Bao Văn Cương căn bản cũng rất khó xử, nếu như hắn không nói thật với Lý Trình Chí. Như vậy sẽ làm cho Bí Thư Lý bất mãn. Bí Thư Lý sẽ nhìn hắn như thế nào? Rõ ràng là làm thư ký của chủ tịch được vài ngày thì lên mặt, dám phạm thượng không coi ai ra gì sao? Lời này mà truyền ra ngoài thì cuộc sống của hắn căn bản là không dễ chịu, đối mặt với một nhân vật như Lý Trình Chí thì căn bản cũng rất đáng sợ. Bao Văn Cương không phải là người công tác một hai ngày trong quan trường, hắn có thể đi đến địa vị hôm nay cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đối mặt với nguy cơ lần này thì hắn cảm thấy khá bình tĩnh. Hắn biết rõ cho dù chủ tịch Hàn nổi giận thì giải thích thế nào cũng vô dụng, thế cho nên dứt khoát giả vờ không biết. Khi Bao Văn Cương đang cảm thấy cực kỳ hối tiếc thì chợt nghe thấy Vương Tử Quân ở bên cạnh cười nói, chủ tịch Hàn, ngài cần gì phải quan tâm đến chuyện này. Hàn Điền Thịnh lúc này mới cười cười nói với Vương Tử Quân, à, trưởng phòng Tử Quân nói đúng, không nên nổi giận như vậy, nếu không rõ ràng là tự gây khó khăn cho mình. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Hàn Điền Thịnh, hắn nhìn thoáng qua Bao Văn Cương ở bên cạnh rồi nói, anh ấy có lẽ đã sớm biết chúng ta dùng cơm với nhau, đặc biệt đi đến chúc rượu, tâm ý này mọi người cũng nên thu nhận. Vương Tử Quân nói lời này làm cho Bao Văn Cương cảm động, hắn tuy không rõ vì sao trưởng phòng Vương lại giải vây cho mình, thế nhưng ít nhất thì chủ tịch Hàn cũng không quá mất mặt. Khi thấy Vương Tử Quân thì Bao Văn Cương còn có chút đố kỵ, thế nhưng bây giờ tất cả đã hóa thành cảm kích. Một người chu đáo như vậy sẽ có tương lai kém cỏi sao? Ha ha ha, Tử Quân nói đúng, chúng ta không nên phụ lòng tốt của người ta. Hàn Điền Thịnh cười ha hả rồi tiếp tục nâng ly lên nói. Vì Hàn Điền Thịnh còn có công tác thế cho nên bữa cơm kết thúc sau khi uống hết nửa chai rượu nhưng hiệu quả của nó là chủ khách đều vui vẻ hòa thuận. Sau khi chấm dứt thì Hàn Điền Thịnh tự mình đưa Vương Tử Quân xuống lầu, khi lên xe thì hắn bắt tay Vương Tử Quân rồi nói, cậu Tử Quân. Ngày nào đó muốn chuyển chỗ thì nên nghĩ đến Chiết Giang, nơi đây dù gì cũng là quê hương của cậu, thế cục phát triển kinh tế của tỉnh Chiết Giang thật sự cần những nhân tài như cậu. Vương Tử Quân mỉm cười đáp lại lời mời của Chủ tịch Hàn,
hắn hy vọng sẽ có cơ hội được cùng Chủ tịch Hàn cống hiến cho sự quật khởi của tỉnh Chiết Giang. Đám người Vương gia leo lên xe Audi bỏ đi trong tiếng cười rộn rã. Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng vốn đang cười, thế nhưng sau khi leo lên xe thì nụ cười biến mất, đặc biệt là Vương Giải Phóng càng không nhịn được phải mắng, thứ gì vậy chứ? Vương Giải Phóng mắng ai thì Vương Tử Quân hiểu rõ, hắn khẽ cười mà không nói điều gì, nhưng trong đầu hắn lại lóe lên hình bóng của Hàn Điền Thịnh. Lúc này Hàn Điền Thịnh mời Vương ra dùng cơm, thật sự không đơn giản. Tuy Hàn Điền Thịnh căn bản chưa nói gì cả, thế nhưng ý nghĩa của nó đã biểu hiện quá rõ ràng. Nhị thúc, chuyện này không cần phải sốt ruột, càng mù quáng tiến công thì không bằng lặng lẽ theo dõi kỳ biến, chúng ta còn nhiều thời gian. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Vương Giải Phóng rồi nói tiếp, người trong quan trường phải học được chữ nhẫn, cho dù người ta gác đao lên cổ mình, dưới tình huống còn chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống, chúng ta nên nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn. Lúc này còn có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào ngài, mặc kệ Tử Hoa bên kia thế nào thì ngài cũng phải bảo trì sự bình thản. Vương Giải Phóng khẽ gật đầu, lão căn bản hiểu rõ ràng lời dặn dò của Vương Tử Quân, lão không thể làm rối loạn trận tuyến được. Chương 1228, một nhiều người cùng nâng lên thì dễ nổi tiếng. Xe chậm rãi chạy về phía trước, 10 phút sau đến nhà. Khi lên lầu thì Vương Giải Phóng nói với Vương Quang Vinh, anh, em không vào nhà đâu, lúc này em còn nhiều công tác, em còn phải đi xử lý. Vương Giải Phóng đi. Chiếc xe Audi màu đen chở Vương Giải Phóng biến mất cuối ngã tư đường. Vương Tử Quân nhìn Vương Giải Phóng rời đi, trong lòng có chút mệt mỏi. Hai cha con Vương Quang Vinh quay vào nhà mà không nói lời nào, có một số việc hai bên ngầm hiểu là được. Vương Tử Quân pha trà xong thì Vương Quang Vinh chợt nói, con nói xem Tử Hoa có thích hợp phát triển trong quan trường hay không. Con người là như vậy, cũng không nên đi trăm dặm ném đi 90, đi đến nước này rồi thì cũng không thể bỏ lỡ giữa chừng được. Vương Tử Quân hiểu ý của bố, hắn cười cười nói tiếp, bố, mọi người đều phải rèn luyện mới thành tài, con tin tưởng sau sự việc lần này thì Tử Hoa cũng sẽ tiến bộ mạnh mẽ. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu, có một số việc lão biết rất rõ ràng. Hai người uống trà một lúc lâu không nói gì, cuối cùng Vương Quang Vinh vẫn phải mở miệng, lão dùng giọng không chính xác nói, con nghĩ xem bữa cơm kia là thế nào. Rất tốt, đúng là rất tốt. Thế nhưng chuyện này cũng cần chúng ta cho ra ý kiến, nếu không chỉ sợ sẽ trở tay không kịp. Vương Tử Quân nhìn mái tóc đã hoa râm của bố mình, hắn cảm thấy trái tim có chút siết chặt. Dù hắn có an ủi hay sao thì cũng vô dụng mà thôi, hắn không muốn làm cho bố mình phải lo lắng, thế cho nên lên tiếng, bố, có con ở đây thì bố cứ yên tâm. Lúc này công tác chọn lựa cán bộ công khai của tỉnh Nam Giang đang được tiến hành cực kỳ có khí thế. Sau cuộc thi viết vòng đầu tiên thì đã có được 6 người phù hợp với nhân tuyển của vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy. Đám người Thẩm Kim Minh và Lý Sâm Thăng căn bản đều đã nổi tiếng, khi tin tức truyền thông trong tỉnh Nam Giang liên tục đưa tin về sự kiện này, căn bản là sự việc được xào nấu trở nên nóng bỏng. Không những chỉ là truyền thông trong tỉnh Nam Giang, thậm chí các tạp chí lớn cũng bắt đầu chú ý đến điều này. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Hắn càng là người có vị trí cực kỳ quan trọng, không biết lúc này có bao nhiêu người đang chú ý đến từng hành động của hắn. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không đặt tất cả tinh lực lên phương diện lựa chọn nhân tuyển cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Tuy hắn đã về đến Nam Giang thế nhưng tâm tư lại đặt ở tỉnh Chiết Giang, hắn đã rời khỏi Chiết Giang hơn một tuần, thế nhưng tất cả những gì đang xảy ra ở tỉnh Chiết Giang không thể nào lọt qua ánh mắt của hắn. Tỉnh Chiết Giang cực kỳ coi trọng vụ án liên quan đến công ty đại giã quốc tế, Vương Tử Hoa bị ủy ban kỷ luật yêu cầu đi hỗ trợ điều tra, những cán bộ có quan hệ mật thiết với Vương Tử Hoa ở thành phố Lữ Xuyên cũng bị người ta đưa đi hỗ trợ điều tra. Tình huống này phát sinh làm cho người ta cảm thấy bão tố sắp kéo đến. Mặc dù Vương Tử Quân ở tỉnh Nam Giang nhưng vẫn cảm ứng được điều này, một số người trong tỉnh Nam Giang cũng cảm nhận được mưa gió sắp diễn ra. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Dù Giang Vĩ nhanh chóng tiến vào, hắn đặt một phần văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói, trưởng phòng Vương, phóng viên của Tam Chu Đàm gọi điện thoại đến nói là muốn phóng vấn bản thân ngài về công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này. Tam Chu Đàm chính là một tờ báo cực kỳ có lực ảnh hưởng trong nước, đặc biệt là ở các đơn vị hành chính sự nghiệp càng coi đó là tiếng nói của cấp ủy chính quyền, có tác dụng rất lớn. Mặc dù với thân phận của Vương Tử Quân thì thường xuất hiện trong các bản tin,
thế nhưng sự kiện phỏng vấn của phóng viên Tam Chu Đàm lần này lại cho hắn cơ hội được thể hiện tâm tư của mình. Vương Tử Quân cầm lấy văn kiện rồi cười cười nói, cậu nói cho phóng viên là tỉnh ủy quyết định phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này, thế cho nên bọn họ muốn đến phỏng vấn, không bằng đi phỏng vấn Bí Thư Diệp. Dù Giang Vĩ nghe lời từ chối của Vương Tử Quân thì trong lòng có vài phần tiếc hận, nhưng nghĩ lại thì thấy trưởng phòng Vương làm như vậy căn bản không phải không có lý do. Trưởng phòng Vương không vì đắc thế mà tự kiêu, nếu đổi lại là người khác thì nào có tình huống tốt thế này. Trưởng phòng Vương căn bản là biểu hiện vừa đúng, không việt vị, không tranh công, bày ra vị trí chính đáng của mình, thể hiện sự tôn trọng lãnh đạo đứng đầu. Dù Giang Vĩ nghĩ như vậy mà cảm thấy hành động của trưởng phòng Vương lần này cực kỳ cao minh. Khi Du Giang Vĩ chuẩn bị rời đi thì chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn chợt nói, trưởng phòng Vương, hai ngày trước cục trưởng Đoạn Văn Đống có gọi điện thoại đến, nói là có việc gấp cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân tuy không còn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, nhưng Đoạn Văn Đống là người được hắn đề bạt lên, thế nên Đoạn Văn Đống vẫn cực kỳ tôn trọng hắn, dù là có tình huống nào xảy ra cũng chạy đến báo cáo. Anh ấy có nói có chuyện gì không? Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ rồi trầm giọng hỏi. Cũng không nói rõ ràng, nếu không thì tôi gọi anh ấy đến phòng làm việc của ngài một chuyến nhé. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy thì giống như cảm thấy mình công tác không quá tốt, thế cho nên khẽ đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân suy tư giây lát rồi trầm giọng nói, được, cậu liên lạc với cục trưởng Đoạn Văn Đống, nói tối nay anh ấy nếu có thời gian thì cùng dùng cơm. Du Giang Vĩ thầm cảm thấy có chút ghen ghét vì Đoạn Văn Đống được Vương Tử Quân tự mình mời cơm, hắn càng cho ra một ý nghĩ. Đó chính là phải làm tốt quan hệ với vị cục trưởng Đoạn này. Vương Tử Quân khẽ xoa trán, hắn đứng lên, đúng lúc này điện thoại chợt đổ chuông. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói, tôi là Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi là Diệp Thừa Dân, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Giọng nói cởi mở của Diệp Thừa Dân chợt truyền đến từ đầu dây bên kia. Tuy không biết Diệp Thừa Dân tìm mình làm gì thế nhưng Vương Tử Quân vẫn phải nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của lãnh đạo. Trước khi đi đến cửa phòng thì hắn thấy Khuất Chấn Hưng đang chờ ở bên ngoài. Trưởng phòng Vương, Bí Thư Diệp nói ngài cứ trực tiếp đi vào là được. Khuất Chấn Hưng thấy Vương Tử Quân thì nở nụ cười vui vẻ chào đón. Vương Tử Quân được Khuất Chấn Hưng đưa vào trong phòng của Bí Thư Diệp Thừa Dân, lúc này Bí Thư Diệp Thừa Dân đang viết chữ. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì mỉm cười tủm tỉm nói, Tử Quân đến đây một chút, cậu thấy tôi viết chữ thế nào? Không biết từ lúc nào thì thư pháp được nhiều vị lãnh đạo yêu thích, sở thích này căn bản không những có lợi cho sức khỏe, khi viết được chữ đẹp càng làm cho tâm tình lãnh đạo thêm vui. Diệp Thừa Dân thật ra cũng là một nhà thư pháp khá có công lực, chỉ là lão không để lộ ra, Vương Tử Quân có một bộ chữ của Bí Thư Diệp trong tay, điều này căn bản là khó có được. Chương 1228-2, nhiều người cùng nâng lên thì dễ nổi tiếng. Lúc này chiếc giấy tuyên trắng nõn trên bàn làm việc cách Diệp Thừa Dân không xa có viết bốn chữ này cũng không phải là thành ngữ như mọi người thường viết, là một câu cố ý lặp từ, trái trái phải phải. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ này mà không khỏi liên tục suy nghĩ, cẩn thận suy đoán ý nghĩ của Bí Thư Diệp. Có đôi khi một vài lời không thể nói cho rõ ràng. Thế cho nên lãnh đạo tình nguyện mượn vài vật để biểu đạt ý nghĩ của mình. Dòng chữ này không phải là đạo cụ của Bí Thư Diệp Thừa Dân đấy chứ. Trái trái phải phải, đây giống như là luyện chữ, cũng giống như hỏi Vương Tử Quân vài vấn đề. Thứ làm cho Diệp Thừa Dân do dự rõ ràng cũng có thể là việc khó quyết đoán. Diệp Thừa Dân luôn có biểu hiện cực kỳ hiền hòa, nhưng nếu anh cho rằng Bí Thư Diệp như vậy là mềm yếu dễ ức hiếp thì đã sai 10 phần. Vương Tử Quân cho rằng Diệp Thừa Dân là người có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, không phải chỉ là có chủ kiến mà thôi, hơn nữa còn là người có lực chấp hành cực mạnh. Có đôi khi Vương Tử Quân cảm thấy chỉ có thể dùng một câu khái quát phong cách của Diệp Thừa Dân, đó chính là nói phải làm phải có kết quả. Lúc này Diệp Thừa Dân hỏi Vương Tử Quân, xem ra sự việc này tuyệt đối nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu so sánh với người khác thì Diệp Thừa Dân không cần chờ thông qua những tin đồn mà đoán sự thật. Lão có thể trực tiếp thông qua ủy ban kỷ luật để tìm được thông tin chính xác. Vương Tử Quân thấy Diệp Thừa Dân có trạng thái như vậy thì mẫn cảm ý thức được lãnh đạo đã biết rõ như trong lòng bàn tay, chỉ đang thử phản ứng của hắn mà thôi. Hắn lúc này tỏ ra cực kỳ cẩn thận, vì Diệp Thừa Dân sắp cho ra quyết định, không chỉ liên quan đến tính mạng chính trị của Vương Tử Hoa, còn liên quan đến tương lai của mình. Vương Tử Quân cẩn thận nhìn dòng chữ của Diệp Thừa Dân,
hắn khẽ cười nói, lãnh đạo rõ ràng là làm khó tôi căn bản không thể nào viết được chữ tốt, nào có tư cách bàn luận lung tung. Lúc này thật sự đã đổ mồ hôi hột rồi. Diệp Thừa Dân cũng không nói lời nào với những lời khiêm tốn của Vương Tử Quân, lão nâng ly trà của mình lên rồi nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân, chờ hắn lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, hắn biết mình không mở miệng không được, vì vậy phải lên tiếng, bí thư Diệp, đây là kiểu chữ nhan, tôi thấy chữ nhan này có 7 phần hỏa hầu, cảm thấy tiến độ rất tốt, thế nhưng dù là chữ trái hay chữ phải cũng có một vết phát, nếu như thẳng thớm một chút thì hay hơn. Diệp Thừa Dân viết chữ rất đẹp, 4 chữ đều được viết khá công phu, cực kỳ có ý vị, không có vấn đề gì. Lời nói lúc này của Vương Tử Quân nếu rơi vào trong tai một nhà thư pháp, căn bản người ta sẽ cười nhạt, nói Vương Tử Quân giả vờ thấu hiểu, múa rìu qua mắt thợ, đánh giá lung tung mà thôi. Nhưng Diệp Thừa Dân lại căn bản không nghĩ như vậy. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng không phải thảo luận với Vương Tử Quân về thư pháp, đang nói về việc khác. Sau khi nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì Diệp Thừa Dân trầm ngâm một lát mới khẽ hỏi, cậu thấy kiểu chữ thẳng thì tốt hơn sao? À, thẳng một chút mới thành cây đại thụ, gió có thổi mạnh cũng không sợ, chỉ có thể làm dao động cành lá mà thôi, căn bản không động được vào thân cây. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà do Khuất Chấn Hưng đưa đến rồi cười nói. Khuất Chấn Hưng là thư ký của Diệp Thừa Dân, hắn căn bản có nghiên cứu về thư pháp. Dù sao thì lãnh đạo cũng thích viết chữ, đây là một phương diện mà thư ký cần quan tâm. Hắn luôn chú ý đến những câu đối đáp của Vương Tử Quân với Diệp Thừa Dân, hắn liếc mắt nhìn chữ của bí thư Diệp, cảm thấy đánh giá của Vương Tử Quân với bí thư Diệp là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng bí thư Diệp lại nghe rất say sưa, giống như bình luận của Vương Tử Quân khá sắc sảo, giống như một câu nói đúng ngay trọng tâm. Cậu nói gió có lớn nhưng không có nguy hiểm gì sao? Diệp Thừa Dân dùng giọng trịnh trọng nói. Vương Tử Quân kiên quyết nói, dù có gió lớn cũng khó thể thổi được cây đại thụ chọc trời, trừ khi là rễ đã thối rữa, nếu như chỉ có chút vết thương nhỏ trên da lông, căn bản không động được vào thân thể. Bầu không khí trong phòng lại trầm mặc, Khuất Chấn Hưng thầm run lên vì những đoạn đối thoại cực kỳ có ý nghĩa của hai vị lãnh đạo. Nhưng bây giờ hắn không dám suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ sinh ra xúc động muốn rời khỏi nơi này. Trưởng phòng Tử Quân, lúc này công tác chọn lựa cán bộ công khai đã được lãnh đạo thượng cấp cực kỳ quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là phía trưởng Ban Dương, anh ấy sắp phái một tổ nghiên cứu đến tỉnh chúng ta theo dõi công tác chọn lựa cán bộ công khai, cũng tổng kết kinh nghiệm lần này, tất nhiên cũng tiện bề cho ra chỉ thị với chúng ta. Diệp Thừa Dân giống như không còn tâm tư thảo luận thư pháp, lão chuyển chủ đề sang phương diện chọn lựa cán bộ công khai. Vương Tử Quân gật đầu nói, bí thư Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt, căn bản để cho tổ nghiên cứu tổng kết ra thành tích của tỉnh Nam Giang. Diệp Thừa Dân gật đầu với sự nhiệt tình của Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, tôi tin tưởng cậu sẽ không phụ lòng phó thác của tổ chức. Nhưng hành động chọn lựa cán bộ công khai lần này quan trọng nhất là đề cử các đồng chí thích hợp lên vị trí thích hợp, ai cũng là nhân tài thế nhưng phải tận dụng đúng vị trí mới làm cho chế độ cán bộ tiến bộ lớn được. Diệp Thừa Dân cũng không nói nhiều với Vương Tử Quân, hai người nói thêm vài chuyện công tác, sau đó Vương Tử Quân rời đi. Diệp Thừa Dân tiến chân Vương Tử Quân đến bên cửa, sau đó quay lại nhìn 4 chữ của mình, cẩn thận xem xét lại. Không biết qua bao lâu thì Diệp Thừa Dân cầm bút lông lên, lão nhanh chóng viết xuống. Kết quả là 4 chữ biến thành 4 con số 0, Diệp Thừa Dân nhìn 4 con số 0 và nở nụ cười. Vương Tử Quân hẹn dùng cơm với Đoạn Văn Đống ở một quán cơm đặc sắc của thành phố Đông Hồng. Quán cơm này lắp đặt thiết bị bình thường, chủ yếu là kinh doanh các món ăn tỉnh Chiết Giang, vì nguyên nhân này mà Vương Tử Quân thường đến đây dùng cơm. Vì Vương Tử Quân đến đây không nhiều, hơn nữa lần nào cũng cực kỳ an phận, thế cho nên ông chủ quán và nhân viên phục vụ căn bản không biết người này chính là Vương Tử Quân. Dù Giang Vĩ tiến lên đẩy cửa phòng, Đoạn Văn Đống đã ngồi sẵn bên trong. Đoạn Văn Đống đang trầm tư thấy Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng đứng lên nở nụ cười đón chào. Vương Tử Quân căn bản là quý nhân với Đoạn Văn Đống, nếu như không phải có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn sẽ không có được vị trí hôm nay. Hai ngày qua Đoạn Văn Đống rất hổ thẹn, hắn là người được trưởng phòng Vương đề bạt lên, hắn lại không biết tin tức ông nội của trưởng phòng Vương qua đời, đây không phải là quá chậm chạp sao. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cuống quýt. Chương 1229, một tìm dây leo đại thụ. Tin tức Vương lão gia tử qua đời không được truyền vào tai Đoạn Văn Đống, sau đó hắn mới biết được,
hắn càng thêm bội phục Vương Tử Quân. Đối với quan viên, tình huống này không những có được quả cáp, còn là một cơ hội để thu lễ. Nếu như người ta đưa lễ đến tận nhà, muốn từ chối cũng không dễ dàng gì, vừa làm tổn thương tình cảm, lại phải ép mình chịu đựng khảo nghiệm ham muốn vật chất, tất nhiên sẽ là không thoải mái. Ai biết lễ tang của Vương lão gia tử thì đi, như vậy là quá đủ rồi. Dù trưởng phòng Vương có ý phong tỏa tin tức, nhưng Đoạn Văn Đống không thể đến nhà thăm hỏi, điều này làm hắn cảm thấy mình có vấn đề. Khi hắn đang thầm suy nghĩ phương án tu bổ, chợt thấy Du Giang Vĩ gọi điện thoại đến, nói là trưởng phòng Vương mời mình dùng cơm. Lời mời của trưởng phòng Vương làm cho thần kinh căng cứng của Đoạn Văn Đống trong những ngày qua có chút thoải mái. Trưởng phòng Vương là người cực kỳ bận rộn, xã giao rất nhiều, có thể chủ động mời mình dùng cơm thì căn bản không coi mình là người ngoài. Đoạn Văn Đống cảm thấy nội tâm của mình rất mạnh, thậm chí có chút tự phụ, thế nhưng đối mặt với gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân thì không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn đã nghĩ kỹ những lời an ủi, thế nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh Đoạn, anh có ăn cay được không? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút gò bó của Đoạn Văn Đống, hắn khẽ khoát tay áo nói. Đoạn Văn Đống gật đầu nói, trưởng phòng Vương, trước kia trong quân ngũ thường xuyên ăn cay, ăn đổ đầy mồ hôi, căn bản rất thoải mái. Vậy thì tốt, người ta nói có thể ăn cay mới là đàn ông tốt. Tuy những lời này có vẻ không đúng, thế nhưng cũng không nên không nghe. Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí trung tâm rồi cười nói, gần đây Văn Đống công tác thế nào? Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn lên tiếng, trưởng phòng Vương, gần đây chúng tôi nắm chặt công tác đảm bảo trật tự trị an, tiến hành điều tra giám sát và xử lý những nơi thường phát sinh các vụ án, đả kích nặng nề các phần tử tội phạm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn căn bản biết rõ những thành tích gần đây của Đoạn Văn Đống. Sở dĩ hắn hỏi như vậy chủ yếu là làm cho Đoạn Văn Đống bớt xấu hổ đi mà thôi. Còn có một tin tức tốt muốn báo cáo với trưởng phòng. Hai ngày trước chúng tôi có hành động lớn, căn bản tiến hành đột kích hang ổ của bọn buôn bán động vật hoang dã, giải cứu hơn 1.000 động vật hoang, có hơn 100 động vật nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia. Vụ này có thể nói là án nhỏ của Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng Đoạn Văn Đống biết trưởng phòng Vương quan tâm đến công tác đả kích đám người buôn bán động vật hoang dã, thế cho nên mới coi đó là hạng mục công tác cần được báo cáo trọng điểm. Vương Tử Quân cười cười, hắn nào không hiểu tâm tư của Đoạn Văn Đống. Gần đây các vị lãnh đạo thành phố bên dưới luôn tìm hắn báo cáo công tác đả kích đám người buôn bán động vật hoang dã, hầu như ai đến cũng tỏ ra cực kỳ tích cực với công tác này, không ai phản đối, mọi người muôn miệng một lời, thành tích là khẳng định. Thật ra Vương Tử Quân cũng không cho ra bố trí cụ thể với hành động đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã, thế nhưng những người đến báo cáo công tác đều giống như nói có sách mách có chứng, còn kết hợp với tình hình công tác của mình để nói ra thêm phong phú. Thế cho nên có vài người nhàn rỗi đặt cho Vương Tử Quân một cái biệt hiệu, trưởng phòng bảo vệ động vật hoang dã. Vương Tử Quân tất nhiên không biết về ngoại hiệu ngoài ý muốn này của mình, nhưng có một điều hắn hiểu rõ, đó là đừng nghĩ đám người kia tỏ ra khắc sâu mà lầm, thực tế bọn họ căn bản không quan tâm đến công tác này, thậm chí là khinh thường. Bọn họ cảm thấy việc này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ là chuyện bé xé ra to, không có ý nghĩa thực tế, không bằng phát triển thúc đẩy kinh tế, đề cao GDP. Nhưng dù sao thì có nhiều thành phố vẫn làm tốt công tác vẻ bề ngoài, cực kỳ coi trọng, nắm bắt không ngừng, đây là thứ mà Vương Tử Quân thích nghe ngóng. Vì chỉ có hai người Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống nên chỉ có bốn món mà thôi, bữa cơm tối cũng được xử lý khá nhanh. Đoạn Văn Đống uống một ly rượu với Vương Tử Quân thì đặt đũa xuống nói, trưởng phòng Vương, tôi còn một việc cần báo cáo với anh. Anh nói đi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đoạn Văn Đống, hắn cảm thấy sự việc không đơn giản, thế nên ném cho đối phương một ánh mắt cổ vũ. Trưởng phòng Vương, gần đây chúng tôi tổ chức đả kích tội phạm và tìm ra được vài tình huống buôn lậu, nó có liên quan đến tập đoàn Thành Lộc. Dựa theo những manh mối mà chúng tôi đang nắm giữ, tập đoàn Thành Lộc khả nghi buôn lậu trong tỉnh Nam Giang. Đoạn Văn Đống nói đến tập đoàn Thành Lộc thì giọng điệu có vẻ rất trầm thấp. Tuy Vương Tử Quân đi đến Nam Giang chưa quá lâu nhưng căn bản lại có vài phần hiểu rõ về tập đoàn Thành Lộc. Đây không phải là một công ty bình thường, là một xí nghiệp nổi tiếng của thành phố Đông Hồng, năm ngoái còn được bầu chọn làm 10 doanh nghiệp tiêu biểu của cả tỉnh, bây giờ lại có khả nghi buôn lậu. Tỉnh Nam Giang có tồn tại hiện tượng này, đây chính là điều mà Diệp Thừa Dân đề cập đến khi Vương Tử Quân còn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy,
khi đó hắn cũng thật sự xem đây là hạng mục trọng yếu nhất của mình. Nhưng khi đó hắn căn bản còn chưa biết rõ tình huống, hay là chuẩn bị đả kích thì đám tội phạm nghe tin và lập tức hành động, nhanh chóng mai danh ẩn tích. Lúc này Vương Tử Quân không còn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, không ngờ lại bắt được manh mối. Hắn nhìn gương mặt mong chờ của Đoạn Văn Đống, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói, Văn Đống, nếu đã có manh mối thì nắm chặt không tha, phải điều tra đến cùng, xem tình hình cụ thể là như thế nào. Đoạn Văn Đống định nhanh chóng báo cáo với Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng lại khẽ động, hắn giống như nghĩ đến điều gì đó, thế là nói, trưởng phòng Vương, tôi đã nghe báo cáo về sự việc này, còn mức độ cụ thể là thế nào thì tôi sẽ cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự Niên Chí Tân báo cáo với ngài. Chút tâm tư này của Đoạn Văn Đống sao có thể giấu được Vương Tử Quân? Hắn nhìn nụ cười nịnh nọt của Đoạn Văn Đống, thế là khoát tay áo nói, anh đã nói như vậy thì cho Niên Chí Tân đến đây đi. Một vị lãnh đạo tốt chính là người cần phải tạo cơ hội tốt cho thủ hạ của mình trước lãnh đạo thượng cấp, như vậy anh mới càng được cấp dưới ủng hộ. Đoạn Văn Đống căn bản là cực kỳ hợp cách ở phương diện này, hắn lúc nào cũng muốn nhân cơ hội đề cử thủ hạ của mình cho Vương Tử Quân. Vào đúng thời điểm cần đề cử, hắn còn có chút không yên, dù sao thì chuyện này cũng khó gạt được ánh mắt của Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân đồng ý, điều này làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Niên Chí Tân. Nhưng hắn cũng không nói rõ có chuyện gì, chỉ nói Niên Chí Tân nhanh chóng đi đến đây. Anh Đoạn, anh làm phó giám đốc sở được bao năm rồi? Vì đã ăn uống no đủ nên nhiệm vụ kế tiếp chỉ là trò chuyện cho vui. Sau khi tiếp nhận trà ngon trong tay Du Giang Vĩ, Vương Tử Quân chợt cười hỏi Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống gãi gãi đầu nói, trưởng phòng Vương, tôi làm phó giám đốc sở còn chưa được nửa năm. Chương 1229, 2, tìm dây leo đại thụ. Vì Đông Hồng là tỉnh thành nên các cấp cán bộ lãnh đạo đều có vị trí cao, Đoạn Văn Đống là cục trưởng cục công an thành phố mà đã là phó giám đốc sở. Vương Tử Quân cười cười và thầm cảm thán, tuy Đoạn Văn Đống là người có thể làm việc, thế nhưng dựa theo quy định đề bạt cán bộ thì căn bản phải làm từng bước. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói hào phóng vang lên, cục trưởng Đoạn. Niên Chí Tân báo danh với ngài, có công tác gì mong ngài cho ra chỉ thị. Khi âm thanh hào phóng này vang lên thì một người đàn ông cao lớn nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Đầu tiên hắn thấy được Đoạn Văn Đống, nụ cười trên mặt chợt sáng lạn, nhưng khi thấy Vương Tử Quân ngồi ở trung tâm thì nụ cười trên mặt chợt lắng đọng. Niên Chí Tân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, hắn biết rõ Vương Tử Quân là ai. Tuy hắn nhỏ tuổi hơn Đoạn Văn Đống thế nhưng hai người từng công tác trong đội cảnh sát hình sự, thế nên có quan hệ khá mật thiết. Niên Chí Tân tuyệt đối không ngờ trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân lại đang ngồi nơi kia. Đối với một người bôn ba vất vả trên đường làm quan, một vị trưởng phòng tổ chức căn bản là đại thụ, có ai không muốn tìm một sợi dây thừng để leo lên cây. Tuy Vương Tử Quân có độ tuổi không lớn nhưng lại là lãnh đạo tỉnh ủy. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì càng dựng lên quyền uy ở thành phố Đông Hồng. Khi thấy Vương Tử Quân tươi cười ngồi ở nơi kia, Niên Chí Tân chợt sinh ra cảm giác luống cuống tay chân. Bí thư Vương, trưởng phòng Vương, Niên Chí Tân mở miệng bắt chuyện, sau đó đi đến trước mặt Vương Tử Quân giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm. Lúc này Đoạn Văn Đống tỏ ra cực kỳ đắc ý, Niên Chí Tân bình thường tỏ ra không lớn không nhỏ với hắn, bây giờ xem như đã bại rồi. Hắn lên tiếng, trưởng phòng Vương, Chính Tân trước kia cùng công tác với tôi, căn bản là không thể chê được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gò bó của Niên Chí Tân, hắn cười ha hả nói, đây không phải là ở đơn vị, Văn Đống anh căn bản là không đúng, ăn bữa cơm cũng phải vơ vét của thuộc hạ, cục trưởng Đoạn gọi anh đến trả tiền đấy. Bữa cơm này của Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống căn bản chỉ là 100-200 đồng, thế nhưng điều này làm cho Niên Chí Tân cảm thấy kích động run rẩy toàn thân. Có thể được tính tiền cơm cho lãnh đạo căn bản là hy vọng xa vời của nhiều người, lúc này hắn nhìn bữa cơm với vài món đơn giản, chợt cảm thấy hai vị lãnh đạo ăn quá ít. Ít nhất cũng phải cho mình cơ hội biểu hiện, Niên Chí Tân căn bản sẽ vui vẻ đi trả tiền. Sau khi nói chuyện vài câu thì Vương Tử Quân cảm thấy Đoạn Văn Đống căn bản là có ánh mắt nhìn người. Niên Chí Tân tuy có bề ngoài thô kệch nhưng lại rất có ý nghĩ, là một người giỏi giang của đội cảnh sát hình sự. Người này hiểu rõ về tình hình liên quan của tập đoàn Thành Lộc trong vụ án buôn lậu như trong lòng bàn tay, những gì hắn nói ra làm cho người ta sinh ra cảm giác như được chứng kiến chân thật.
anh nói kim ngạch buôn lậu của tập đoàn Thành Lộc là bao nhiêu? Vương Tử Quân nhìn Niên Chí Tân rồi trầm giọng nói. Niên Chí Tân nhìn thoáng qua đoạn văn đống, hắn không nói gì, chỉ lấy một tờ giấy trên mặt bàn rồi ghi chép vào con số. Vương Tử Quân nhìn con số, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, con số này vượt qua dự đoán của hắn. Anh xác định sao? Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn Niên Chí Tân rồi trầm giọng hỏi. Trưởng phòng Vương, trên cơ bản đã được xác định, tuy còn chưa đầy đủ chứng cứ, thế nhưng theo những gì chúng tôi điều tra về tập đoàn Thành Lộc, chúng tôi có thể nhận định tập đoàn Thành Lộc căn bản bỏ vào số tiền rất lớn để buôn lậu. Niên Chí Tân lúc này giống như biến thành một người khác, bộ dạng cực kỳ tự tin. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, con số kia quá lớn. Tuy Vương Tử Quân từng làm bí thư ủy ban tư pháp một thời gian, thế nhưng hắn biết trong đó có nhiều tin tức mà mình không biết, muốn móc tin tức này ra ánh sáng thì sẽ có cái gì xảy ra. Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân cũng nhìn Vương Tử Quân, bọn họ đều là cán bộ công an lão thành, có một số việc còn hiểu rõ hơn cả Vương Tử Quân. Đoạn Văn Đống báo cáo chuyện này với Vương Tử Quân, căn bản là muốn tìm sự trợ giúp từ Vương Tử Quân. Chuyện này khó khăn thế nào tuy tôi không nói nhưng các anh đều hiểu rõ rồi, rắn đều cắn người, đặc biệt là tỉnh Nam Giang, không thể nào không có chướng ngại, chỉ sợ nhân tố con người mà thôi. Chính Tân, tôi hỏi anh một câu, anh có lòng tin làm tốt công tác này không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu hỏi Niên Chí Tân. Mong trưởng phòng Vương yên tâm, tôi là lính của cục trưởng Đoạn, thế nên cục trưởng Đoạn chỉ hướng nào tôi sẽ đánh hướng đó. Niên Chí Tân chợt đứng lên vung tay hành lễ rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Niên Chí Tân hành lễ mà cảm thấy trong lòng có hơi nóng, hắn muốn vỗ vai Niên Chí Tân thế nhưng cuối cùng lại vứt bỏ ý nghĩ này của mình. Hắn cầm chai rượu còn chưa uống hết trên bàn, rót một ly cho Niên Chí Tân, một ly cho Đoạn Văn Đống, sau đó mới nâng ly của mình lên nói, trước tiên chúng ta cạn ly, sau này tôi chờ rượu mừng công của hai anh. Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Vương Tử Quân, cả hai cùng nâng ly lên. Sự giúp đỡ của Vương Tử Quân căn bản thật sự là cơn mưa đúng lúc dành cho bọn họ. Lúc này trong một căn biệt thự cách quán ăn Vương Tử Quân đang ngồi 3-4 km, Trừ Ngôn Huy đang nói chuyện với một người trong bóng tối. Lúc này bóng tối liên tục lóe lên đầu thuốc đỏ rực, điều này chứng minh sự hiện hữu của người kia. Anh nói tập đoàn Thành Lộc bị theo dõi sao? Vẻ mặt Trừ Ngôn Huy vẫn như cũ, vẫn rất bình tĩnh, tuy sự việc này rất quan trọng thế nhưng hắn vẫn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, đã bị theo dõi, nghe nói đã điều tra được không ít chứng cứ chính xác, có lẽ không lâu sau sẽ nhấc lưới. Người ngồi trong bóng tối khẽ nói với Trừ Ngôn Huy. Trừ Ngôn Huy không nói lời nào, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, chuyện này nhờ có anh báo tin, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh. Cảm ơn, ngài biết rõ tôi cũng không vì những điều này. Người kia nhìn Trừ Ngôn Huy rồi khẽ nói. Trừ Ngôn Huy khẽ gật đầu, người kia giống như cũng không muốn ngồi lâu, sau khi trầm ngâm giây lát thì nhanh chóng rời khỏi phòng như quỷ đi trong bóng đêm. Trừ Ngôn Huy đốt một điếu thuốc. Gương mặt hắn cực kỳ không tốt. Sau khi hút xong điếu thuốc thì hắn nhanh chóng ấn tàn thuốc xuống gạt tàn. Xem ra nhất định phải làm kết thúc, Trừ Ngôn Huy giống như tự nói với mình, cũng giống như cho ra quyết định của mình, hắn nói xong thì nhanh chóng đứng lên. Trừ Ngôn Huy rời khỏi biệt thự, hắn ngồi vào trong chiếc xe Santana của mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Chương 1230, trò chuyện. Khi bóng tà dương cuối cùng còn treo trên không trung, chiếc xe Audi màu đen của Vương Tử Quân dừng trước cửa nhà. Không chờ Du Giang Vĩ mở cửa xe, Vương Tử Quân đã từ trong xe đi ra. Vương Tử Quân còn chưa đi vào trong nhà thì tiếng cười vui sướng đã truyền ra, đây là tiếng cười của Tiểu Bảo Nhi, tiểu tử này mỗi ngày đều vui vẻ chạy qua chạy lại, thật sự dư thừa tinh lực. Thế cho nên mỗi ngày trước khi đi ngủ thì Mạc Tiểu Bắc đều bắt nó tắm rửa thật sạch sẽ, nói mãi mới chịu chui vào trong chăn để nghe kể chuyện cổ tích. Cũng khó trách tiểu tử này có kiến thức rộng rãi, nguyên nhân cũng là vì Mạc Tiểu Bắc liên tục dạy bảo và truyền thụ. Mỗi ngày trước khi kể chuyện cổ tích thì Tiểu Bảo Nhi bừng bừng hào hứng hỏi rất nhiều thứ, thường thì Mạc Tiểu Bắc cũng trả lời không biết mệt trước thái độ chăm chỉ học hỏi của Tiểu Bảo Nhi. Có một lần Mạc Tiểu Bắc kể đến chuyện Tôn Ngộ Không bị sư phụ đuổi đi, nửa giờ sau Tiểu Bảo Nhi lại đứng lên đi tìm Mạc Tiểu Bắc, nó nức nở hỏi mẹ vì sao sư phụ của Ngộ Không lại ngốc nghếch như vậy. Điều này làm hại Mạc Tiểu Bắc phải ôm con về phòng, liên tục kể thêm nhiều chuyện cổ tích mới làm cho Tiểu Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần quay về thủ đô thì dù Mạc Đông Tường là người nói năng cực kỳ thận trọng cũng bị Tiểu Bảo Nhi làm cho lây nhiễm, chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu tử này chạy sang Đông rồi chạy sang Tây, Mạc Đông Tường dù sao cũng là người đã có tuổi, chỉ sau chốc lát thì đã thở hồng hộc chống eo đứng đó nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ náo động, thỉnh thoảng Mạc Đông Tường còn cười lớn, tiếng cười kia thật sự kinh thiên động địa. Bình thường Vương Tử Quân đều rất bận rộn, hắn về nhà thấy một con trai lanh lợi thông minh, cảm thấy rất mỹ mãn, tất cả mệt nhọc giống như bị thổi tan. Giơ tay lên, một giọng nói của trẻ con truyền đến từ sau lưng, ngay sau tiếng nói này, Tiểu Bảo Nhi mập mạp cầm theo một khẩu súng đồ chơi hùng hổ chạy xuống lầu rồi chĩa súng vào người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đáng yêu khả ái của con trai, hắn đưa tay bế nó lên, sau đó hôn mạnh một cái lên mặt rồi nói, bố của con là người bách độc bất xâm, căn bản thề không đầu hàng. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị chơi đùa với con trai thêm một lát, đúng lúc thấy Mạc Đông Tường lộ mặt từ bên cạnh cửa sổ. Khi thấy Mạc Đông Tường ở bên trong thì hắn vội vàng bắt chuyện, Mạc Đông Tường khẽ gật đầu rồi đi ra phòng khách. Vương Tử Quân không ngờ Mạc Đông Tường hôm nay lại đi đến, hắn cảm thấy kinh ngạc và nhanh chóng đi đến phòng khách. Hắn vừa pha trà rót nước cho Mạc Đông Tường vừa cười nói, bố, bố đến khi nào vậy? Cũng không gọi điện thoại cho con ra đón. Mặc dù là ở nhà nhưng Mạc Đông Tường vẫn mặc quân phục, chẳng qua đã tháo quân hàm ra. Lão nâng ly nước lên uống một ngụm rồi khẽ nói, không cần phiền toái như vậy, tôi tự mình đến thì thuận tiện hơn. Dù lúc này Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng vẫn rất kính sợ bố vợ của mình, lúc này nghe thấy bố vợ nói như vậy thì cũng không tiếp tục bám sát chủ đề này. Mạc Đông Tường lần này đến Nam Giang chủ yếu là vì giám sát một vài công việc ở thành phố Đông Hồng. Tuy bây giờ vị trí của Vương Tử Quân liên tục tăng tiến, thế nhưng căn bản còn chưa đến mức hiểu được công tác của Mạc Đông Tường. Sau khi ân cần hỏi thăm sức khỏe của Mạc lão gia tử, Vương Tử Quân cười nói với Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh, em gọi điện thoại cho khách sạn, hôm nay bố đến thăm, chúng ta qua bên kia dùng cơm. Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị gọi điện thoại thì Mạc Đông Tường đã khóa tay nói, khó có cơ hội ăn cơm ở nhà, để cho Tiểu Bắc nấu cơm thì hơn. Lúc này nghệ thuật nấu nướng của Mạc Tiểu Bắc tăng tiến khá mạnh, Vương Tử Quân không muốn gây phiền toái cho nàng, nhưng đứng ở lập trường của bố vợ, rõ ràng lại cam tâm tình nguyện để cho con gái xuống bếp làm cơm. Thế là hắn cười nói, tốt lắm, trong nhà thì tùy tiện hơn, gần đây con cũng học được vài món, lát nữa sẽ phụ một tay với Tiểu Bắc, để cho ngài thấy tay nghề của con. Ừ, Mạc Đông Tường căn bản khá hài lòng với trạng thái cuộc sống lúc này của con mình, nói thật thì khi Mạc Tiểu Bắc còn chưa đính hôn, lão căn bản lo lắng nhất chính là chuyện hôn sự của con gái. Trong mắt Mạc Đông Tường thì con gái mình thứ gì cũng tốt, không những đẹp gái, hơn nữa tất cả các phương diện khác đều rất vĩ đại. Con gái chỉ có một khiếm khuyết duy nhất chính là tính cách lạnh lùng, tuy trước khi kết hôn người theo đuổi là rất nhiều, thế nhưng chưa chắc đảm bảo hạnh phúc sau này. Dù sao hôn nhân cũng không phải chuyện nhỏ, trước đó Mạc Đông Tường cũng không tình nguyện khi ông cụ gả Mạc Tiểu Bắc cho Vương Tử Quân. Chỉ là khi đó lão gia tử đã quyết định, con gái cũng không có ý kiến bất đồng, thế nên lão mới miễn cưỡng đồng ý. Đời người thường bất đắc dĩ như vậy, rất nhiều người biểu hiện có vẻ vui vẻ hòa thuận thế nhưng trong lòng rất đau khổ, người ngoài sao có thể nhìn thấy được. Cũng may lão chậm rãi thích ứng với xã hội hiện đại, tư tưởng của mọi người đã thay đổi khá nhiều, ly hôn cũng không còn là chuyện gì to lớn. Nhưng Mạc Đông Tường lại không ngờ sau khi con gái được gả cho Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân căn bản có cuộc sống rất thoải mái. Con gái xưa nay ít khi cười giống như đã biến thành một người khác, thậm chí còn say sưa với các loại sách dạy nấu ăn, giống như thật sự biến thành hình tượng mẹ hiền vợ thảo. Tiến triển như vậy làm cho Mạc Đông Tường thầm giật mình, nhưng thật lòng thì cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân là một con rể không được Mạc Đông Tường xem trọng, thế nhưng người này lại phát triển như leo lên trực thăng, thật sự như diều gặp gió. Người này còn trẻ đã là cán bộ cấp tỉnh, càng là người được các vị lãnh đạo trung ương coi trọng. Trong mắt nhiều người thì đều cảm thấy quá trình Vương Tử Quân lên chức có liên quan nhiều đến Mạc Đông Tường, nói rằng Vương Tử Quân có được ngày hôm nay đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Mạc gia ở sau lưng. Nhưng Mạc Đông Tường là người trong cuộc, lão biết rõ thành công của Vương Tử Quân hôm nay hoàn toàn dựa vào cố gắng gian khổ của mình để từng bước khống chế tháp vàng quyền lực. Mạc Đông Tường thậm chí là cả Mạc gia đều chỉ là người đứng ngoài nhìn vào. Nếu như không phải sự kiện này bày ra ngay trước mắt, dù là Mạc Đông Tường cũng cảm thấy khó thể nào tin được. Vương Tử Quân rõ ràng đánh bại Dương Quân Tài,
làm cho người thanh niên đầy tương lai kia biến thành cánh chim gãy cánh. Tử quân, nghe nói trong phòng làm việc của con có trà ngon, để cho bố nếm thử xem thế nào. Mạc Đông Tường nói rồi cười tủm tỉm với Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Bảo Nhi, chiếc xe tăng nhỏ của cháu sắp đến rồi, cũng đừng để cho mẹ lấy đi mất, cháu nên xem trọng đấy nhé. Mạc Đông Tường nói như vậy thì Vương Tử Quân căn bản biết bố vợ chắc chắn có chuyện cần bàn với mình, nếu không sẽ tuyệt đối không chịu đi vào phòng làm việc của mình vào lúc này. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn chợt cười nói, bố, con đây vừa vặn có một ít trà đen, bố nếm thử xem hương vị như thế nào. Mạc Tiểu Bắc cũng không nói gì mà nhanh chóng đưa Tiểu Bảo Nhi đi làm việc, tuy nàng biết rõ đây là bố muốn trò chuyện gì đó với Vương Tử Quân, thế nhưng với chỉ số thông minh của chồng, nàng căn bản rất tin tưởng. Phòng làm việc của Vương Tử Quân căn bản rộng hơn 20 mét vuông, sau khi đi vào trong phòng, Vương Tử Quân chuẩn bị pha trà thì Mạc Đông Tường đã cản lại. Mạc Đông Tường ngồi lên ghế salon, sau đó nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói, không cần bận rộn, bố có chuyện cần nói với con. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạc Đông Tường, hắn biết sự việc không phải là nhỏ, nhưng hắn vẫn nở nụ cười thoải mái nói, bố, dù là chuyện lớn thì cũng phải bỏ ra chút thời gian uống trà, ngài yên tâm, con pha trà rất nhanh. Chương 1231 Một chìm thuyền bên cạnh bờ. Mạc Đông Tường nhìn Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ bình tĩnh đi pha trà, tuy gương mặt của lão căn bản không chút biến đổi thế nhưng thật lòng rất vui mừng. Nếu so sánh với người thường thì Mạc Đông Tường căn bản chú ý đến bản sắc thái sơn áp đỉnh mà gương mặt không biến đổi, Vương Tử Quân biết rõ có chuyện vẫn cực kỳ bình tĩnh thoải mái, điều này làm cho lão thầm tán thưởng. Sau khi Vương Tử Quân pha trà xong, Mạc Đông Tường mở miệng nói, lần này đi xuống nghiên cứu, bố vốn không cần đến, thế nhưng có một số việc cần nói với con, thế nên mới đến Nam Giang. Vương Tử Quân dùng hai tay đặt ly trà ở bên cạnh Mạc Đông Tường rồi cười nói, cảm ơn bố. Bố đã nghe rõ về sự kiện của nhà con, Mạc Đông Tường cũng không khách khí với Vương Tử Quân, lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời nói của Mạc Đông Tường không vượt quá suy đoán của Vương Tử Quân, chuyện này nhìn từ ngoài vào thì giống như chỉ là chút chuyện của Vương Tử Hoa ở thành phố Lữ Xuyên, thế nhưng thực tế có không biết bao nhiêu người nhìn vào chằm chằm. Nếu như Mạc Đông Tường căn bản không biết chuyện, như vậy không thể nào là đại nhân vật đứng đầu của Mạc gia. Vương Tử Quân cũng không nói lời nào đối với giọng điệu gọn gàng dứt khoát của Mạc Đông Tường, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, chờ Mạc Đông Tường nói tiếp. Có một số chuyện không luận đúng sai, Mạc Đông Tường cũng không trực tiếp cho ra đánh giá, lão dùng giọng trầm thấp nói. Vương Tử Quân căn bản có chút không phục lời nói của Mạc Đông Tường, thế nhưng cũng không mở miệng phản bác. Mạc Đông Tường mỉm cười nói tiếp, con có biết không? Tuy lúc này thế cục đã bừng sáng. Thế nhưng có một số việc chưa đến lúc cuối cùng thì căn bản còn tồn tại nhiều điều xấu, hơn nữa chuyện xấu này căn bản là long trời lở đất. Vương Tử Quân gật đầu nói, bố, con biết rõ điều này. Con bây giờ đã là người làm chủ một phương, con nên hiểu rõ điều đó. Ví dụ như chuyện của con, khi có phương án điều chỉnh nhân sự, có phải khi mà phương án đã được xác định, cuối cùng cũng có cơ hội lật bàn phải không? Mạc Đông Tường nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, những gì Mạc Đông Tường nói hắn đã từng gặp qua, đặc biệt là khi làm bí thư thị ủy La Nam, hắn càng trải qua nhiều lần như vậy. Tuy cục diện bây giờ khác hẳn, thế nhưng ý nghĩa của nó lại khá giống nhau. Mạc Đông Tường nói đến đây thì giọng điệu càng thêm mạnh mẽ có lực, những năm nay công tác trị quốc theo nếp đang rất phổ biến, lãnh đạo càng coi trọng sự kiện dùng người không khách quan, căn bản cảm thấy bức thiết đối với một cơ chế cán bộ liêm khiết. Con cảm thấy nếu như có một lãnh đạo phạm vào sai lầm này, lãnh đạo tuyến trên còn tín nhiệm nữa không? Mạc Đông Tường cũng không nói đến bất kỳ ai, thế nhưng ánh mắt lại nói rõ cho Vương Tử Quân biết là người nào. Vương Tử Quân căn bản biết rõ Mạc Đông Tường nói đến ai, hắn căn bản mở miệng nói trước ánh mắt của Mạc Đông Tường, con không biết. Mạc Đông Tường không nói thêm điều gì, lão cầm một quyển sách bên cạnh bàn lên xem. Động tác nhàn nhã của lão căn bản tạo nên áp lực vô hình cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đã hiểu ý của bố vợ, thế nhưng hắn không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi đó, trong lòng lại có định luận về chuyện này. Mạc Đông Tường là người có địa vị cao từ nhiều năm qua, bình thường nói chuyện cũng giống như làm báo cáo, căn bản là cực kỳ thấm thía, ân cần dạy bảo. Tình huống chủ động tâm sự với Vương Tử Quân như hôm nay xem như là rất khác lạ. Hai người đều không nói lời nào.
lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng lật sách. Không biết trải qua vài phút sau thì Mạc Đông Tường mới đặt sách xuống nói, quan trường luôn là như vậy, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, căn bản không có bạn bè vĩnh hằng, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, con đã nghĩ được chưa? Vương Tử Quân chợt con người lại giống như có chỗ nào đó bị phỏng, hắn thầm cảm thấy cơ hội bày ra trước mặt mình. Vương Tử Quân tin tưởng Mạc Đông Tường sẽ không gạt mình, chỉ cần hắn gật đầu, một con đường phát triển bằng phẳng sẽ xuất hiện trước mặt, sau này sẽ từng bước tiến lên mây xanh. Mạc Đông Tường bôn ba chạy đến tìm mình có lẽ là vì Mạc Tiểu Bắc, nếu không lão sẽ căn bản không chạy đến đây. Vương Tử Quân tuy có chút cảm kích thế nhưng lại không thể đồng ý với Mạc Đông Tường. Vương Tử Quân rót đầy ly trà cho Mạc Đông Tường, sau đó hắn mới cười nói, bố, có một số việc cũng không phải chỉ là vì chính mình. Gương mặt Mạc Đông Tường chợt trầm xuống, lão không ngờ Vương Tử Quân lại từ chối lời mời của mình. Phải biết rằng Vương Tử Quân căn bản khó có được cơ hội lần này, đồng thời cũng phải giữ lấy thể diện của mình. Con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tuy trong lòng đầy tức giận nhưng Mạc Đông Tường vẫn cố gắng áp chế, lão trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bố, con đã sớm nghĩ kỹ, con biết rõ ngài là vì tốt cho con, vì quan tâm đến con, thế nhưng có một số việc căn bản khó thể thay đổi được. Vương Tử Quân nói đến đây thì tỏ ra cực kỳ kiên quyết, hơn nữa cũng giống như lời nói của ngài, chưa đến cuối cùng thì ai biết được kết quả là gì. Lúc này bầu trời đêm của thành phố Lữ Xuyên tràn đầy không khí khô nóng khó chịu, nhiều xe cộ qua lại dưới ánh đèn đường, hai bên đường có nhiều hàng quán mở cửa, nhưng nếu đứng ở trung tâm thành phố càng làm cho người ta sinh ra cảm giác vô lực. Tả Trung Minh đứng trên đường thành phố Lữ Xuyên, trong lòng có một hưng phấn khó thể áp chế được, trong đầu lóe lên bài thơ. Thuyền chìm cạnh bờ ngàn buồm nát, cây bệnh đột nhiên nở ngàn lộc xuân. Những năm này hắn cẩn trọng phá án, chịu nhiều mệt nhọc, cuối cùng hắn đã tu thành chính quả, coi như sắp có một tương lai phát triển tươi sáng. Vừa rồi hắn đã nói chuyện điện thoại với cấp trên của mình là Triệu Tuấn Sơ, tuy chỉ là thông báo theo thường lệ thế nhưng một câu nói của Triệu Tuấn Sơ căn bản giống như cho hắn một viên thuốc kích thích. Sau chuyện này tôi không biết có còn ở lại tỉnh Chiết Giang hay không, thế nên anh phải đề cao trách nhiệm. Cần phải chuẩn bị tư tưởng cho vai trò diễn viên chính. Triệu Tuấn Sơ nói không quá lớn thế nhưng lại làm cho tâm tình của Tả Trung Minh thật sự biến đổi. Khi xâm nhập điều tra với công ty đại giã quốc tế, Tả Trung Minh cảm thấy đắc ý, vì hắn biết chuyện này căn bản là có ý nghĩa gì. Tả Trung Minh thầm hiểu sự kiện này và trong lòng sinh ra chút sợ hãi, thế nhưng càng nhiều là hưng phấn. Tuy hắn chỉ là một quân cờ nhỏ trong tỉnh Chiết Giang, thế nhưng nếu có thể trở thành một quân cờ toàn cục, hắn cũng sẽ tìm được những lợi ích thuộc về chính mình. Triệu Tuấn Sơ sẽ được cái gì? Chương 1231-2, chìm thuyền bên cạnh bờ. Tả Trung Minh nghĩ đến Triệu Tuấn Sơ mà tâm tình càng thêm cuồng nhiệt, hắn hy vọng có thể tăng tiến tình cảm với lãnh đạo, tâm tư này bây giờ càng thêm mạnh mẽ. Tuy bây giờ hắn có quan hệ khá tốt với Triệu Tuấn Sơ, thế nhưng Tả Trung Minh cảm thấy mình và lãnh đạo vẫn có khoảng cách, vì sao mình không lợi dụng cơ hội lần này để kéo thêm chút quan hệ. Ôi, Tả Trung Minh thở dài một hơi, tâm tư lại chuyển lên vụ án lần này. Sự việc đến bây giờ vẫn còn nằm trong dự đoán, vì vậy hắn không cần phí bao nhiêu tinh lực, nhanh chóng xử lý vấn đề, sự việc lúc này căn bản đều đang phát triển theo đúng quỹ tích của nó. Tả Trung Minh căn bản không có chút không thoải mái với công tác căn bản không có tính khiêu chiến vào lúc này, đối với hắn thì công tác tốt nhất là nên làm từng bước, mà hắn chỉ là một chiếc ốc vít nhỏ trong sự kiện này mà thôi. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tả Trung Minh cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó chợt nở nụ cười, mau mau à, con đang làm gì ở nhà vậy? Con gái bên kia dùng giọng thần bí nói, con đang giả vờ giận mẹ, bố, khi nào thì bố về? Tả Trung Minh nghe con gái 10 tuổi của mình nói như vậy thì chợt nở nụ cười vui vẻ, hắn cười ha hả nói, ôi, con gái bảo bối, bố không có ở nhà thì con nên nghe lời mẹ, nhưng nếu mẹ sai thì bố về sẽ phê bình, thế nào? Được không? Không được, con có nguyên tắc của mình, cô giáo nói chân lý là vô giá, con không thể vì khuất phục mẹ mà bán đi nguyên tắc chính nghĩa, bố, con sẽ không cúi đầu với mẹ. Tả Trung Minh nghe mà giống như thấy được gương mặt chu cái miệng nhỏ nhắn của con gái, hắn thầm cảm thấy ấm áp, sau đó nói vào trong điện thoại, được rồi, tiểu dũng sĩ chính nghĩa, bố sẽ gọi điện thoại cho mẹ, sẽ để mẹ xin lỗi con gái bảo bối được không? Như vậy mới được chứ? Con gái đồng ý một tiếng, sau đó bắt đầu nói những chuyện ở trường, những câu chuyện này càng làm cho tâm tình của Tả Trung Minh trở nên rất tốt, chốc chốc còn nói ra vài lời bình luận.
Cái gì, con nói trong lớp của mình có người yêu nhau sao? Tạ Trung Minh thật sự cảm thấy nhức đầu, hắn không biết nên nói gì với con gái cho phải. Tuy hắn đã trải qua không ít chuyện, thế nhưng hắn căn bản cảm thấy khó khăn khi dạy bảo con cái, lúc này hắn cũng khó thể nói gì hơn được. Tạ Trung Minh gãi gãi đầu, sau đó nói vài câu cho qua, sau đó mới cúp điện thoại. Nhưng Tạ Trung Minh ngay sau khi cúp điện thoại thì nhanh chóng gọi cho vợ mình, nói ra những gì mình vừa nói với con gái, thế nhưng những gì mà hắn nói lại làm cho vợ liên tục cười nhạo. Anh đấy, em cảm thấy anh căn bản là người bố không xứng chức, đám con nít có chút hảo cảm với nhau chỉ là bình thường, bọn nó cũng không suy nghĩ phức tạp như anh, có gì mà đáng ngạc nhiên. Những chuyện này không nên làm quá căng, nên nói vài lời là được. Vợ Tạ Trung Minh là giáo viên thế cho nên cũng không quên mở miệng giảng cho chồng một khóa học tâm lý trẻ con. Tạ Trung Minh căn bản cảm thấy kết luận của vợ mình là quá nhanh, thế nhưng không thể không thừa nhận nó cũng khá chuyên nghiệp, không phải là một người nghiệp dư như mình có thể so sánh được. Khi nào thì anh về? Vợ Tạ Trung Minh nói xong chuyện của con gái thì dùng giọng dịu dàng hỏi. Vài ngày nữa thôi, vụ này đã được điều tra khá rõ ràng rồi, anh cũng sắp được về nhà. Tạ Trung Minh tuy cảm thấy thời gian quay về nhà là rất gần, thế nhưng cụ thể là khi nào thì hắn căn bản còn chưa thể xác định được. À, anh tranh thủ rồi về nhà, hai ngày nữa là đến sinh nhật 70 của bố, chúng ta nên chuẩn bị một chút. Vợ của Tạ Trung Minh căn bản là người rất chú ý, thế cho nên luôn nhớ rõ sinh nhật của bố mình. Tạ Trung Minh căn bản rất cảm động, hắn nói vài lời rồi lưu luyến cúp điện thoại. Tạ Trung Minh đi trên đường cái thành phố Lữ Xuyên mà cảm thấy tâm tình bay bổng dần bình tĩnh trở lại. Những ngày này hắn ở thành phố Lữ Xuyên có thể nói là cực kỳ uy thế, cả thành phố Lữ Xuyên căn bản cảm thấy chấn động vì hắn đến điều tra, không ít người bị yêu cầu đi hỗ trợ điều tra, sau khi nghe thấy hắn lên tiếng thì đã tỏ ra sợ hãi. Dù không phải là tình huống gì quá lớn thế nhưng trên cơ bản đã có định luận, đó là công ty đại dã quốc tế chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Cũng không có chút giúp đỡ nào về công nghệ cao với thành phố Lữ Xuyên, nhà xưởng quá thấp kém, chỉ là một chút bài trí cho người ta xem mà thôi. Sao còn chưa đến nhỉ? Tạ Trung Minh nhìn ra đường mà vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, nếu như không phải người mở lời hẹn gặp mặt căn bản làm cho hắn khó thể từ chối, hắn sẽ tuyệt đối không đi ra khách sạn. Tạ Trung Minh lấy điện thoại ra rồi gọi đi, điện thoại nhanh chóng nối thông, hắn trầm giọng nói, anh, sao anh còn chưa đi ra? Nếu anh không ra thì tôi về đấy. Ha ha, cậu Tả, cậu gấp cái gì, tôi đang ngồi lên xe, hôm nay chúng ta phải uống vài ly, cũng xem như mở tiệc đón gió tẩy trần cho Quan Khâm Sai. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất cởi mở. Tả Trung Minh đặt điện thoại xuống, hắn có chút chần chừ, sau đó đi về phía một quán ăn đêm ở cách đó không xa. Tuy hàng quán nơi đây có nhiều khuyết điểm, thế nhưng Tả Trung Minh vẫn thích dùng cơm ở nơi này. Dù sao thì cảm giác dùng cơm ở nơi đây căn bản là khó kiếm được ở trong các khách sạn lớn. Đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy, khi thấy trước mặt là đèn đỏ thì Tạ Trung Minh khẽ dừng bước. Tuy lúc này hai bên đường không có xe, có thể đi sang bên kia, thế nhưng Tạ Trung Minh cũng phải bảo toàn cho chính mình, không dám làm liều. Chỉ là một phút mà thôi, cần gì phải mạo hiểm tính mạng của mình. Tạ Trung Minh căn bản cảm thấy rất khó chịu với những người không tuân thủ luật giao thông. Hắn lại nghĩ đến chuyện mừng thọ 70 của bố mình, cho dù hắn có bận rộn thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Lần này nếu như mình không đến, chỉ sợ ông cụ sẽ rất tức giận. Nhưng nên tặng lễ vật gì? Tuy ông cụ nói không thích gì cả, thế nhưng hắn biết rõ ông cụ rất xem trọng lễ vật của mình, đây chính là một phần tâm tình của con cái. Tạ Trung Minh cảm thấy mình nên mua ghế massage tự động, nên mua một cái máy massage chân. Khi Tạ Trung Minh đang cảm thấy khó thể nào quyết định thì đèn đỏ biến thành đèn xanh, hắn nhìn đèn đường, sau đó cất bước, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Tạ Trung Minh nhìn qua màn hình điện thoại, thấy đó là người quen, thế là vừa đi vừa nói, anh đến đâu rồi? Tôi à, tôi đang đi ở đầu đường chứ thập, trước mặt có vài quán ăn, chúng ta vào đó ăn thịt lớn uống rượu cay thể nghiệm cuộc sống, anh thấy thế nào? Người ở đầu dây bên kia căn bản là không có gì trái ý với Tạ Trung Minh, lại dùng giọng cảm khái nói hôm nay phải uống rượu cho thật vui vẻ. Phản ứng của người kia căn bản nằm trong dự đoán của Tạ Trung Minh, khi hắn cúp điện thoại thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vô thức quay đầu lại Enenhin, chợt thấy một chiếc xe chở đầy rác đang điên cuồng phóng về phía hắn giống như ngựa thoát cương. Chương 1232, một gặp chiêu phá chiêu, làm việc theo hoàn cảnh.
Khi thấy chiếc xe kia thì Tả Trung Minh căn bản cảm thấy khủng hoảng trong lòng, trong đầu căn bản là trống rỗng, nhưng ngay sau đó bản năng sinh tồn đã chiếm thượng phong. Nhưng tốc độ của chiếc xe kia là quá nhanh, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì xe đã lao đến. Không chờ hắn chạy đi, chiếc xe đã đâm sầm lên người hắn. Tả Trung Minh bay hẳn lên trời, điện thoại trong tay cũng văng ra hơn chục mét. Khi hắn rơi xuống đường, chút ý thức cuối cùng của hắn chợt biến mất. Lúc này chút ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn còn nhìn thấy trụ đèn đường, vẫn là hai màu xanh đỏ. Tông chết người rồi, tiếng hét lớn vang lên, chiếc xe biết mình gây tai họa nhanh chóng chạy điên cuồng về phía trước. Không ít người đang ăn cơm nhanh chóng chạy về phía xảy ra tai nạn, lúc này Tả Trung Minh đang nằm trong vũng máu, đám người bên cạnh lại ồn ào nghị luận, có người gọi điện thoại cho cảnh sát, có người báo cấp cứu. Chỉ là lúc này không gian ồn ào chung quanh không ăn nhập với Tả Trung Minh, ánh mắt cuối cùng của hắn chỉ nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ, sau đó chậm rãi nhắm lại. Vương Tử Quân đang nghỉ ngơi trong một trang viên yên tĩnh mát mẻ, hắn dùng sức hoạt động cơ thể, di chứng của một đêm điên cuồng bắt đầu hiện ra. Mặc dù hắn tự phụ sức khỏe của mình, thế nhưng hắn và Tần Hồng Cẩm lâu ngày gặp lại, hai người căn bản là quá tham lam. Vương Tử Quân cảm thấy Tần Hồng Cẩm có chút uất ức, có thể cảm nhận được sự cô đơn của nàng. Hắn tất nhiên sẽ nồng nhiệt đáp đền nàng, hai người căn bản giống như hai ngọn lửa hòa vào nhau. Khi Vương Tử Quân lười biếng vươn tay ra, hắn chuẩn bị rời khỏi giường, lúc này Tần Hồng Cẩm đang mặc đồ ngủ tơ tằm dịu dàng như một con mèo nhỏ lại đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau. Người nào cũng nói đàn ông 40 như một đóa hoa, phụ nữ như bã đậu, lúc này Tần Hồng Cẩm đã 40 nhưng căn bản là thời gian giống như luôn quan tâm đến một cô gái tốt, căn bản không lưu lại chút di chương gì lên gương mặt của nàng. Lúc này da rẻ của nàng vẫn mềm mại trắng mịn, Vương Tử Quân nghĩ muốn ôm lấy nàng, muốn xoa dịu cảm giác trong lòng nàng. Tần Hồng Cẩm đứng bên cạnh Vương Tử Quân giống như 10 năm trước hai người gặp mặt nhau, nhưng lúc này nàng đã trưởng thành hơn, đã quyến rũ hơn. Hắn nhìn bộ dạng của nàng rồi dùng giọng dịu dàng nói, sao em không ngủ nữa đi? Em sợ nếu mình tiếp tục ngủ, tỉnh dậy sẽ không còn được thấy anh nữa. Tần Hồng Cẩm dùng ánh mắt u oán đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân rồi nói, những năm qua đã có nhiều tiền, có đủ danh tiếng, nhưng khát vọng hạnh phúc cuối cùng của em là gì? Em đã suy nghĩ rất lâu, thật ra nó cũng rất đơn giản, em hy vọng mỗi ngày thức dậy đều thấy anh và cả ánh nắng ban mai. Tần Hồng Cẩm nói làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áy náy, nguyện vọng như vậy căn bản không phải là thứ mà kiếp này hắn có thể đưa đến cho nàng. Hắn là người trong quan trường. Những gì liên quan đến phụ nữ giống như chôn một khối thuốc nổ, căn bản là không thể nào công khai được. Ngoài trừ phương diện cực kỳ cẩn thận, hắn nào dám để lộ ra cho người ta nắm bắt được. Tần Hồng Cẩm căn bản làm bữa sáng khá đơn giản thế nhưng lại rất tận tâm, có vài món dễ làm, cháo trắng và trứng gà, hơn nữa còn có một bát cải muối, tất cả vẫn còn nóng hôi hổi. Vương Tử Quân ăn sáng mà cảm thấy tâm tình ấm áp, Tần Hồng Cẩm ở bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho hắn. Tử Quân, bây giờ nghiệp vụ của công ty đang liên tục mở rộng ra bên ngoài, em đã mua một đảo nhỏ ở nước ngoài, trước mắt đã tiến vào giai đoạn xây dựng hậu kỳ, sau này nếu như không có việc gì làm, em sẽ thường đi đến đó. Tần Hồng Cẩm đưa một muỗng canh nhỏ cho Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Tần Hồng Cẩm, tuy hắn đã sớm có tính toán, thế nhưng cuối cùng thì Tần Hồng Cẩm cũng thực hiện bước đi này. Không được. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm, hắn kiên quyết nói ra hai chữ, nói xong thì nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói ra từng chữ một, nếu như em muốn làm như vậy, anh dứt khoát từ chức. Hai chữ từ chức tuy đơn giản nhưng căn bản lại là hành động cực kỳ khí phách của Vương Tử Quân. Hắn là người tiến lên từng bước từ cơ sở, đến vị trí ngày hôm nay căn bản là người tương lai vô hạn, hơn nữa hắn còn đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, một ngày nào đó sẽ có thể đi đến đỉnh điểm quyền lực. Nhưng Vương Tử Quân lại muốn từ chức, dũng khí của hắn căn bản làm cho Tần Hồng Cẩm cực kỳ cảm động. Nàng nhanh chóng dúi đầu vào ngực Vương Tử Quân, sau đó nàng dùng giọng hạnh phúc nói, chàng ngốc, em chỉ qua bên kia ở thôi, chỉ muốn thả lỏng một chút, cũng không phải rời khỏi anh, mà anh cũng đừng hành động theo cảm tính như vậy. Anh biết rõ, Vương Tử Quân nói rất bình tĩnh thế nhưng lại cực kỳ kiên quyết, gần đây anh cũng đã suy tư về con đường của mình, đặc biệt là sau khi ông nội ra đi. Vương Tử Quân căn bản là nói thật lòng, từ sau khi Vương Lão Gia Tử ra đi thì hắn luôn suy tư về con đường của mình. Sau khi trọng sinh thì hắn tập trung tinh thần chấn hưng Vương gia,
căn bản làm cho Vương lão gia tử cảm thấy thỏa mãn, đồng thời hắn cũng làm được rất khá. Vương lão gia tử có một đứa cháu nội như hắn, căn bản làm cho rất nhiều người hâm mộ. Nhưng đời người căn bản cũng không nên sống trong ánh mắt người khác, lúc này tâm tư của Vương Tử Quân liên tục biến đổi. Hắn cũng không thiếu tâm tư vì nước vì dân, thế nhưng nếu như tâm tình không tốt, hắn nghĩ đến cuộc sống của mình, hắn phát hiện mình căn bản là khó lựa chọn. Một người bước trên con đường thênh thang lên đỉnh điểm quyền lực thì cần có chí khí mạnh mẽ, Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không thiếu năng lực, thế nhưng cũng chỉ là một thành viên như vậy mà thôi. Tác dụng của hắn chính là đóng góp một viên gạch để thúc đẩy xây dựng và phát triển, thế nhưng đối với Tần Hồng Cẩm thì hắn là tất cả, nếu như hắn phải lựa chọn, hắn có thể lựa chọn quay về cuộc sống bình thường, không muốn phụ lòng người của mình. Đây là tâm ý hiện tại của Vương Tử Quân, nhưng tâm ý này của hắn căn bản luôn chôn giấu trong lòng, chưa từng được nói ra. Khi hắn mới tiến vào quan trường, hắn từng nói rõ với mình, cần phải cẩn thận và kỹ càng. Vài năm qua đi, cảnh báo năm xưa đã bị gió bão bào mòn, chỉ còn lại chút vết tích loang lổ, dù dùng sức gõ vào cũng không tạo nên âm thanh gì. Vì không có cảnh báo vang lên thế nên đầu óc của hắn bắt đầu bị mê hoặc, bắt đầu buông lỏng và phóng túng chính mình. Hắn nghĩ chỉ cần mình không có sai lầm gì lớn, cho dù có chút bệnh tật nhỏ thì đáng là gì. Người không phải là thánh, ai có thể không có vấn đề. Không biết bao lâu sau thì Tần Hồng Cẩm mới nói, anh đúng là rất ngốc. Vương Tử Quân khẽ dùng ngón tay ma sát lên môi của Tần Hồng Cẩm, hắn khẽ nói, ngốc thì ngốc có gì mà sợ, con người của anh chỉ sợ đúng là như vậy. Chương 1232, 2, gặp chiêu phá chiêu, làm việc theo hoàn cảnh. Anh đừng nói những lời như vậy, em không rời khỏi anh, dù có ở nơi xa nhìn về anh thì anh cũng nên cố gắng công tác, có được không? Tần Hồng Cẩm nhìn Vương Tử Quân rồi chợt nói sang chuyện khác. Lúc này em đã hoàn thành công tác thay đổi công tay đại giã quốc tế, ngay sau đó nên làm thế nào thì chỉ cần anh ra lệnh một tiếng mà thôi. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hắn khoát tay áo với Tần Hồng Cẩm, sau đó nhanh chóng nghe máy. Người gọi điện thoại đến chính là Vương Giải Phóng, khi nối thông điện thoại thì giọng điệu của lão có chút hấp tấp, Tử Quân, vừa nhận được tin tức Tả Trung Minh bị tai nạn xe ở thành phố Lữ Xuyên, căn bản là cứu giúp không hiệu quả. Đã tử vong. Tả Trung Minh là ai thì Vương Tử Quân căn bản biết rõ ràng, hắn thật sự cảm thấy khá lo lắng. Hắn không ngờ Tả Trung Minh lại bị tai nạn xe ở thành phố Lữ Xuyên, khi nghe được tin tức này thì nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Phản ứng đầu tiên của Vương Tử Quân chính là vụ tai nạn xe này là ngoài ý muốn hay là hành vi của ai đó. Nếu thật sự là như vậy thì đối phương là ai? Mục đích của đối phương là gì? Hầu như chỉ trong nháy mắt thì Vương Tử Quân đã nghĩ ra nhiều vấn đề, nhưng lúc này hắn cần phải cực kỳ tỉnh táo, cần phải gặp chiêu phá chiêu, hành sự theo hoàn cảnh thực tế. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, cảnh sát Lữ Xuyên có phải đã tham gia phá án rồi không? Có kết luận gì không? Theo phản ánh của quần chúng thì Tả Trung Minh qua đường và bị một chiếc xe chở rác tông chết, lúc này xe kia đã bỏ chạy, cảnh sát Lữ Xuyên đang truy nã kẻ gây tai nạn. Vương Giải Phóng nói đến đây thì thở dài một hơi. Vương Giải Phóng vì sao mà thở dài? Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ràng, hắn cố gắng an ủi, nhị thúc, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hòa thượng không thể nào chạy khỏi miếu, chân tướng sự việc sớm muộn sẽ rõ ràng mà thôi. À, chỉ hy vọng là như thế. Lúc này tâm tình của Vương Giải Phóng có chút lo lắng, nhưng này Tử Quân, vì vậy mà có một số việc trở nên rối loạn. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ý nghĩ của Vương Giải Phóng, hắn cố gắng nở nụ cười nói, nhị thúc, những gì cần đến sẽ đến, thế nhưng căn bản là không có gì cần quan tâm, nếu đây không phải là việc ngoài ý muốn, nếu có người cố ý làm như vậy, bọn họ cũng không đạt được mục đích của mình. Vương Giải Phóng trầm mặc một lúc lâu mà không nói gì, lão cảm thấy vô kế khả thi, sau khi nghe xong lời an ủi của Vương Tử Quân thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân vừa kết thúc trò chuyện với Vương Giải Phóng thì Vương Quang Vinh gọi điện thoại đến, ngay sau khi nối thông thì Vương Quang Vinh đã dùng giọng không chờ đợi được nói, Tử Quân, đây là chuyện gì vậy? Vương Tử Quân hiểu tâm tình của bố mình, hắn khẽ an ủi, bố, con cũng vừa nhận được tin tức này. Vương Quang Vinh hít vào một hơi thật sâu rồi nói, Tử Quân, mặc kệ đây là sự kiện ngoài ý muốn hay gì khác thì ảnh hưởng của nó là cực kỳ không tốt. Vương Quang Vinh nói đến đây giống như có chút do dự, sau đó mới nói chi tiết, vừa rồi bố vừa đến báo cáo công tác với Bí Thư Lâm,
bí thư tiếp nhận một cú điện thoại mà vẻ mặt rất khó coi. Vương Quang Vinh nói rất hàm hồ nhưng Vương Tử Quân nghe vào lại hiểu rõ, hắn có thể hiểu được tình cảnh hiện tại của Lâm Trạch Viễn. Mặc dù chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng nó xuất hiện trong mắt người hữu tâm thì căn bản không giống tầm thường. Có một vài việc chỉ cần có tin đồn thất thiệt cũng làm cho người ta rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đặc biệt là khi mà đang ở trong giai đoạn cực kỳ quan trọng, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, biết đâu nó sẽ là một phần chứng cứ để người ta nắm lấy anh. Điều này chứng tỏ đối phương căn bản là dùng trăm phương ngàn kế, đây là một âm mưu quá lớn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói, chú Lâm nói thế nào? Anh ấy cũng không nói gì. Vương Quang Vinh nói đến đây thì tiếp tục, Tử Quân, con nói xem chú Lâm quen biết bố có phải là không may hay không? Nếu không thì anh ấy sao có thể bị nhà mình làm ảnh hưởng như lúc này được? Dù là trong công tác hay sinh hoạt thường ngày thì Vương Quang Vinh căn bản luôn là người lạc quan, vấn đề này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất khó chịu. Nếu như không phải không tiếp nhận sự thật này, bố hắn sẽ không nói ra những lời như vậy. Lâm Trạch Viễn căn bản có ơn tri ngộ với bố Vương Tử Quân, vì chuyện gia đình của mình mà làm ảnh hưởng đến đại cục của Lâm Trạch Viễn, điều này làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy cực kỳ khó chịu, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm động lây. Vương Tử Quân khẽ mở lời an ủi, bố, sự việc còn chưa đến cuối cùng, ngài cần gì phải ôm tội lên người mình. Ngài nên học tập chú Lâm, chỉ cần chúng ta không làm thẹn với lương tâm, làm người đường đường chính chính, cho dù đối phương có yêu ma quỷ quái thế nào thì làm gì được chúng ta. Con cũng không tin ta có thể thắng được chính. Vương Tử Quân an ủi mãi thì Vương Quang Vinh mới bình tĩnh cúp điện thoại. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là khó thể nào vứt đi cảm giác đau buồn, có một số việc căn bản là nói suông không làm được gì. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, Tần Hồng Cẩm đứng bên cạnh nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, nàng giống như nhớ lại khoảng thời điểm khi mà chuỗi siêu thị Quân Thành mở tại thành phố Giang Thị. Không phải năm xưa Vương Tử Quân cũng có bộ dạng như thế này sao? Khi đó kết quả nổi giận của Vương Tử Quân vẫn còn làm cho Tần Hồng Cẩm khó quên, thế là nàng ân cần hỏi han, xảy ra chuyện gì rồi? Có chút chuyện ngoài ý muốn, Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm, sau đó nói ra chuyện Tả Trung Minh gặp tai nạn xe. Tần Hồng Cẩm cũng biết Tả Trung Minh là ai, những năm nay nàng tung hoành quan trường, nói kiến thức của nàng rộng rãi cũng không phải là lời quá khen. Có một số việc căn bản không quan trọng với người nào đó, thế nhưng dù có quan trọng hay không thì phải xem người ta nhìn vào thấy thế nào. Lúc này tình cảnh của Vương Tử Quân căn bản làm cho người ta liên hệ đến Vương gia. Nếu không thì bây giờ chúng ta sớm hành động, Tần Hồng Cẩm nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ đề nghị. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi thản nhiên nói, cứ dựa theo giao ước của hai ta là được. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhanh chóng đi về phía một cái mô hình địa cầu ở trong phòng khách. Hắn khẽ sờ tay lên, mô hình địa cầu liên tục xoay vòng quanh. Khi mô hình địa cầu liên tục xoay vòng quanh, ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên một khu vực quen thuộc, hắn nói, em có quen biết truyền thông nơi này không? Tần Hồng Cẩm nhìn ngón tay của Vương Tử Quân rồi gật đầu nói, có quen biết vài người bạn. Tần Hồng Cẩm không nói tiếp, Vương Tử Quân cũng không nói thêm, hai người đã hợp tác nhiều năm, thế nên căn bản là rất hiểu ý nhau. Vương Tử Quân khẽ đẩy mô hình địa cầu đi rồi nói, gần đây bầu không khí nơi đây không tốt, em nên bỏ thời gian tĩnh dưỡng. Khi Vương Tử Quân đi thì Tần Hồng Cẩm cũng không tự mình lái xe đưa tiễn, là một người đàn ông xa lạ dùng một chiếc xe bình thường đưa Vương Tử Quân đi. Sau khi đổi xe quay về phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân chợt cảm thấy một áp lực khủng bố ảo về phía mình. Chương 1233, một thấy không chịu khó làm việc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Trì Hoa Trục cầm một phần văn kiện đi đến. Hắn đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi khẽ nói, trưởng phòng Vương, đây là bản thảo diễn thuyết về phương diện cạnh tranh trong phương án chọn lựa cán bộ công khai, ngài xem còn chỗ nào cần sửa chữa nữa không? Vì Vương Tử Quân vẫn là người nắm quyền chủ yếu ở sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này, thế cho nên hắn cực kỳ xem trọng, thế là đưa bản thảo lên xem. Trì Hoa Trục viết bảo thảo diễn thuyết này cũng không quá nhiều thế nhưng cực kỳ có trình độ, hơn nữa có nhiều câu cố ý tỏ ra khá yếu kém. Trên cơ bản thì có thể là được đánh giá khá cao. Vương Tử Quân còn có vài điểm không vừa lòng, thế là dùng tinh thần của mình để quán triệt lại. Hoa Trục, bản thảo này rất tốt, thể hiện đầy đủ trình độ lý luận của anh. Vương Tử Quân buông bản thảo diễn thuyết ra rồi nói với Trì Hoa Trục.
Sau khi đi vào phòng tổ chức tỉnh ủy thì Trì Hoa Trục căn bản đều ghi nhớ cực kỳ kỹ càng những lời nói của Vương Tử Quân, sau đó tinh tế suy xét lại. Hắn muốn thông qua phương án này để tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của trưởng phòng Vương. Bây giờ hắn phát hiện trình độ lý luận của trưởng phòng Vương là rất cao, cho dù ngẫu nhiên trò chuyện, dù không có bản thảo thì cũng cực kỳ hợp lý rõ ràng, tình cảm bắn ra khắp bốn phía. Vì vậy mỗi lần hắn ghi bản thảo hội nghị cho Vương Tử Quân thì hầu như hao tổn khá nhiều tâm tư, hắn hy vọng có thể thông qua bản thảo này để có thể nhất trí trong hành động với một trưởng phòng tổ chức có bản lĩnh thâm hậu này. Hơn nữa Trì Hoa Trục còn muốn biểu hiện trước mặt Vương Tử Quân, do đó cố gắng làm cho trưởng phòng chú ý đến mình, tương lai sau này sẽ có một ngày trưởng phòng cất nhắc mình sẽ phát triển lên vị trí cao hơn. Nhưng lúc này Vương Tử Quân khen ngợi làm cho hắn không thể vui nổi, vì hắn không phải chưa từng được thấy cách khen thưởng trước rồi phê bình sau của lãnh đạo. Nhưng Trì Hoa Trục vẫn có chút không cam lòng, vì bản thảo trò chuyện kia đã được hắn khắc ghi trong lòng, vì hắn đã bỏ ra khá nhiều công phu. Hắn nghĩ rằng nội dung bên trong căn bản là phù hợp với ý nghĩ của Vương Tử Quân, hẳn là không có bệnh tật gì mới phải. Trừ khi là lãnh đạo tìm xương trong trứng gà, nhưng nếu lãnh đạo làm như vậy thì hắn căn bản cũng không phản bác, bây giờ hắn đã nhìn rõ những biến đổi khi vị trí của mình thay đổi, trước kia căn bản không có được cảnh tượng như lúc này. Lần này chúng ta thực hiện chọn lựa cán bộ công khai vừa phải thể hiện sự ưu tú của phương pháp cạnh tranh, vừa phải thể hiện đầy đủ sự công bình công chính. Vương Tử Quân nhìn thấy Trì Hoa Trục có tâm tư không yên, hắn sao không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Trì Hoa Trục căn bản là người có năng lực thế nhưng thật sự thiếu tôi luyện. Vương Tử Quân cố tình cho người này rèn luyện ở đơn vị 2-3 năm, sau đó cho đối phương đi xuống địa phương nhận chức, vì vậy mà có một số phương diện cho ra yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với Trì Hoa Trục. Trì Hoa Trục nghe Vương Tử Quân chỉ điểm vài yêu cầu mà không khỏi cúi đầu. Tuy hắn cảm thấy bản thảo của mình là cực kỳ tốt, thế nhưng lại căn bản không có được sự tương đồng quá nhiều với Vương Tử Quân. Biết đâu điều này có liên quan đến vị trí của hai người, vì Vương Tử Quân đứng ở trên cao nên nhìn càng thêm xa. Vương Tử Quân nhìn Trì Hoa Trục cầm bản thảo bỏ đi, trên mặt hắn chợt lộ ra nụ cười, nhưng sau đó lại lắc đầu. Chính mình là người trọng sinh, tổng cộng độ tuổi lớn hơn Trì Hoa Trục khá nhiều. Thế nhưng lúc này người nào nhìn vào cũng thấy hắn căn bản là trẻ tuổi hơn Trì Hoa Trục. Khi Vương Tử Quân đang nở nụ cười tự giễu thì tiếng gõ cửa vang lên, người đi vào là Du Giang Vĩ và Phòng Quảng Thắng. Sau khi vào cửa thì Du Giang Vĩ rót trà cho Phòng Quảng Thắng, thế nhưng Phòng Quảng Thắng cũng không dám tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Tuy Phòng Quảng Thắng dựa vào Diêu Trung Tắc thế nhưng Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, là một thành lũy mà hắn căn bản cực kỳ khó công phá. Trong quan trường không nhất thiết phải phân biệt rõ địch ta, thế nhưng càng về sau thì nếu càng hoài nghi sẽ sinh ra một cây gai trong lòng. Lúc này Phòng Quảng Thắng rơi vào trạng thái như vậy, nếu như hắn xử lý không tốt, nhất định sẽ trồng một cây gai lớn trong lòng Vương Tử Quân. Hắn luôn tự nói với mình, dù thế nào cũng phải rút cây gai ra khỏi lòng Vương Tử Quân, cho dù là vẽ rắn thêm chân thì cũng đủ. Giang Vĩ không cần rót nước, tôi chỉ vào báo cáo công tác với trưởng phòng mà thôi. Phòng Quảng Thắng nói rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, bí thư Diêu nói tôi mời ngài đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Vương Tử Quân căn bản không từ chối lời mời của Diêu Trung Tắc. Tuy hai người đều là thường ủy tỉnh ủy, nhưng Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy, xem như là lãnh đạo chủ quản của Vương Tử Quân, có một số việc mà Vương Tử Quân vẫn phải muốn nghe ý kiến của Diêu Trung Tắc. Thật ra Diêu Trung Tắc chỉ cần sắp xếp người gọi điện thoại là được. Sở dĩ cho Phòng Quảng Thắng đến mời đã nói rõ cực kỳ nể mặt mình. Vì vậy Vương Tử Quân cười cười nói, nếu bí thư Diêu đã có việc thì chúng ta cũng đừng làm cho bí thư Diệp phải chờ lâu. Giang Vĩ, cậu lấy một hộp trà ngon tôi lấy từ Sơn Nam đưa cho thư ký trưởng phòng, để thư ký trưởng nếm thử. Phòng Quảng Thắng thầm nghĩ xem như lần này mình làm đúng. Vốn trước đó Diêu Trung Tắc thông báo cho hắn, yêu cầu thông báo cho Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình một chuyến. Cũng không nói thông báo bằng cách nào. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định tự mình đi đến gặp Vương Tử Quân. Hành động như vậy của hắn căn bản không phải cố gắng tỏ tư thái, thế nhưng ít nhất cũng làm cho Vương Tử Quân hiểu, căn bản là một sự tôn trọng trên phương diện tinh thần. Lúc này Phòng Quảng Thắng được Vương Tử Quân tặng trà, tuy hắn căn bản không thiếu trà để uống, thế nhưng đây cũng là một loại thái độ của Vương Tử Quân. Đừng nói là một hộp trà, cho dù đưa cho hắn một bao hạt dưa, hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Vì vậy Phòng Quảng Thắng sảng khoái nhận trà rồi cười nói,
sớm nghe nói chỗ của trưởng phòng Vương có trà ngon của tỉnh Sơn Nam, tục ngữ có câu thế này, trưởng giả ban thưởng không dám không nhận, tôi đây xem như không khách khí. Không gạt trưởng phòng Vương, tôi đang chuẩn bị chờ quà từ quê gửi đến để biếu cho trưởng phòng dùng thử, bây giờ đành phải nói rõ ràng, vài ngày nữa sẽ đưa đến cho ngài. Du Giang Vĩ vừa tìm trà với gương mặt nghiêm nghị vừa thầm suy nghĩ, hắn là một người tài tử, hắn sao không hiểu câu nói trưởng giả ban thưởng không dám từ chối của phòng Quảng Thắng có ý nghĩa là gì. Thư ký trưởng phòng này rõ ràng lớn hơn trưởng phòng Vương hơn chục tuổi, thế nhưng nói ra câu kia mà gương mặt không chút biến đổi, da mặt xem ra quá dày, chỉ cần nhìn vào điểm này đã làm cho hắn cực kỳ bội phục. Chương 1233, hai thấy không chịu khó làm việc. Xem ra Du Giang Vĩ nên tìm cơ hội để học hỏi thư ký trưởng phòng thêm một chút. Du Giang Vĩ thầm hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng gói kỹ bọc trà đưa cho phòng Quảng Thắng, lúc này mới nở nụ cười vui vẻ tiễn chân thư ký trưởng phòng. Vương Tử Quân đi cùng phòng Quảng Thắng đến phòng làm việc của Diêu Trung Tắc cũng không phải là việc gì khổ sở. Tuy hai người căn bản không bàn chuyện công tác thế nhưng phòng Quảng Thắng lại là người cực kỳ linh hoạt, có thể nói ra những lời mà ai nghe vào cũng khó thể nào mất vui được. Khi phòng Quảng Thắng gõ cửa phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, lúc này cũng không phải chỉ có mình Diêu Trung Tắc ở bên trong. Lúc này đối diện với Diêu Trung Tắc chính là Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Lý Sâm Thăng, lúc này Lý Sâm Thăng giống như đang báo cáo với Diêu Trung Tắc, mà Diêu Trung Tắc cũng đang liên tục cười lớn. Phòng Quảng Thắng thấy như vậy mà chợt ngây cả người, Diêu Trung Tắc phân phó hắn đi mời Vương Tử Quân đến đây, rõ ràng là có việc cần bàn, nhưng sao lại có Lý Sâm Thăng ở đây? Như vậy là phù hợp sao? Biết đâu Diêu Trung Tắc thật sự có toan tính như vậy. Phòng Quảng Thắng vừa nghi hoặc vừa thầm nghĩ vì sao Diêu Trung Tắc lại phải làm như vậy. Có phải muốn thể hiện một tư thái với Vương Tử Quân, ám hiệu chính mình tín nhiệm Lý Sâm Thăng? Nếu thật sự là như vậy, bây giờ gọi Vương Tử Quân đến, hơn nữa còn cố ý trò chuyện với Lý Sâm Thăng, như vậy cũng không đơn giản là Vương Tử Quân vẫy hai tay cổ vũ. Phùng Thường Quốc xem xét và cảm thấy hương vị bùng phát. Người thường nhìn vào chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng là người trong quan trường thì tình huống nào cũng phải nhìn vào bản chất. Diêu Trung Tắc cố ý làm như vậy, đây là mưu đồ sẵn, căn bản không phải là ngoài ý muốn. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lý Sâm Thăng vội vàng đứng lên, Diêu Trung Tắc cũng đứng lên nói, trưởng phòng Tử Quân, mời anh ngồi bên này. Lý Sâm Thăng rõ ràng biết mình không thể nào tiếp tục ở lại, hắn nhanh chóng nói lời cáo từ với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nghĩ rồi khoát tay áo bảo Lý Sâm Thăng ngồi xuống, lại nói, lúc này công tác của trường đảng cần phải được đẩy mạnh, tuy anh không phải là phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng thế nhưng dù thế nào cũng phải gánh trách nhiệm. Yêu cầu của tôi là dù anh có khó khăn gì, mặc kệ anh có bao nhiêu điều chế ước, anh cũng phải nhớ cho rõ, căn bản không được thả lỏng công tác. Diêu Trung Tắc nói lời cực kỳ có ý nghĩa, vì hắn là hiệu trưởng trường đảng, những lời này được nói ra căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Bí thư Diêu, trưởng phòng Vương, tôi đi trước đây. Lý Sâm Thăng mở miệng bày tỏ một lúc với Diêu Trung Tắc rồi nở nụ cười nói lời cáo từ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lý Sâm Thăng, hắn cũng không nói gì. Phòng tổ chức tuy có sự liên lạc mật thiết với trường đảng, mà dù là chỉ thị của một người là thường ủy tỉnh ủy như hắn càng được Lý Sâm Thăng coi trọng trong lòng, nhưng Diêu Trung Tắc đã cho ra yêu cầu, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không thích vẽ rắn thêm chân. Sau khi hai người ngồi xuống thì phòng Quảng Thắng cùng thư ký nhanh chóng bỏ ra ngoài, Diêu Trung Tắc nâng ly nước lên uống một ngụm, sau đó nói vài câu chuyện nhà với Vương Tử Quân, rồi nói tiếp, trưởng phòng Tử Quân, lần này tỉnh Nam Giang chúng ta tổ chức chọn lựa cán bộ công khai, xem như đi trước các nơi. Hai ngày trước tôi về thủ đô họp, các vị lãnh đạo tham dự hội nghị căn bản cho ra đánh giá rất cao, cũng tiến hành khen ngợi công tác của chúng ta. Vương Tử Quân có thể nhìn vào vẻ mặt của Diêu Trung Tắc và cảm thấy đó không phải là lời nói dối. Mặc dù Diêu Trung Tắc có được vận may như vậy cũng không quá vui, thế nhưng căn bản là công tác được thượng cấp giúp đỡ, hắn vẫn cảm thấy cao hứng. Bí thư Diêu, sở dĩ có được thành tích như hôm nay cũng không thoát ly khỏi sự giúp đỡ mạnh mẽ của tỉnh ủy, nếu như không có bí thư Diêu ngài là tổ trưởng tổ công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này, chỉ sợ công tác cũng không được tiến hành thuận lợi như vậy. Vương Tử Quân nói lời nịnh nọt làm cho Diêu Trung Tắc cười lớn, dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân cũng quá rõ ràng. Nhưng Diêu Trung Tắc cũng không nói rõ ràng câu nói của lãnh đạo, vì lãnh đạo ít nhất khen thưởng công tác của tỉnh Nam Giang, sau đó còn đặc biệt nhắc đến Vương Tử Quân, tình tiết này bị hắn bỏ qua.
trưởng phòng Vương còn có ý nghĩ gì với công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này hay không? Siêu Trung Tắc uống một hớp trà rồi nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng như trưng cầu ý kiến nói. Vương Tử Quân tuy không biết lúc này trong hồ lô của Diêu Trung Tắc có chứa thứ gì, thế nhưng hắn cũng không bỏ qua thời cơ lần này, thế là căn bản không giấu giếm nói. Bí thư Diêu, lúc này phương án chọn lựa cán bộ công khai đang được triển khai với cơ chế tốt đẹp trong tỉnh, đã dựng lên cơ chế chọn lựa cán bộ khá phù hợp, tôi cảm thấy nên thừa cơ hội này để tiến hành chọn lựa công khai ở cơ sở. Tất nhiên chú trọng phương diện chọn lựa công khai, phòng tổ chức tỉnh ủy chúng tôi là người phụ trách chỉ đạo. À, đề nghị của anh là rất tốt, tôi cảm thấy các ban ngành lệ thuộc trực tiếp của tỉnh ủy cũng có thể tiến hành chọn lựa cán bộ công khai, khí thế như vậy là rất lớn, cũng có thể tiến thêm một bước để thúc đẩy cán bộ tích cực tham gia sáng tạo sự nghiệp. Siêu Trung Tắc không hổ danh là cán bộ lãnh đạo lâu năm, rất nhiều chuyện căn bản rất có trình độ, lời đề nghị này căn bản không mưu mà hợp với tính toán của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân thiếu chút nữa cảm thấy cực kỳ vui vẻ vì lời nói của Diêu Trung Tắc, thế nhưng hắn căn bản không như vậy. Tử Quân, lãnh đạo thượng cấp cực kỳ coi trọng công tác chọn lựa cán bộ công khai, căn bản tiến hành khen ngợi công tác của chúng ta, đồng thời cũng đưa ra vài đề nghị và yêu cầu. Đặc biệt là phương diện cho ra kết quả cuối cùng, tôi cảm thấy lãnh đạo nói rất hay, đó chính là trên cơ sở chọn lựa cán bộ công khai, cần phải thể hiện sự lãnh đạo của tổ chức. Dù là bất kỳ sự việc gì cũng không thể xem nhẹ nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của đảng. Siêu Trung Tắc nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, giống như chờ câu trả lời của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nào không biết ý nghĩa lời nói của Siêu Trung Tắc. Siêu Trung Tắc tuy nói đường hoàng nhưng căn bản là cố gắng khống chế quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ ở trong tay mình. Nhiều khi Vương Tử Quân căn bản không tình nguyện vạch mặt với người khác, nhưng lúc này hắn không thể không đáp lại tính toán của Siêu Trung Tắc. Nếu như thực hiện theo đúng ý nghĩ của Diêu Trung Tắc, như vậy phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này căn bản chỉ là làm cho vui mà thôi. Sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này có liên quan đến phương diện Vương Tử Quân triển khai mở rộng công tác của mình vào lúc sau này, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc áp dụng ý nghĩ của Vương Tử Quân vào tỉnh Nam Giang. Chương 1234, việc nhỏ không đáng kể cũng có thể hào phóng ở phương diện khống chế thế cục. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diêu Trung Tắc. Hắn khẽ cười nói, Bí thư Diêu, tôi cảm thấy ý nghĩ của lãnh đạo chính là để cho chúng ta cho ra một võ đài để cho các cán bộ có thể cạnh tranh công khai bình đẳng với nhau. Lời nói của mình bị đối phương từ chối, điều này làm cho vẻ mặt của Diêu Trung Tắc trở nên có chút khó coi. Hắn đề nghị điều này căn bản đã biểu đạt quá rõ thành ý với Vương Tử Quân, không ngờ đối phương căn bản không lĩnh tình, ngược lại còn từ chối không chút khách khí. Vương Tử Quân làm sao vậy? Rõ ràng là không thèm quan tâm đến một người là phó bí thư nắm công tác tổ chức như mình. Một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng Diêu Trung Tắc, hắn làm trợ thủ nhiều năm, lúc này cảm giác tự ái của hắn căn bản càng thêm mẫn cảm. Diêu Trung Tắc nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn không muốn làm một người đơn độc trong sự kiện này, thế cho nên đổi sang tư thái khác, dùng lời thấm thía ân cần dạy bảo, nếu đã như vậy thì tôi hy vọng trưởng phòng Tử Quân xử lý chuyện này cho tốt, vừa tuyển ra được nhân tài, vừa không phụ lòng kỳ vọng của tỉnh ủy. Lời nói của Diêu Trung Tắc khá đông cứng, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được điều này. Hắn biết rõ sự kiện này mình và Diêu Trung Tắc có phát sinh mâu thuẫn, thế nhưng hắn căn bản là không hối hận. Một phương án chọn lựa mới thường phát sinh ma sát, chỉ khi nào có ma sát thì mới có thể vận chuyển bình thường được, mặc dù quá trình này cần phải có sự trả giá rất lớn. Cảm ơn sự giúp đỡ của Bí thư Diêu. Có ngài tọa trấn chỉ huy thì phòng tổ chức càng có đầy đủ lòng tin với sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này. Vương Tử Quân nở nụ cười vui vẻ khẽ nói với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nhìn nụ cười vui vẻ của Vương Tử Quân, trong lòng chợt bùng lên cảm giác chán ghét khó thể kiềm chế. Vương Tử Quân cười căn bản là cực kỳ sáng lạn và vô tội, thế nhưng biểu hiện này căn bản là không tốt trong mắt Diêu Trung Tắc, vì đây rõ ràng là biểu hiện của tiểu nhân đắc chí. Siêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức, hắn nhất định phải gõ đầu làm cho Vương Tử Quân mất đi vẻ đắc chí, phải cho Vương Tử Quân biết rõ Siêu Trung Tắc hắn căn bản có lực khống chế mà khó ai nhúng tay vào được. Vì vậy Siêu Trung Tắc khẽ cười cười rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi có một người bạn công tác ở tỉnh Chiết Giang, tôi nghe nói hai ngày trước hình như cậu em họ của anh gặp chút phiền toái thì phải. Siêu Trung Tắc không chờ Vương Tử Quân trả lời, hắn dùng giọng ân cần nói. Chúng ta không thể làm chuyện trái với nguyên tắc, nhưng có một vài phương diện liên hệ không trái với nguyên tắc thì tôi hoàn toàn có thể làm được. Trưởng phòng Tử Quân,
nếu anh có gì cần thì cứ mở miệng, tôi cũng không phải là người ngoài. Vương Tử Quân nghe những lời giả mù sa mưa của Diêu Trung Tắc mà cảm giác chán ghét càng tăng thêm vài phần. Hắn biết rõ Diêu Trung Tắc đang kích thích chính mình, thế cho nên hắn cười cười nói, giả thì giả mà thật sẽ là thật, nếu như em họ của tôi căn bản không được trong sạch, như vậy dù thế nào cũng không thể khả quan, nếu như không có vấn đề, tôi tin tưởng tổ chức sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. À, trưởng phòng Tử Quân nói đúng, hèn gì hai người chúng ta hợp ý với nhau như vậy, xem ra hai bên căn bản là anh hùng cùng ý nghĩ, chúng ta xem như cùng nghĩ đến một phương diện. Siêu Trung Tắc vỗ vỗ lên vai của Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói, chỉ là có vài người lại khá đáng tiếc, nghe nói có một đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang gặp tai nạn xe hơi bỏ mạng. Ánh mắt Siêu Trung Tắc sáng ngời như điện, căn bản tràn đầy vẻ hèn mọn và trào phúng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đầy khiêu khích của Diêu Trung Tắc, hắn cảm thấy lúc này phương pháp tốt nhất để ứng phó chính là không nói lời nào. Thế nhưng cuối cùng Vương Tử Quân lại cười nói, chẳng có khi tròn khi khuyết, lãnh đạo ngài cũng không thể quá cầu toàn. Trước đây vài năm tôi cực kỳ chú ý đến cái nhìn của người khác với mình, nhưng sau khi vợ có kể một câu chuyện khá hay, tôi căn bản không quá quan tâm nữa. Diêu Trung Tắc nhìn vẻ mặt căn bản là cực kỳ bình tĩnh tự tin của Vương Tử Quân. Chỉ cảm thấy người này sẽ tuyệt đối không có lời gì hay để nói với mình. Hắn muốn ngăn cản Vương Tử Quân lên tiếng, thế nhưng đúng lúc này Vương Tử Quân đã dùng giọng êm tai nói, có một con cá bơi qua đám cóc, kết quả là bị một con cóc công kích, con cóc nói rằng cá căn bản có bộ dạng không ra gì, miệng quá nhỏ, nào được rộng ăn được nhiều thứ như chúng ta. Còn có con cóc nói bụng cá quá bẹp, căn bản không trơn tròn to lớn như bụng của chúng ta. Siêu Trung Tắc cầm lấy ly trà và cảm thấy tay của mình run lên, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ. Hắn biết rõ con cóc trong câu chuyện của Vương Tử Quân có khác nào nói mình, nhưng đối phương đang kể chuyện rất say sưa, hắn không thể làm gì được, anh dựa vào cái gì để nói người ta đang cố ý nói xấu mình. Tên này căn bản là có miệng lưỡi quá sắc bén, thật sự không chịu buông tha cho ai, nhưng sau khi sự việc được điều tra rõ ràng thì xem tiểu tử này còn có thể cười được nữa không. Siêu Trung Tắc thầm oán hận suy nghĩ, ngoài miệng lại cười nói, vợ của anh nói đúng. Thực tế thì bất cứ chuyện gì đứng ở góc độ khác nhau nhìn vào sẽ khác nhau, cũng may chân lý tuy bị che giấu nhất thời nhưng sẽ có một ngày lộ rõ ra mà thôi. Bí thư Diêu nói rất đúng, tôi tin tưởng những con cóc kia thông qua việc học hỏi sẽ biết được ý nghĩ của chính mình là ngây thơ đến mức như thế nào. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc rồi dùng giọng chân thành nói. Lại là con cóc, anh cũng không đổi thành thứ khác được sao? Diêu Trung Tắc thầm căm hận, thế nhưng ngoài miệng lại trầm giọng nói. Trưởng phòng Tử Quân, anh cần phải tổn hao nhiều tâm trí ở phương diện chọn lựa cán bộ công khai, cần phải làm thật tốt và thiết thực. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên, hắn biết đối phương đang nói lời tiễn khách. Hắn cũng không muốn ở lại đây để nghe lời dạy bảo của đối phương, thế cho nên nhanh chóng lên tiếng, bí thư Diêu cứ bận rộn, tôi còn có chút chuyện cần xử lý, bây giờ phải đi xem xét một chút. Diêu Trung Tắc nở nụ cười tiễn Vương Tử Quân đi đến bên cửa mới quay về. Thư ký lại đi vào trong phòng thu dọn trà nước. Ném cái ly kia vào trong bồn cầu. Siêu Trung Tắc đưa mắt nhìn thư ký đang thu dọn ly trà của Vương Tử Quân, thế là dùng giọng không kiên nhẫn phân phó. Thư ký nghe lời phân phó kỳ lạ như vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như hiểu được chuyện gì xảy ra. Đối với một thư ký thì lãnh đạo phân phó điều gì cũng phải xử lý cho thỏa đáng, vì vậy hắn căn bản không dám phản kháng, nhanh chóng cầm ly trà của Vương Tử Quân chạy đi. Siêu Trung Tắc biết rõ thư ký sẽ căn bản chứng thực cực kỳ tốt chỉ thị của mình, chiếc ly vừa rồi Vương Tử Quân mới dùng sẽ được ném vào trong bồn cầu, thế nhưng như vậy là có ý gì? Chính mình đường đường là một lãnh đạo cấp tỉnh, căn bản lại bày ra bộ dạng không phóng khoáng như thế, không phải quá buồn cười sao? Siêu Trung Tắc hít vào một hơi rồi nghĩ về đoạn đối thoại vừa rồi của mình với Vương Tử Quân, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Tên kia miệng lưỡi bén nhọn. Không phải bị ép lên đến đỉnh núi mới nói ra những lời như vậy sao? Siêu Trung Tắc càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng, nếu như Vương Tử Quân không bị dồn đến góc tường, căn bản không bao giờ làm như vậy. Hắn thầm khẳng định ý nghĩ của mình, thế là bàn tay càng siết chặt cực kỳ quyết tâm. Dệt hoa trên gấm căn bản không bằng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nếu chờ thế cục trong sáng rõ ràng để rồi lên tiếng thì căn bản không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, nếu như mình biểu hiện chút tư thái, như vậy tin chắc lãnh đạo ở bên kia sẽ không quên hắn. Siêu Trung Tắc vốn do dự nhưng lại nhanh chóng cho ra quyết đoán,
tâm tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại bí mật trên bàn, sau đó nhanh chóng gọi đến một dãy số. Khi âm thanh nhẹ nhàng ở bên kia vang lên, Diêu Trung Tắc nhanh chóng lộ ra nụ cười cung kính. Vương Tử Quân căn bản không biết sau khi mình rời đi thì Diêu Trung Tắc lại căn cứ vào những gì mình biểu hiện để cho ra những ý nghĩ như vậy, hắn càng không ngờ thái độ của mình sẽ làm cho Diêu Trung Tắc có một quyết định như thế. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc thì hắn có chút hối hận, thực tế mình không cần phải đối chọi gay gắt với Diêu Trung Tắc ở một sự kiện nhỏ nhặt như vậy. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân còn suy tư về những gì đã nói cùng Diêu Trung Tắc, hắn trầm ngâm một lát rồi gọi điện thoại cho Phó Phòng Long Điền Hỉ, cho đối phương đến phòng làm việc của mình một chuyến. Từ khi bắt đầu chọn lựa cán bộ công khai đến nay thì Long Điền Hỉ căn bản đã hoàn toàn dựa vào Vương Tử Quân, công tác cực kỳ tích cực chấp hành quyết định của Vương Tử Quân, còn có rất nhiều sự giúp đỡ cho Vương Tử Quân. Long Điền Hỉ cố gắng chui vào lòng cũng được Vương Tử Quân báo đáp. Mặc dù không được tăng quyền lợi thế nhưng dưới sự coi trọng của Vương Tử Quân thì lực ảnh hưởng căn bản tăng tiến, trở thành vị phó phòng tổ chức đệ nhất trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Thậm chí có người tiên đoán không bao lâu sau thì Long Điền Hỉ sẽ nhảy lên làm phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Chương 1235, một nhìn xa trông rộng phòng ngừa chu đáo. Tuy tin tức Long Điền Hỉ sẽ tiến lên làm trưởng phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy chỉ là tin đồn nhảm, thế nhưng một tin tức nho nhỏ trong quan trường căn bản không nên xem là tin đồn bịa đặt thất thiệt, rất nhiều tin đồn nhảm như vậy cuối cùng được thực tế nghiệm chứng. Vương Tử Quân là một người nắm mũ quan của tất cả cán bộ trong tỉnh, hắn căn bản sẽ không thể không nghe những tin tức đang bùng phát lên như vậy. Một khi vị trí phó phòng thường vụ phải thay đổi, tất nhiên Bí Thư Vương sẽ xem xét một người mình nói gì nghe nấy như Long Điền Hỉ. Hơn nữa bản thân Long Điền Hỉ căn bản là có điều kiện bản thân vượt qua thử thách. Đã nhận chức phó phòng tổ chức được vài năm, dù là phương diện lý lịch công tác hay năng lực đều căn bản là đồng chí bất khuất. Trưởng phòng Vương, ngài tìm tôi sao? Mặc kệ người ngoài nói thế nào thì Long Điền Hỉ cũng không bao giờ chịu để lộ ra thái độ của mình, hắn công tác cực kỳ tuân thủ một nguyên tắc, chính là tôn trọng Vương Tử Quân. Mỗi ngày hắn đều nhắn nhủ mình cố gắng công tác, xử lý tất cả đều có hồi âm, người vật rõ ràng. Vương Tử Quân ném cho Long Điền Hỉ một điếu thuốc rồi nói. Trưởng phòng Long, có một việc cần phải tâm sự với anh. Lúc này phương án chọn lựa cán bộ công khai đã tiến vào giai đoạn quan trọng, ánh mắt mọi người đều nhìn vào chằm chằm. Đây là thời điểm mà phòng tổ chức của chúng ta dựng lên quyền uy, đồng thời cũng đẩy chính chúng ta lên đầu sóng ngọn gió. Vào thời điểm mấu chốt này, anh là phó phòng tổ chức, anh nên làm tốt công tác phòng ngừa chu đáo, anh nên hiểu rõ điều này. Long Điền Hỉ nghe rõ lời phân phó cực kỳ chính trọng của Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng hiểu ý nghĩ của lãnh đạo là gì. Hắn là một phó phòng nắm công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này, hắn căn bản có thể nói là không dám về nhà sớm, chỉ cần hắn về nhà, dù sớm hay muộn thì cũng có người đang chờ. Tất nhiên những người này có thể vào trong nhà hắn, tất nhiên thân phận của bọn họ căn bản là không tầm thường, vì tránh né đòn công kích từ những người kia, Long Điền Hỉ chủ yếu không chịu ở nhà vào thời gian này. Trưởng phòng Vương, xin ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực xử lý thật tốt phương diện nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không để xuất hiện cạm bẫy. Long Điền Hỉ tỏ thái độ rất rõ ràng, tuy hắn biết rõ Diêu Trung Tắc căn bản có ý nghĩ của riêng mình ở sự kiện này, thế nhưng bây giờ hắn không còn đường lui, mặc kệ là như thế nào thì hắn đã bị xem là người của Vương Tử Quân, hắn không thể đi giữa đường thì chuyển đội ngũ. Lúc này hắn chỉ có thể tập trung tinh thần đi trên một con đường mà thôi. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bảo trì sự công chính chính là điều kiện tiên quyết của phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này, chúng ta cần phải đưa những cán bộ vĩ đại lên vị trí phù hợp để bọn họ có thể phát triển, anh nên nắm thật chắc nguyên tắc này. Hai người đang trò chuyện với nhau thì điện thoại trong phòng của Vương Tử Quân vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình báo số, sau đó nghe máy. Người gọi điện thoại đến chính là Vương Giải Phóng, trong điện thoại Vương Giải Phóng nói cho Vương Tử Quân hai chuyện, thế nhưng hai sự kiện này có thể quy nạp lại làm một. Trước tiên là chuyện tai nạn xe, vì điều tra chiếc xe gây ra tai nạn mà cảnh sát giao thông thành phố Lữ Xuyên đã phái ra lực lượng mạnh nhất của mình. Thế nhưng Tả Trung Minh xem như không may mà chết, vì chiếc camera trên đường vừa đúng lúc duy tu, cũng không có được hình ảnh về chiếc xe gây tai nạn. Sự kiện này gây khó khăn rất lớn cho cảnh sát Lữ Xuyên, vì vậy mà hiện tại căn bản còn chưa cho ra chút manh mối nào. Một việc khác chính là gia đình của Tả Trung Minh đi đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy.
khi đó bí thư Lý của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang đã tự mình tiếp đãi người nhà của Tả Trung Minh. Lúc đó tâm tình của người nhà Tả Trung Minh căn bản là cực kỳ kích động, tuy đã giải thích mãi nhưng người nhà của Tả Trung Minh cho rằng sự kiện tai nạn xe lần này căn bản không phải là ngoài ý muốn, rõ ràng là một vụ cố ý dàn xếp giết người. Bí thư Lý Đạo Toàn tuy cố gắng trấn an người nhà của Tả Trung Minh, thế nhưng hắn vẫn phản ánh vấn đề của gia đình Tả Trung Minh lên hội nghị thường ủy tỉnh ủy Chiết Giang. Trong hội nghị Lý Đạo Toàn tỏ ra cực kỳ xúc động, mặc dù nói năng rất có chừng mực, nhưng sau khi nói ra kết quả điều tra của cảnh sát giao thông, thái độ của hắn căn bản là rất đáng suy nghĩ, việc này phải để cho Cục Công an tỉnh xử lý. Vương Tử Quân nghe lời truyền đạt của Vương Giải Phóng mà hoàn toàn có thể nghĩ ra được tình cảnh hiện tại của chú mình. Hắn căn bản khá hiểu rõ nhị thúc Vương Giải Phóng, chú Giải Phóng công tác trong quan trường lâu năm, chút trí tuệ này là phải có, nhưng xảy ra chuyện này thì căn bản cũng không cảm thấy dễ chịu. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói lời an ủi, nhị thúc, chúng ta căn bản không có chút vấn đề thì không nên quá quan tâm, mặc kệ Tả Trung Minh gặp tai nạn xe là ngoài ý muốn hay nguyên nhân gì khác, đều không có chút liên hệ nào với chúng ta. Mới đó mà một người mất đi tính mạng của mình. Tuy chúng ta đồng tình nhưng căn bản phải bảo trì thái độ xứng đáng của mình. Đặc biệt là ngài nhất định phải xử lý lạnh nhạt sự kiện này, ngài cứ yên tâm, tất cả sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi. Vương Giải Phóng ở bên kia trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ nói, Tử Quân, chú có quan hệ khá tốt với vài người trong Cục Công an tỉnh, nếu không tôi gọi điện thoại đốc thúc bọn họ, để cho bọn họ nhanh chóng bắt người gây ra tai nạn. Tuy giọng điệu của Vương Giải Phóng căn bản là khá tốt thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe được có chút bất an. Hắn cố tình oán trách Vương Giải Phóng căn bản là quá lo lắng, thế nhưng lời đến bên miệng lại sửa đổi, nhị thúc, bây giờ ngài cũng đừng nên làm gì cả, bọn họ sở dĩ hoài nghi chúng ta không phải là vì sự kiện đại dã quốc tế sao? Nếu không có chuyện này, có ai lại liên lạc cái chết của Tả Trung Minh với chúng ta? Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và hai hàng chân mày đã giãn ra. Hắn cười cười nói với Long Điền Hỉ, trưởng phòng Long, chuyện này cứ xử lý dựa theo những gì chúng ta trao đổi vừa rồi. Long Điền Hỉ tuy không nghe được những lời nói của Vương Giải Phóng, thế nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than. Hắn căn cứ vào những câu nói của Vương Tử Quân mà biết được đó là chuyện gì, làm cho hắn nghe và cảm thấy cực kỳ không yên. Lúc này dù là đi hay ở thì đều căn bản không phù hợp, cuối cùng hắn chọn phương án đứng yên bất động giống như chưa từng biết cái gì. Nhưng lúc này hắn biết rõ, cho dù hắn giả vờ như không nghe và hiểu điều gì, thế nhưng Vương Tử Quân cũng biết hắn có nghe thấy được. Gần đây chỉ cần có mặt Vương Tử Quân thì Long Điền Hỉ luôn yêu cầu mình cẩn thận lời nói và hành động, căn bản không nói dư thừa nửa chữ, chuyện dư thừa cũng không muốn nghe. Nói thật thì hắn làm như vậy chủ yếu là vì cẩn thận mà thôi. Phải biết rằng trước kia hắn thường nói nhiều, giọng điệu sắc bén, ngữ điệu mạnh mẽ. Nhưng dưới ánh mắt sáng như đuốc của Vương Tử Quân, nếu như hắn không giữ miệng, căn bản rơi vào hình tượng không giữ mồm giữ miệng, như vậy sao có thể tiến lên? Thật sự là không may, vì sao Vương Tử Quân lại nhận điện thoại vào lúc này? Vốn chỉ là một sự việc mất 2 phút là xong, chỉ cần 2 phút sau thì Long Điền Hỉ sẽ không còn ở lại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, bây giờ sao lại khéo như vậy? Chương 1235, 2, nhìn xa trông rộng phòng ngừa chu đáo. Long Điền Hỉ thầm cảm thấy hối hận cuống quýt, thế nhưng hắn lại cung kính nói, trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Vương Tử Quân cười cười, Long Điền Hỉ tuy cố gắng che giấu cảm giác xấu hổ của mình, thế nhưng tất cả biểu hiện của hắn lại rơi cả vào trong mắt Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản cũng giả vờ như không biết tâm tính của Long Điền Hỉ, hắn nói thêm 2 câu chuyện phiếm với Long Điền Hỉ, sau đó chuẩn bị cho đối phương rời đi. Đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc của hắn lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số rồi nhanh chóng nhận điện thoại. Long Điền Hỉ đứng bên kia có chút chần chờ, hắn vừa rồi đã hấp thu kinh nghiệm, bây giờ nên rời đi ngay. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn đi của Long Điền Hỉ, hắn khoát tay áo cho đối phương chờ một chút. Bí thư Diệp, chào ngài, tôi là Vương Tử Quân. Ngay sau khi nối thông điện thoại thì Vương Tử Quân trầm giọng nói với người đầu dây bên kia. Câu nói này của Vương Tử Quân làm cho Long Điền Hỉ biết rõ người gọi điện thoại đến chính là Bí thư Diệp Thừa Dân. Giọng nói hùng hậu của Diệp Thừa Dân truyền đến từ đầu dây bên kia. Tuy Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng không phải lúc nào cũng phải báo cáo công tác với Diệp Thừa Dân, vì vậy số lần gặp mặt của hai bên cũng không phải là quá nhiều.
Sau khi nói vài câu chuyện nhà thì Diệp Thừa Dân nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi nghe nói công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này đã đi đến giai đoạn cuối cùng, phòng tổ chức của các cậu có kế hoạch gì không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói, Bí thư Diệp, bây giờ ngài có thời gian không? Nếu không tôi đến phòng làm việc của ngài báo cáo một chút. Diệp Thừa Dân căn bản là không bao giờ không hoan nghênh yêu cầu muốn báo cáo công tác của Vương Tử Quân, thế là cũng không do dự mà nói cậu cứ đến. Sau khi cúp điện thoại của Diệp Thừa Dân, Vương Tử Quân nói với Long Điền Hỷ, trưởng phòng Long, anh cầm theo tài liệu chọn lựa cán bộ công khai lần này đến đây, tôi đi gặp Bí thư Diệp. Long Điền Hỷ đã chuẩn bị rất tốt những tài liệu này, thế nên nhanh chóng đưa một phần tài liệu đến bàn làm việc của Vương Tử Quân. Sau đó Vương Tử Quân nhanh chóng cầm theo tài liệu đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy Nam Giang. Hai khu văn phòng không cách nhau quá xa, Vương Tử Quân cũng thường đi qua, thế cho nên không ai không biết vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Vương Tử Quân này. Những người cảm thấy không đủ thân phận thì căn bản không tự chủ được phải nhường đường, còn những người thấy thân phận của mình là phù hợp thì tiến lên chào hỏi Vương Tử Quân, trên mặt kẻ nào cũng treo nụ cười cực kỳ nhiệt tình. Vương Tử Quân căn bản sẽ mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của người chung quanh. Tuy hắn chưa quá quen thuộc mọi người thế nhưng vẫn phải biểu hiện sự khiêm tốn, vì lúc này hắn căn bản không chỉ đại biểu cho chính mình. Chào trưởng phòng Vương, khi Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Cục trưởng Cục Công an Trân Hồng Lỗi đi đến cổng, khi thấy Vương Tử Quân thì Trân Hồng Lỗi nhanh chóng mở miệng chào hỏi. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không thể quên ân oán với Trân Hồng Lỗi. Hắn đã cho Trân Hồng Lỗi một đả kích nặng nề, cũng vì một đòn này mà Trân Hồng Lỗi căn bản là người có tư cách tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, nhưng bây giờ tư cách đó đã không còn. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trân Hồng Lỗi, hắn thầm nghĩ, nụ cười của đối phương căn bản có bao nhiêu thành ý. Nếu như nói người trong tỉnh nước hận mình nhất là ai, hắn căn bản không thể xác định, thế nhưng trong số 5 cái tên đứng đầu tuyệt đối phải có mặt Trân Hồng Lỗi. Lúc này Trân Hồng Lỗi xuất hiện ở đây cũng không phải là vô duyên vô cớ, trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, thế nhưng hắn lại dùng giọng nhiệt tình nói, chào Cục trưởng Trân, chúng ta đã lâu không gặp, anh vẫn tốt đấy chứ. Trân Hồng Lỗi căn bản không phải là người khéo ăn nói, vì vậy sau khi hàn huyên hai câu với Vương Tử Quân thì nhanh chóng rời đi. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì chợt nghe Trân Hồng Lỗi đột nhiên nói, trưởng phòng Vương. Ngài có cảm thấy câu nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt có đúng không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt đen nhẻm của Trân Hồng Lỗi, hắn nào không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Xem ra có một số việc căn bản không phân biệt biên giới, Trân Hồng Lỗi bây giờ dùng sự kiện kia để châm chọc chính mình. Vương Tử Quân không biết tâm tình của Trân Hồng Lỗi là gì, lần này Trân Hồng Lỗi đến văn phòng tỉnh ủy chủ yếu là vì muốn tranh thủ vị trí bí thư ủy ban tư pháp mà Vương Tử Quân vừa để lại. Nếu như vị trí kia có thể bỏ trống nửa năm, như vậy hắn sẽ xóa đi xử phạt đảng, sẽ thuận tiện tiến lên. Chỉ cần lãnh đạo ngầm đồng ý thì căn bản không gì là không được. Nhưng yêu cầu này của Trân Hồng Lỗi căn bản không được Diệp Thừa Dân đồng ý, dù là Trử Vận Phong cũng không thông qua. Trân Hồng Lỗi cảm thấy nổi giận, hắn nhìn Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ ung dung, thế là trong lòng thầm hận tên khốn làm cho mình rơi vào tình huống khó chịu lúc này. Nếu Vương Tử Quân không tỏ ra cực kỳ ung dung thì Trân Hồng Lỗi dù có thế nào thì với tính cách xưa nay sẽ không dám nói ra những lời ngầm hại người như vậy. Vương Tử Quân nhìn Trân Hồng Lỗi, hắn khẽ cười nói, tôi cực kỳ tin tưởng vào câu nói này. Cục trưởng Trân, anh là Cục trưởng Cục Công an tỉnh, anh nên coi đó là lời răn dạy, chỉ khi nào anh có ý nghĩ như vậy mới có thể làm cho đám tội phạm phải kính sợ. Vương Tử Quân nói tuy dõng dạc nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Ngay cả một người với cấp bậc như Trân Hồng Lỗi cũng dám dùng chuyện này để tạo nên định luận với mình, như vậy tuyến trên sẽ nghĩ thế nào, lực ảnh hưởng sẽ ra sao? Sau khi Khuất Trấn Hưng mở cửa phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân với tinh thần thoải mái nhanh chóng ngồi xuống ghế salon trò chuyện với Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong phương án của Vương Tử Quân về sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này, Diệp Thừa Dân căn bản cho ra vài chỉ thị theo đúng nguyên tắc. Diệp Thừa Dân nói ra những lời này thật ra cũng đã là những lời nói trước đó khi thực hiện phương án chọn lựa cán bộ công khai. Bây giờ lão lên tiếng, căn bản có hương vị nhai đi nhai lại một sự việc. Diệp Thừa Dân là một vị bí thư tỉnh ủy cũng không phải người thích nói nhảm chán, từng chỉ thị của lão căn bản đều phải được chứng thực rõ ràng. Nhưng bí thư Diệp có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bí thư Diệp cũng chuẩn bị?
Khi Vương Tử Quân đang thầm suy nghĩ như vậy, lúc này Bí Thư Diệp chợt thay đổi chủ đề, trưởng phòng Tử Quân, dạo này chuyện gia đình thế nào? Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân lơ đãng hỏi một câu, trong lòng chợt hiểu ý nghĩ của Bí Thư là gì? Lúc này Diệp Thừa Dân nói lời quan tâm cũng không phải là nhà mình có chuyện gì hay không, chủ yếu là vì chuyện khác. Cũng vì nguyên nhân này mà Diệp Thừa Dân mới gọi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình. Tuy Vương Tử Quân đoán được tâm tư của Diệp Thừa Dân, thế nhưng hắn lại cảm thấy lòng mình lạnh tanh. Nhưng cảm giác này Vương Tử Quân căn bản không thể nói ra, vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, cảm ơn Bí Thư Diệp quan tâm, chuyện nhà tôi căn bản là rất tốt. Vậy thì tốt rồi, trưởng phòng Tử Quân, chuyện lớn khi xảy ra thường phải chú ý sức khỏe, tuy cậu còn trẻ nhưng sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, tôi cũng không hy vọng cậu công tác mệt mỏi trên cương vị của mình. Diệp Thừa Dân nói rồi thay đổi chủ đề, đầu năm thì tỉnh ủy sẽ tiến hành nhiệm kỳ mới, cậu nên hiểu rõ điều này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.